Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1346, đại kết cục 86. Sau nghi thức kính trà, chính là lúc tiệc cưới long trọng được bắt đầu. Trang hạo nhiên cùng đường khả hình trước chờ các vị trưởng bối an vị, sau mới trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người mỉm cười hạnh phúc cùng nhau cất bước đi ra khỏi phòng yến hội, ân ái ăn ý cùng nhau bước lên lễ đài màu tím. Từng hồi âm nhạc sôi động vang lên, xoay tròn chính giữa lễ đài là chiếc bánh ngọt mang thương hiệu COMS nổi tiếng, bên trên trang trí những nụ hoa nhỏ bọn họ yêu thích, chỉ điểm suyết một chút thôi cư nhiên cũng thật sống động, thậm chí còn mang hương vị tình yêu mùa hạ nồng cháy của bọn họ, đường khả hình quay mặt sang dịu dàng sâu lắng nhìn về phía ông xã của cô. Trang hạo nhiên cũng say đắm nhìn đường khả hình, đáy mắt đầy ý cười quyến rũ, nhận lấy cái dao thắt nơ đằng sau đưa tới, cùng vợ yêu đứng chung một chỗ, trước ánh mắt nhìn của hơn 2.000 tân khách nắm tay nhau cắt bánh cưới. Audio điện tử võ tấn bền Chúng tân khách trong nháy mắt liền vỗ tay nhiệt tình, 12 phù dâu cùng 12 phù rể đương nhiên cũng không thiếu phần rồi, dắt tay nhau vừa cười vừa đi lên lễ đài từ hai bên. Một nhân viên phục vụ đẩy toa xe ăn đi lên, trên xe giải đầy những bông hoa hồng cùng hoa bách hợp, ở giữa đặt bình, băng hồ điệp, tôn quý của bác dịch các thành viên của Hiệp hội rượu nho quốc tế đều nhìn về phía chai rượu nho, băng hồ điệp này của bác dịch mà vỗ tay không ngừng. Trang hạo nhiên tự mình nhận lấy dụng cụ mở chai rượu, băng hồ điệp này, đầu tiên là vô cùng săn sóc giơ tay lên để tránh bắn vào mặt bà xã, sau đó thể hiện kỹ thuật cao siêu của mình nhanh chóng đẻ xuống nắp bình. Lúc này một người bạn đến từ Đức của Trang hạo nhiên, hơi cao giọng hứng chí nói, nghe nói bà xã của hạo nhiên là quán quân phục vụ rượu thế giới, vì sao lại không để cho vợ mình biểu diễn một chút kỹ xảo. Lời này vừa nói ra, khách quý của toàn bộ yến hội đều cười rộ lên, nhất là phu nhân gióc, cười đến gặp người, vị khách này khiến bà nhớ tới cuộc thi đấu rượu, lúc đấy bà xác thực là chưa từng nghĩ đến hai người này sẽ ở cùng một chỗ, thậm chí còn nhìn không ra một xíu quan hệ nào, thậm chí còn hỏi một số vấn đề. Đường khả hình lúc này cũng mỉm cười, có mấy phần không muốn làm. Trang hạo nhiên chỉ đành thi triển nụ cười đầy mị lực của mình, hai tay nhanh nhẹn xoay tròn thân chai băng hồ điệp khi anh cảm nhận được hương khí trong chai đã muốn xông ra anh trong nháy mắt nín thở nhẹ nhàng xoay chai rượu chỉ nghe thấy tách một tiếng một trận bọt như tích tụ cả năm tháng phun ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trang hạo nhiên ôm lấy bà xã ăn ý cùng nhau rót rượu từ trên đỉnh tam giác do những chiếc cốc xếp thành âm thanh róc rách đi cùng dịch rượu vàng óng chảy vào từng chiếc cốc hương thơm không ngừng lan tỏa ra khắp không gian, một cảm giác thật vô cùng tuyệt vời. Khắp không gian tràn ngập hương thơm đến hạ tuyết cũng phải say, cô ngồi ở trên ghế để hương vị này thấm vào người, một cảm giác ngọt ngào đến khó tả, lại nhớ tới chồng cô vì có việc mà chưa thể cùng cô tham gia yến tiệc. Trang Ngải Lâm thì lại làm một bộ dáng nặng nề, lắng nghe âm thanh dịch rượu đang không ngừng róc rách kia. Nghe nói lúc này chính là khoảng thời gian bận rộn nhất của vườn nho, bác dịch một mình cô đơn đón trận tuyết đầu mùa, một mình anh tự tay hái những trái nho để bỏ vào trong thùng. Cô có thể cảm nhận được cặp mắt kia của anh mang theo tín ngưỡng bất diệt, thâm tình mà chuyên chú. Cô cứ như thế thất thần nhìn dịch rượu, im lặng không lên tiếng. Hai tòa tháp xâm panh cưới cùng cũng rót xong, trang hạo nhiên cùng đường khả hinh. Còn có 12 phù rể cùng phù dâu cùng nhau nâng ly trong tay nói cùng ly. C-S-E-S-S-E, chúng tân khách cũng cùng nhau nâng ly chúc mừng congratulations. Toàn bộ tiệc cưới là một bầu không khí vui mừng, tưởng thiên lỗi đứng ở vị trí đầu tiên, tự mình chỉ huy nhân viên phòng bếp bắt đầu thực hiện nghi thức yến tiệc cao nhất của tập đoàn Hoàn Cầu. Nhân viên phục vụ cùng các thông dịch viên khản trương vào vị trí của mình, bắt đầu cho bữa thịnh yến long trọng này. Tối nay ánh đèn sáng lấp lánh, gần trăm nhân viên phục vụ trên tay bưng những đĩa thức ăn tinh xảo, mang đậm nghi thức hòa ấn dấu bé dấu bé mẫu đơn dấu lớn dấu lớn. Máy bay bay qua đỉnh đầu ánh sáng chiếu xuống, tạo nên hình dáng của một đóa hoa mẫu đơn lung linh, ở trung tâm màn hình lớn hình dáng bông hoa càng ngày càng rõ ràng, yến hội mà có nghi thức cấp quốc gia như thế này, có lẽ trên thế gian này cũng chỉ có tập đoàn hoàn cầu mà thôi. Ngay cả hoàng tử Anh quốc cũng lắc đầu thán phục, tối nay có thể nếm được cao lương mỹ vị tuyệt đỉnh của Trung Quốc, đây có lẽ sẽ là hồi ức khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi vị khách ở đây. Trang Hạo Nhiên thì trong lúc yến hội đang được tiến hành thì rắt tay bà xã cùng 12 cặp đôi phù dâu phù rể đi chúc rượu nhưng cặp vợ chồng trẻ này cơ hồ là không dính lấy một giọt rượu, nguyên nhân cũng là bởi vì Diệp Mạn Nghi phân phó giai kỳ, vô luận là tân khách có mời bao nhiêu rượu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối cũng không được để cho khả hình uống rượu. Ân Nguyệt Dung cũng không rõ việc này lắm, nhưng vẫn cùng mọi người vui vẻ thưởng rượu. Đường Trí Long thì từ sau khi ra tù, lần đầu tiên lấy tư cách là chủ tịch hoàn cầu, nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía từng món mỹ thực được đưa lên. Ông vô cùng hài lòng gật đầu, nhưng tưởng thiên lỗi vẫn luôn tôn kính đi theo bên người ông, thỉnh thoảng lại hơi cúi đầu ở bên tai lão nhân ra người xin ý kiến. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai, luôn đi phía sau Trí Long, tương lai thằng bé còn cần phải học tập nhiều a. À. Đường Trí Long khiêm tốn cười, tưởng thiên lỗi cũng vô cùng tôn kính mỉm cười đáp lễ. Yến hội được tiến hành vô cùng náo nhiệt, bà nội chu bên này bận rộn dẫn tịnh kỳ, còn có gì lý cùng nhau đi về phía tòa nhà trang gia. Tối nay cặp vợ chồng son sau khi cử hành hôn lễ xong còn phải trở về đây tiến hành nghi thức cảm tạ Nguyệt lão. Mặc dù chỉ là nghi thức bình thường, nhưng tất cả vẫn phải được tiến hành vô cùng long trọng. Tòa nhà trang gia đứng sừng sững trong bóng đêm, theo yêu cầu của nghi thức cưới truyền thống, toàn bộ tòa nhà phải đen đuốc sáng trưng, thậm chí cửa lớn luôn luôn phải mở, mà đằng sau cánh cửa cuối cùng, người hầu phải chuẩn bị sẵn bàn dài, bên trên có đặt hoa quả cống phẩm để chuẩn bị cho nghi thức bái Nguyệt lão. Bà nội chu cùng dì Lý nhanh chóng đi vào đại sảnh xa hoa theo phong cách châu Âu, lại thấy trong phòng mọi thứ bảy biện đều theo quy phạm của hoàng gia châu Âu, nhất là cầu thang xoắn ốc cùng hành lang dài sâu thẳm, nơi nơi đều có thể bắt gặp những chiếc bình hoa điêu khắc của cung đình. Bên trái đại sảnh đi lên hai bậc là những tấm rèm mềm mại tua rua, màu sắc yêu nhã, thấp thoáng đằng sau là bộ ghế sofa cổ điển, ở giữa là tấm thảm nhung vô giá, bên trái là bàn trà cổ, bên phải là bình hoa cổ, rèm của hoàng gia xa hoa tinh xảo không chê vào đâu được. Bà nội chu chỉ liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, liền dẫn mọi người theo cầu thang bên phải thứ nhất đi lên. Lầu hai đó là tầng độc lập của trang hạo nhiên cùng đường khả hinh. Bên trong là phòng ngủ chính xa hoa phong cách châu Âu, bên cạnh là một gian phòng làm việc, tiếp đó là phòng tập thể thao, trong phòng có hồ bơi tư nhân nho nhỏ, một gian spa, còn dư lại là gian phòng gần 2.000m2 cho hai đứa nhỏ sau này, đó là kiểu phòng có cửa sổ hiện đại kiểu Âu, bên ngoài cửa sổ chính là từng đóa hoa nhài đang không ngừng nở rộ tỏa hương. Bà nội chu trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, tức khắc nhìn thấy thi ngữ cùng lạp lạp, dẫn tiên nhi còn có đám người hầu, đứng ở bên trong phòng ngủ được trang trí bằng những đóa hoa hồng cùng hàng ngàn những cánh hoa bách hợp, trên giường giải đầy hạt sen, táo tàu cùng những loại hạt biểu trưng cho việc sớm sinh quý tử. Mà đám người hầu đợi trong phòng khách lúc này mới lần lượt bê những món như canh hạt sen, bách tử cao, bánh ngọt bách hợp, toàn bộ đều được đặt lên bàn cơm giữa phòng khách, đương nhiên cũng không thể phiếu phần của những chai rượu đã được ướp lạnh sẵn. Tịnh kỳ mỉm cười cất bước tiến lên, nhìn về phía thi ngữ không khỏi cười rộ lên nói, tôi nói này, gối kia đã mang tới sao, nếu không, buổi tối sẽ không thể ngủ được, ngày đầu tiên đã phải trở về nhà mẹ đẻ quả thật không hay chút nào đâu. Phốc, chúng người hầu nghe thấy lại một trận bật cười, ngay cả dì lý dù cho biết lời này có chút không hợp quy củ, nhưng vẫn là nhịn không được mà bật cười bà nội chu thì tức giận nói với tịnh kỳ con bé này cô dâu còn chưa có vào cửa con đã nói người ta phải về nhà mẹ đẻ nếu như là ở tô ra bà đã sớm đánh cái miệng con rồi đáng tiếc đây không phải là ở tô ra đây là trang gia a di lý là người tốt nhất tịnh kỳ vì việc tự nguyện xử lý vấn đề tiệc cưới cho nên thường xuyên giao tiếp cùng di lý biết được người bình thường hiểu rõ trang hạo nhiên nhất cũng chính là gì, cho nên gì rất thương khả hình. Hôm nay canh hạt sen bách hợp, đều là do tự tay gì nấu, bình thường cũng sẽ không như vậy. Di Lý chỉ cười không nói gì, bà nội chu lại càng không có lời nào để nói, nhưng vẫn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía người hầu nói, các người mỗi người đều nghe cho kỹ đây, sau này khi trang tổng cùng phu nhân sống ở đây, nhất định phải thường xuyên nói những lời hay chúc phúc. Nhất là mấy nhà đầu theo tiểu phu nhân sang đây. Nếu có phát hiện ra ai nhận sai người, mỗi người tự ăn một cái tát. Vâng, lặp lặp, Tiên Nhi cùng đám người hầu răm rắp nghe lệnh. Bà nội Chu lần nữa nhìn lại phòng cưới, tất cả mọi thứ cũng được bày biện không sai lắm, liền hỏi, Trang tổng cùng tiểu phu nhân lúc nào thì trở về? Tịnh Kỳ có chút ý cười nói, hẳn là cũng sắp rồi. Xác thực, yến hội mặc dù tiến hành khá nhanh, Trang Hạo Nhiên làm nam chủ nhân, cùng bà xã kính rượu xong, anh còn muốn đến chỗ bạn bè thân thích trò chuyện cùng đám người hoàng tử kính rượu. Mà đường khả hình thì lại có dĩnh hồng cùng dai kỳ bên người làm bạn, trên người thay một bộ váy dài tuyết hồ, mái tóc yêu nhã, đi trước một bước về trang gia. Chỉ cần nghĩ tới hôm nay làm sao để vượt qua buổi tối thứ nhất ở trang gia, khuôn mặt cô liền phiếm hồng, trong đôi mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào. Lý Tú dung sâu sắc hiểu được tâm trạng con gái, liền thong thả đi tới, nhẹ nắm lấy bàn tay cô, nhìn vào mắt cô cười nhẹ nói, đêm nay sau khi trở về trang gia, con nhất định phải biểu hiện một chút, tương lai con sẽ chân chính là nữ chủ nhân của hoàn cầu, hiểu không? Ba mẹ vẫn luôn ở đây bên cạnh con. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, cô nhẹ nhàng mỉm cười gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên bồi ở bên người hoàng tử Anh Quốc, dường như cũng nghe tới lời dặn dò của mẹ vợ, liền không nhịn được mà quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh nở một nụ cười hạnh phúc. Chương 1347, đại kết cục 87 một chiếc Rolls Royce chậm rãi đi tới, nghênh đón tân phu nhân tổng giám đốc hoàn cầu. Đông đảo người hầu, bao gồm cả Dĩnh Hồng, Giai Kỳ, còn có Nhã Tuệ, cùng tất cả các phù dâu, trước chờ đường khả hinh lên xe, sau mới mỗi người ngồi vào một chỗ lên đường đến Yến hội buổi tối. Trang gia còn có lễ đài nho nhỏ, tiếp đãi tân khách cùng bạn bè thân hiếu, sau đó lâm sở nhai, tô lạc hoành cùng đám người còn muốn tuyên bố náo động phòng. Nhớ lại lúc đi dự hôn lễ của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng, đám anh em thân thiết đem Tào Anh Kiệt chuốc quá chén say ba ngày ba đêm, khiến cho Trần Mạn Hồng được một trận tức giận không nhẹ. Lần này Tô Lạc Hoành tay giấu thổ hào chu ra kim ngọc mãn đường, thề phải chơi lớn một chút. Đường khả hình ở trong tiếng náo nhiệt nơi này, tay cầm, sáu, hồng bao, nhẹ nhàng giấu vào trong ngực, khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng ngọt như nếm mật, chậm rãi lên xe, dĩnh hồng cùng giai kỳ ở một bên, phân phó tài xế lái xe về trang ra trước mọi người một bước, mà đám phù dâu cùng nhã tuệ cũng nối gót theo sau. Ở trang gia lúc này ngọn đèn dầu huy hoàng rực sáng, yến hội theo phong cách châu Âu ở trung tâm đại sảnh, hội bạn bè thân thích nhất là bạn bè của trang hạo nhiên ở nước ngoài, bao gồm vài người bạn tốt từ Nhật Bản sang, không ngừng nâng ly chúc mừng, vô cùng hào hứng với bữa tiệc cưới tối nay. Mà trang tĩnh vũ, ân nguyệt sung cùng trang ngải lâm cũng đã trở về từ tiệc cưới buổi trưa, tưởng vĩ quốc cùng diệp mạn nghi, còn có tuyết nhi cũng đã tới rông đủ, tưởng thiên lối cùng trang hạo nhiên thì ở lại tiệc cưới tiếp tục khoản đãi tân khách. Còn đám người lâm sở nhai cùng Tô Lạc Hoành thì chờ dẫn chúng phủ rể cùng 32 con anh vũ, hảo hảo, mỗi người khí thế đều giống như lương sơn hảo hán sông thẳng về phía tòa nhà của Trang gia. Biết Trang tính vũ cùng ân Nguyệt Dung là những người cởi mở hiếu khách liền mắt dày liều lĩnh trực tiếp bước qua đám tân khách, lao thẳng lên tầng 2. Tô Lạc Hoành chạy nhanh nhất, giống như dùng cả tay cả chân để bò lên, lên đến nơi cả vạt cũng đã quấn một vòng trên chán rồi, mà lãnh mặc hàn thì tính tình người này vốn lãnh đạm nên chỉ thong thả dẫn 32 con vẹt từ tốn đi lên lầu. Anh có chút mờ mịt, náo động phòng thì cần đến 12 con vẹt làm cái gì? Tô Lạc Hoành bò đến trên lầu liền chuẩn xác dẫn mọi người tìm được phòng cưới của Trang Hạo Nhiên. Anh không nói hai lời liền xông thẳng vào, người còn chưa kịp gõ, cửa trong nháy mắt liền mở ra, tiêu đồng và trương thục giao hai người mặc váy cưới chế ngực màu lam đậm, hai tay khoanh trước ngực, đứng ở giữa cửa phòng, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nói, làm gì? hấp ta hấp tấp chạy vào phòng cưới là muốn làm gì đây? Hôm nay vì muốn cho kịp thời gian hôn lễ cho nên chúng tôi mới để cho lão đại dễ dàng mang khả hình đi như vậy. Nếu như ấn theo đúng quy củ, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Riêng khoản tiền cưới này chúng tôi cũng nên ra giá trên trời đi. Ôi, chị Thục Giao, Lâm Sở Nhai đứng ở đầu phòng, trên mặt nở nụ cười xấu xa, phấn khởi cao giọng nói, các người thiên tân vạn khổ ngăn ở phòng cưới như thế, còn tưởng rằng có thể đưa ra điều kiện gì không phải chỉ là đòi tiền cưới thôi sao? Các anh em, nói cho hai bà chị đây biết, chúng ta hiện tại, thứ gì cũng không có, nghèo đến nỗi trong người chỉ còn tiền mà thôi. Đúng, tô lạc hoành tay cầm, kim ngọc mãn đường, của chu gia kia, vẻ mặt hào hứng cười nói, chúng ta nghèo đến nỗi chỉ còn lại có tiền thôi. Chỉ cần thuộc giao ngài có thể để cho anh em chúng tôi đi vào, món tiền này liền không thành vấn đề. Muốn 9 vạn hay là muốn 99 vạn 99 ngàn 999 thì cứ việc nói. Xì y, tiêu đồng thoáng cái vung tay đối với Tô Lạc Hoành nhịn không được cười rộ lên nói, 9 vạn 9 ngàn 999 chỉ đủ cho anh nhét kẽ răng. Anh có 9 ngàn 999 vạn, tôi cũng coi thường. Không nên nói như vậy, chỉ tiêu đồng, Tô Lạc Hoành thoáng cái đã muốn cởi nút áo, nói, nếu ngài không hài lòng, tôi liền hiến thân. Thế nào? Anh ít buồn nôn đi tiêu đồng tươi cười đẩy anh ra có thực sự muốn cũng không được nơi này còn có sử nam a lâm sở nhai không nói hai lời liền tiện tay lôi một một người ra nói như vậy đủ thành ý đi ai nha đám đàn ông các người cũng thật xấu xa rồi tiêu đồng nhìn về phía nam hoa đồng sao nhỏ xíu trước mặt tức đến dậm thẳng chân sao sao các bé trai tung hoa trong lễ cưới đi theo sau cô dâu ai chúng ta hư hỏng cũng không được thuần khiết cũng không được vậy phải làm thế nào ha? À? Lâm sở nhai nói xong, liền đánh mắt ra hiệu cho Tô Lạc Hoành, trong nháy mắt liền muốn xông vào, ai biết bị tiêu đồng cùng trương thục giao quát to một tiếng điệp y. Xoạt một tiếng, điệp y một thân váy dài màu tím, tay cầm súng trường AK-47 chơi đùa, nhắm ngay về phía đám người lâm sở nhai lên nòng. Này, mấy người lâm sở nhai trong nháy mắt liền dơ trắng đầu hàng, mặt cười sơi lời nói có cần phải chơi lớn như vậy không? Đây không phải là buổi lễ kết hôn vui vẻ với nhau mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi chết rồi, ai sẽ mang đến một đêm khó quên cho mấy người đây? Lãnh mạc hàn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn Điệp Y một cái, chậm rãi giấu thân thể phía sau Tô Lạc Hoành, anh hiểu rất rõ Điệp Y. Các người vui vẻ nhưng chúng tôi không vui. Trương Thục Giao trực tiếp đắc ý nhìn về phía lâm sở nhai cùng Tô Lạc Hoành nói thẳng, chúng tôi cũng không nhất thiết là muốn tiền. Nhưng nếu muốn qua được cánh cửa này thì phải làm cho chúng tôi cao hứng. Đưa tiền cũng được, tặng người cũng có thể, tặng quà càng tốt, liền phải xem thành ý của các anh rồi. Vậy còn không đơn giản sao? Lâm Sở Nhai không nói nhiều, liền lôi ngay Lãnh Mặc Hàn ra nhắm về phía họng súng AK47, trực tiếp cười rộ lên nói, chúng tôi biết các ngài là muốn cái gì mà. Đơn giản chính là người đàn ông này, tối hôm nay đem cậu ta tặng cho mấy ngài, các ngài muốn nhổ lông hay lột sạch rồi ăn cũng được. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía lâm sở nhai cậu là anh vũ à đâu mà động một chút là nhổ lông hở một chút là lột sạch trương thục giao lần này cũng không khách khí nhìn về phía lãnh mặc hàn cười nói nhưng anh ấy phải thật nguyện ý tôi mới có thể khai ân mở cửa đi 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 lãnh mặc hàn không nói hai lời liền xoay người đi ra ngoài thực sự muốn cũng không được a à. tôi đến đây tôi nguyện ý hiến thân cho chị tiêu đồng này tôi lạc hoành không nhiều lời liền tiến lên bàn tay đặt trên nút áo đang muốn cởi. Tôi cũng tới, Tào Anh Kiệt nhất thời hưng phấn chả còn nhớ gì cả, cũng học Tô Lạc Hoành muốn cởi quần áo, ai biết còn chưa bắt đầu vui đùa, Trần Mạn Hồng trong nháy mắt từ phía sau đi đến, một cái đập tàn bạo rơi trên người Tào Anh Kiệt, anh dám. Anh cởi thử cho tôi xem, lần trước đã hại lão nương chỉ còn lại có 500 ngàn. Hôm nay không có tiền, toàn bộ đều không được tiến vào nửa bước. Nhã Tuệ cũng mỉm cười cất bước tiến lên, nói, đúng hôm nay nếu không có thành ý toàn bộ đều không được tiến vào ai nha các người nháo đến nháo đi rốt cuộc là muốn bao nhiêu a à? ra cái giá đi tô lạc hoành cùng mấy người đàn ông trực tiếp ồn ào hô to gọi nhỏ chỉ có mấy đồng tiền bỏ liền đã cho mình là đặc biệt hơn người trang phu nhân nhà chúng tôi có tiền tiêu đồng trực tiếp ngăn cản mấy người đàn ông trước mặt nhịn cười nói các chị em nói cho cánh đàn ông xấu xa này biết chúng ta chẳng những không nghèo mà còn rất thừa tiền nữa đúng vậy, chúng phù dâu không nói hai lời cũng hùa vào với nhau đáp lời. trương thục giao giơ ngón tay lên móc móc, hai phù dâu bên trong liền lôi cái vali trong chứa 100 vạn tiền mặt đến ngăn ở trước cửa phòng cưới, sảng khoái mà hào phóng cười nói các người không phải là không có tiền sao? tùy tiện cầm một chút đi. ai chà, lâm sở nhai cùng tô lạc hoành đồng thời cười nói trông chị thục giao của chúng ta tối nay cũng thật có khí thế, này là chơi lớn a, chúng tôi liền thích cô như vậy đó. Một trăm vạn này có tính gì? Ngài cứ việc nói yêu cầu, chỉ cần để các anh em có thể đi vào, yêu cầu gì cũng được. Lúc này mới nói sao? Lấy tiền đến chặn chúng ta, đúng là chỉ biết coi thường phụ nữ. Trương Thục Giao trực tiếp vinh mặt, nhếch mép cười nhìn về phía Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai nói, chúng tôi là muốn tiền. Chúng tôi còn muốn nhiều tiền hơn, nhưng chúng tôi cũng không phải là không phân rõ phải trái. Chuyện gì cũng chỉ cần các anh theo quy củ mà làm thì đều ok hết các chị em, mang đồ ra đây. Thiên kim lãnh ra cùng tiểu thư lưu ra, nghe thấy lời này, lập tức cười tươi mang ra một cái khay, trong khay có đặt một chiếc bút lông to, còn có một nghiên mực nho nhỏ. Tô Lạc Hoành, lâm sở nhai cùng đám người mù mịt không rõ, đầu tiên là cúi đầu, nhìn chiếc bút lông này, còn có nghiên mực kia, lập tức kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía trương thục giao cười nói, chị thục giao. ngày đây là dùng bút lông, cùng nghiên mực thách đố chúng tôi sao? mặc dù đám anh em chúng tôi đây cũng được học đủ thi từ ca phú thế nhưng nếu ngài muốn chúng tôi phải viết thư pháp so với đường bá hổ vậy thì chúng tôi chỉ có thể nhảy hồ mà thôi cái này không chơi không chơi vẻ mặt trương thục giao đầy ý cười xấu xa nhìn về phía lâm sở nhai nói nói hay lắm trò chơi này cũng không phải chỉ là người tới ta đi thôi đâu chúng ta ai cũng không cần sợ ai anh trước vứt ra đây cho tôi một tờ chi phiếu Lâm sở nhai nhìn Trương Thục Giao dù không hiểu nhưng vẫn xé một tờ chi phiếu, đưa cho Trương Thục Giao. Trương Thục Giao trực tiếp cầm lấy tờ chi phiếu kia, thần thần bí bí dơ lên, trong nháy mắt Trương Thục Giao tránh sang một bên, để hai người đàn ông này nhìn thấy 10 người phù dâu đứng ở trong phòng, lo lắng nói trong 10 vị phù dâu này có một vị là thiên kim tiểu thư vô cùng tinh thông thư pháp. Hơn nữa còn am hiểu nhất là viết chữ khải theo đúng chuẩn mực khuôn mẫu. Thư pháp của cô ấy có thể nói là mang khí thế sơn hà, sáng như nguyệt, không nhiễn khói lửa nhân gian. Chúng tôi sẽ không nói trước cô ấy là ai trong người phù dâu này. Nếu các người có thể chọn chúng thì liền do cô ấy chính tay dùng bút lông viết lên trên chi phiếu. Viết lên bao nhiêu số không các người phải trả bấy nhiêu tiền. Cái trò chơi này, các anh có dám chơi không? Qua đây mới có thể biết được khí thế của các anh A. À. Xem xem có phải là tài đại khí thô hay không? Lâm sở nhai cùng Tô Lạc Hoành nghe xong những lời này, trong nháy mắt nhìn về phía 10 phù dâu xinh đẹp đang mỉm cười trước mặt, mỗi người một khí chất, 10 người đều là 10 tinh anh trong giới, bọn họ liền dựng hết cả lông tơ lên, thật CMN. Tôi dựa vào, 100 ngàn sao mấy số không, Tào Anh kiệt nhịn không được lén lút nhìn về phía 10 vị phù dâu thần bí kia, hỏi. Tô Lạc Hoành vừa định tỉ mỉ tính toán, lãnh mặc hàn lại rất mau nói ra, tám số không dấu bé dấu bé sao sao 100 ngàn này là 100 ngàn NDT nha dấu lớn dấu lớn. Tào Anh Kiệt nghe vậy, lại nuốt một ngụm nước miếng hỏi, một cây bút lông to như vậy có thể viết được 8 số không lên phiếu sao. chương 1348, đại kết cục 88. Thế nào, không dám chơi, Trương Thục Giao trực tiếp khoanh tay, nhịn cười nhìn về đám đàn ông phía trước, không sao. Chị em chúng tôi có tiền, nếu thật không dám chơi, vậy thì đem cái vali tiền này đi đi coi như là chị thục giao tôi đây thưởng cho mấy người chỉ là tôi muốn dùng bút lông này vẽ lên chán mỗi người một con rùa con rùa này phải để nguyên trên mặt một tháng ách lâm sở nhai cùng tô lạc hoành nhìn về phía trương thục giao đang cười không ngừng chị thục giao hình như là có chuẩn bị mà đến dường như đã chắc chắn khẳng định chúng tôi sẽ thua vậy trương thục giao dựng thẳng đầu lông mày nhìn hai người nói chúng tôi cũng không có khẳng định đám người các anh sẽ thua chỉ là chúng tôi cũng không có chắc chắn mình thắng. Đổi lại là các anh, thắng hay không cũng chưa chắc, không phải sao? Có dám chơi hay không? Lâm Sở nhai cùng Tô Lạc Hoành lập tức híp mắt lại, lại nhìn về đám phù dâu xếp thành hàng trước mặt, mỗi người một vẻ, xinh đẹp quyến rũ, tuổi xuân tràn trề, thoạt nhìn thì tất cả đều biết thư, thức, lễ. Ai cũng biết lúc Diệp Mạn chọn phù dâu đều vô cùng nghiêm ngặt, không phải là người hiểu tri thức đạt lễ nghi thì không được hai mắt bọn họ không ngừng nhìn đi nhìn lại trên người các phù dâu suy nghĩ do dự chơi chứ sao không tào anh kiệt trực tiếp nhảy đến chen chúc ở trước mặt hai người đàn ông kia nhìn chăm chú vào hàng phù dâu nhưng đúng thật là vẫn có chút khẩn trương hỏi nếu như các cô có thể viết được tám số không trên tờ phiếu nhỏ xíu đấy cùng lắm thì chúng tôi trực tiếp bán thân là được điều này sao có thể tô lạc hoành không hề dám coi thường mấy cô gái trước mặt này chỉ làm mắt mở to nhìn chằm chằm vào bộ dáng ôn nhu điềm đạm của các cô ấy, tay vươn ra chỉ cái bút lông kia còn thua hơn so với cánh tay mấy cô ấy, tôi cũng không tin các cô có thể viết được mấy số không. Đúng vậy, Lâm Sở Nhai liền làm một bộ dáng coi thường, Tiêu Sái vung tay nói, ai sợ ai chứ? Chơi liền chơi, nói tên của mấy cô gái này đi, chúng tôi sẽ chọn thật tốt. Sảng khoái, chúng ta quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Tiêu Đồng nói cho mấy ngày đây biết thân phận của mỗi vị tiểu thư ở đây, cô nhưng một chữ cũng không được thiếu đâu nha. Trương Thục Giao trong nháy mắt nở nụ cười, hơi nghiêng người để tiêu đồng đi lên. Được, tiêu đồng lập tức mỉm cười chuyên nghiệp đi lên, đầu tiên là đi tới trước mặt phù dâu đứng đầu hàng, giơ tay chỉ về phía cô gái thanh lệ, tóc ngắn đáng yêu nhanh chóng giới thiệu cho đám người lâm sở nhai, vị này chính là thiên kim lý gia, tên một chữ, hằng, tốt nghiệp đại học chính trị pháp luật, có thể nói là người đọc đủ thi thư lễ nghĩa nhất là đối với truyền thống văn hóa Trung Hoa chúng ta vô cùng tinh thông. Thiên Kim Lý Gia liền nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn về phía đám người Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành lập tức nhìn chằm chằm cô, Tào Anh Kiệt không chớp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, tỉ mỉ nhìn kỹ, ngay cả lãnh mặc hàn ở một bên, đôi mắt thâm thúy cũng không hề rời khỏi người cô gái trẻ. Tiêu đồng dừng một chút, mới khẽ cười đi tới trước mặt một cô gái đáng yêu khác, nói, vị này là bạn tốt của Tuyết Nhi tên Linh Hy, là em họ tổng giám đốc Hàn của tập đoàn Hàn Thị. Tốt nghiệp học viện Cambridge Anh Quốc, chuyên ngành thiết kế thời trang. Linh Hy tính tình thẳng thắn, càng nhìn lại càng thấy đẹp mắt, cô vô cùng lễ phép nhìn về phía lâm sở nhai cùng tô lạc hành gật đầu coi như chào hỏi. Tào Anh Kiệt nhìn cô bé này, mắt híp lại, cảm thấy cô một bộ dáng nội công thâm hậu đây. Tiêu đồng tiếp tục giới thiệu từng người tiếp theo, vị này thì chắc hẳn mọi người đều biết, là người phiên dịch trong trận thi đấu quốc tế lớn mà đường tiểu thư đã tham gia vừa qua, thiên kim Lý Gia, Lý Á Lạc. Á Lạc yêu nhã mà cá tính đứng một bên, hướng về phía lâm sở nhai cười thần bí, gật đầu. Tiêu đồng tiếp tục giới thiệu, vị này chính là thiên kim lãnh gia, lãnh tiểu yên. Cũng là bạn tốt của tiểu thư Tuyết Nhi, hơn nữa còn là học muội của Trang Tổng. Trong vòng 3 năm đã giành được bằng thạc sĩ, vị này là thiên kim doãn gia, doãn hải yến chuyên ngành tin tức truyền thông, vị này chính là thiên kim Lưu Gia Lưu Thu Hồng, tốt nghiệp Đại học Harvard, hiện nay đang thi vào Bộ Ngoại giao. Còn vị này là thiên kim Phan Gia, tên gọi Phan Thư Cẩn, tuy theo học khoa học truyền thông, nhưng lại nổi tiếng là một thiên tài vũ đạo. Còn đây là thiên kim Đỗ Gia, Đỗ Viêm, thiên kim Lý Gia Lý Ngạn Hâm, cuối cùng là thiên kim Tần Gia, nhũ danh Hua Hua, cha là một nhà thư pháp nổi danh của nước ta, tính riêng trong nước cũng có đến hơn 200 bảo tàng. Lời này vừa nói ra, đám người lâm sở nhai cùng tô lạc hoành đều nhìn chầm chầm vào vị được gọi là hua hua kia, thiếu nữ một thân váy dài vàng nhạt, bện tóc hai bên thật đáng yêu, trên mặt là nụ cười tươi tắn, trong đôi mắt to kia, liền biết cô là một thành phần yêu tri thức, có thể là cô ấy không ta. Tào Anh Kiệt trực tiếp chỉ vào cô ấy nói là cô ấy. Chọn cô ấy đi. Lâm sở nhai thậm chí có cái xúc động muốn quay lại tạt cho anh một cái, giống to cậu bị điên à. Đầu óc đúng là có vấn đề chọn một cô gái có cha là một nhà thư pháp đến để vẽ mấy số không? Có phải là cậu nhàn quá không có việc gì làm không? Trương Thục Giao nở nụ cười nhìn về phía Lâm Sở Nhai, nói, vậy cũng không nhất định nha. Cha là một nhà thư pháp, chưa chắc con gái đã giỏi trong lĩnh vực này. Không chừng cô ấy còn chẳng có hứng thú với cái này đâu. Chị Thục Giao đừng đào hầm cho chúng tôi nhảy nữa. Ngài võ công cao cường chúng tôi đều biết, mang theo chúng tôi đi dạo hoa viên cũng không phải chỉ có hai nghìn câu chuyện. Lâm sở nhai cười ha hả ha nói. Nào, Trương Thục Giao trong khoảnh khắc cười ngọt ngào, nhịn không được nói, chọn nhanh lên một chút. Chị em chúng tôi còn đang chờ đây. Mười phù dâu nghe thấy lời này, trên mặt mỗi người đều đều răm rắp nở nụ cười thần bí, ngẩng đầu nhìn đám người lâm sở nhai. Đường khả hình cũng thay xong lễ phục sau khi tắm rửa xong, một thân váy dài hồng phấn, những lọn tóc thả rơi, bộ dáng ngượng ngùng, nhìn về một đám người đang chơi đùa trước mặt, cô cũng hết sức tò mò nhìn qua. Mấy người lâm sở nhai nhìn lướt qua từng người, tinh tế nói nhỏ thảo luận một hồi, đều cảm thấy vị thiên kim doãn ra kia, mặc dù học khoa tin tức truyền thông trong nước, nhưng từ khi sinh ra đến năm 16 tuổi đều lớn lên ở Anh Quốc, so với những phù dâu khác đương nhiên không có khả năng trời phú cho một tay viết tốt, thế nên trực tiếp chỉ vào thiên kim doãn ra nói, chúng ta chọn vị doãn tiểu thư này. Trương Thục Giao nghe thấy lời này, trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía cô gái được chọn, nhịn không được kêu lên, vị này. Tiểu thư doãn ra sao? Phải, đám người lâm sở nhai vỗ ngực đầy tự tin khẳng định. Thiên kim doãn ra doãn hải yến nghe xong, trên mặt đều là nụ cười thần bí nhịn cười ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người lâm sở nhai, ôn nhu khiêm tốn được im lặng không lên tiếng. Trương Thục Giao trong nháy mắt lại xoay người lại, cười nói tôi sẽ cho các anh thêm một cơ hội nữa. Các anh! Có chắc chắn là chọn Thiên Kim Doãn ra không? Chọn xong không được hối hận a. À? Đừng nói đến lúc đó chúng tôi không cho các anh cơ hội, lại nói chúng tôi bắt nạt người khác a. À? Lời này nói ra là cố làm ra vẻ huyền bí. Lâm Sở nhai cùng Tô Lạc Hoành mới không bị lung lay liền khẳng định, chắn chắn là cô ấy. Ít mê hoặc người khác đi, chúng tôi đã quyết định là cô ấy. Nói cho mấy cô biết nhé nếu cô ấy không thể cầm cây bút lông còn to hơn cánh tay cô ấy viết được ít nhất ba số không trở lên trên tờ giấy kia chúng tôi sẽ ăn vạ ở cửa phòng tân hôn này một tháng không đi nghe xong câu nói này đường khả hinh liền giật mình mắt mở thật to trương thục giao thật muốn cười một trận cho sảng khoái liền phân phó đến a mở tiệc để cho vị tiểu thư doãn ra đây cho cánh đàn ông này biết thế nào là nghệ thuật thư pháp lạp lạp cùng tiên nhi sớm đã muốn góp vui nghe thấy Trương Thục Giao gọi một tiếng, liền nhanh chóng mang ra một chiếc bàn, ở trên có bảy nghiên mực, bút lông, tờ chi phiếu kia thì được đặt ở giữa. Doãn Hải Yến dịu dàng yên lặng đứng ở một bên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt đầy ánh nhìn dịu dàng, nhìn về phía lạp lạp cùng tiên nhi chuẩn bị đồ. Cô trước ngưng thần một hồi, cảm giác được ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt ở trên người cô, cô liền ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao cùng tiêu đồng, thấy ánh mắt ra hiệu của hai người cô mới lễ phép bước lên, vẫn một bộ dáng vân đạm phong kinh kia, đứng ở trước bàn, cả người toát ra khí chất thanh tao, lịch sự. Lãnh Mặc Hàn nhìn thấy bộ dáng này của cô liền híp mắt lại. Lúc này Doãn Hải Yến rốt cuộc dưới cái nhìn chăm chú của mọi người liền nín thở, bàn tay thon dài như ngọc vươn ra đón lấy cây bút lông kia, ngòi bút nhẹ miết trên nghiên mực nước, động tác kia, bộ dáng kia. Lâm Sở nhai cùng Tô Lạc Hoành không hiểu sao có chút lo lắng, mắt mở to nhìn thiếu nữ trước mặt. A à. Trương Thục Giao đột nhiên hình như nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn về phía lâm sở nhai cùng đám phủ rể, vẻ mặt như phát hiện ra chuyện gì vô cùng thú vị, cười rộ lên nói tôi quên chưa nói cho mấy người biết, vị thiên kim Doãn ra đây, mặc dù là con gái bảo bối duy nhất của chủ tịch Doãn. Nhưng cô ấy còn có một thân phận thần bí khác, chính là chị em kết nghĩa của Tô Tiểu Thư Tô Linh. Cái gì, đám người lâm sở nhai khiếp sợ gào to khắp thiên hạ này nào có ai là không biết Tô Linh là thiên tài thư pháp đâu chứ. Quả nhiên, Doãn Hải Yến một tay cầm cây bút lông to bự kia, hơi khom người điểm nhẹ lên chi phiếu, thiếu nữ nhà người ta thành thành thật thật không viết số không ở bên trên, mà công lực dùng bút như múa kiếm, ngòi bút chỉ nhẹ chạm chỗ trống ở trên chi phía, xung quanh đều lan tỏa, thật có khí chất của một nữ hiệp. Một hàng chữ số tinh mỹ, 9999 vạn, 9999.9999 các chị em, mau tới đếm một chút, một đống số như vậy là bao nhiêu tiền a? À? Trương Thục Giao trong nháy mắt đầy thỏa mãn gọi mấy người phù dâu đến đếm, mọi người trong nháy mắt thật vui vẻ vừa vỗ tay, vừa cười 999 tỷ 999 triệu 999 nghìn 999. Wow, phát tài rồi, có tiền rồi. Đám phù dâu tất cả đều vô cùng vui vẻ, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Doãn Hải Yến hài lòng nhấc làn váy dài, còn vô cùng nghiêm chỉnh làm một cái lễ theo đúng tiêu chuẩn của Hoàng gia Anh Quốc để cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Đám người lâm sở nhai nhìn đến trong mắt cũng sắp rớt ra rồi, nhòi người nằm trên bàn đếm số, 9999.9999.9999. ,999 ,999 ,999. Những con số đang nhảy nhót trên giấy, đẹp như chữ in vậy. Tào Anh Kiệt trong nháy mắt đứng không vững ngã ngửa trên mặt đất, mấy người còn lại nhanh chân bỏ của chạy lấy người. Điệp Y trong nháy mắt nâng khẩu súng AK47 đuổi theo ra ngoài, phăng, 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 một hồi, tất cả những viên đạn kia đều dính ở trên ngực họ, một bộ dáng ai dám không trả tiền, hừ, chờ chết đi. Lão đại, cứu mạng a. Đám người Lâm Sở Nhai đều giơ tay đầu hàng, mặt ngẩng lên trời kêu cứu, một bộ dáng cầu xin tha thứ. Chương 1349, đại kết cục 89. Trang gia Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi mới hết bận chuyện tân khách của khách sạn Á Châu, cùng nhau nhanh chóng về tới tòa nhà Trang gia, mới cất bước đi vào, cũng đã nhìn thấy trong nhà mình vô cùng náo nhiệt, giữa sân khấu nhỏ, tụ tập rất nhiều bạn tốt, đèn chùm vì tinh thật lớn huy hoàng lóe ra, mà cha mẹ thì cùng vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc ngồi trên sofa kiểu Âu cạnh sàn nhảy, cùng nhau cười cười nói nói, chúng người hầu qua lại không ngớt, ngay cả Trang Ngải Lâm hôm nay cũng khó có được cao hứng, vui vẻ tươi cười. Hai người bọn họ thấy tình trạng đó, liền cùng đi qua chào hỏi trưởng bối, rồi cùng bạn bè nước ngoài tươi cười nắm tay. Trên lầu truyền đến tiếng chu lên như giết lợn. Trang hạo nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, hướng trên lầu nhìn, nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Tưởng thiên lỗi thì bình tĩnh mà mệt mỏi cởi nút áo âu phục màu đen, bị đôi vợ chồng mới cưới này làm cho mệt mỏi tiếp nhận ly rượu cốc tai mà người hầu đưa qua, tạm thời giải khát, mới chậm rãi nói, không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra, mấy phó tổng thần kinh của cậu dự đoán lại không biết đùa dẫn chuyện gì, đang ở trên lầu nổi điên. Trang hạo nhiên nhịn cười liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái, lúc này mới nhanh chóng xoay người lên lầu, nhưng vừa đi đến bậc thang cuối cùng lầu một, lúc muốn xoay người trở về hành lang, trong nháy mắt nghe thấy cạch, một trận tiếng vang, điệp y liền như vậy khiêng AK-47, lên đạn, nhắm ngay mấy người lâm sở nhai phi nhào tới chuẩn bị bắn phá, anh tức khắc cũng giật mình, trực tiếp hơi dương tay kêu to, ai đã xảy ra chuyện gì, thế nào lại đùa giỡn như vậy? Lão đại, mau tới cứu mạng A, lâm sở nhai nhào tới sau lưng Trang Hạo Nhiên, mấy người tô lạc hoành cùng Tào Anh Kiệt cũng rất nhanh thần tốc trốn ở phía sau anh, sợ hãi nói Điệp Y muốn giết bọn tôi. Trang Hạo Nhiên bỗng nóng mắt nhìn về phía Điệp Y khiêng AK-47 đến nhắm ngay mình, anh cũng có vẻ mấy phần khẩn trương dương tay, hỏi Điệp Y. Chuyện gì xảy ra? Điệp Y nét mặt tàn bạo, lại nâng lên AK-47, nhắm ngay lồng ngực Trang Hạo Nhiên, nghĩ đạn này có thể xuyên tim vài người, nhưng mặt ngắm góc độ bắn chết toàn bộ, mới nói, bọn họ nợ tiền không trả. Lãnh mặc hàn một thân một mình tựa cạnh cửa phòng dưới, cùng đôi tiểu hảo hảo, cũng sợ không ít, một câu cũng không dám nói. Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ sửng sốt, xoay người nhìn về phía bọn lâm sở nhai trách cứ nói, đây chính là mấy tên xúc sinh các người không đúng. Nợ tiền không trả, đó là tội lớn hủy gia nghiệp, giết cha mẹ, ai nói không trả lâm sở nhai thoáng cái thỏ đầu ra có chút bị dọa nhìn điệp y còn cố gắng mạnh miệng nói anh em bọn tôi là người có tiền đúng vậy tào anh kiệt cũng hào khí thỏ đầu ra thân thể lại xông chết trốn ở bên trong kêu lên chúng tôi có tiền nhưng một con số lớn như vậy phải từ từ trả chúng tôi toàn bộ lấy ra cho các người các người đều khiêng không nổi đâu rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền a à? phải dùng tới cách gây sức ép như vậy a à? Trang hạo nhiên nhíu mày, quay mặt sang nhìn về phía mấy nam nhân hỏi. Mấy người lâm sở nhai còn chưa kịp thông báo, điệp y trực tiếp trả lời anh, 100 triệu. Phốc, trang hạo nhiên trong nháy mắt cũng bộc lộ vẻ trá dị, liếc mắt nhìn điệp y một cái. Cái gì 100 triệu? Rõ ràng chính là 9999 vạn ,999 9999 khối, còn kém một đồng. Tào anh kiệt thuận tiện bổ một đao. Trang Hạo Nhiên lập tức tức giận trừng mắt mấy tên xúc sinh trước mặt, nhưng vẫn bình tĩnh xoay người, vừa đi về phía trước, vừa tiêu sái đẹp trai dương cười nói, có gì từ từ nói, tiền là chuyện nhỏ, lãng phí đạn sẽ không tốt. Bỏ súng xuống, việc này để tôi giải quyết. Điệp y nghe thấy Trang Hạo Nhiên nói như thế, đầu tiên là do dự một hồi, nhưng vẫn chậm rãi bỏ súng xuống. Trang Hạo Nhiên thấy Điệp Y đã chậm rãi bỏ súng xuống, lúc này anh mới nhẹ thở dốc, bộc lộ vẻ ôn nhu bình tĩnh, cất bước đi tới trước phòng ngủ của mình, nhìn trương thục giao cùng tiêu đồng hai người đắc ý ngăn ở cửa, mà mười vị phù dâu kia cũng mặt bộc lộ tiếu ý ngọt ngào vui vẻ. trên bàn trà sảnh đãi khách xa hoa kiểu Âu đang đặt chè hạt sen, bách hợp tô, táo tàu bát quái cao, nhãn điểm tâm ngọt cho lễ hợp cần sau đó, mà cây hoa sơn trà ngoài cửa sổ cũng bị vải đỏ che lấp để tạm thời tránh ma quỷ. còn đường khả hình thì mặc váy dài màu hồng phấn đã thay đổi, ngồi trên ghế trước bàn trang điểm để bà Chu tự mình hầu hạ cô đeo trăm cài đầu chân châu, cùng vòng tay hồng ngọc, chuẩn bị sau đó bái tế nguyệt lão, dây ngọc kia, cũng tươi đẹp quấn quanh. Anh liền như vậy ngưng nhìn vợ mình, hai tròng mắt nhẹ lóe ra tia nhìn thâm tình mà ôn nhu. Đường khả hình cảm giác được thân ảnh mị lực kia của Trang Hạo Nhiên, dừng ở cạnh cửa, mặt cô hơi nghiêng, nhớ lại trò đùa vừa rồi của Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng, cũng không nhịn được cười một tiếng. Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng trong nháy mắt che trước mặt Trang Hạo Nhiên, đồng thời dương tay cười rộ lên nói nhìn cái gì vậy trả tiền là có thể tiến vào nhìn không trả tiền chúng tôi đóng cửa ở trong phòng nằm một tháng trang hạo nhiên nghe lời này mặt bộc lộ biểu tình ôn nhu cười như không cười nhìn về phía trương thục giao cùng tiêu đồng trêu chọc nói trong phòng ngủ của tôi các cô muốn nằm một tháng trương thục giao cùng tiêu đồng hai người tim vừa nhảy biết mình nói sai sắc mặt đỏ hồng nhưng vẫn là dương tay khí thế nói đem tiền trả chúng tôi cho anh tiến vào. Lâm sở nhai tên cầm thú kia còn cầm, và ngọc cả sảnh đường, đến ngăn anh, chúng tôi là người dễ nói chuyện, kẻ hèn này chỉ muốn 100 triệu của anh thôi. 100 triệu chút lòng thành, Trang Hạo Nhiên tức khắc dương cười nhìn về phía hai nhà đầu này, nhưng vẫn thập phần tinh tường hỏi, là 100 triệu hay là 9.999 vạn ,999 mươi 999 đồng A? Tùy tiện, muốn thêm một đồng cũng được, thiếu mất một đồng, chúng tôi cũng không để ý. Trương Thục Giao đắc ý cười nói. Vậy không được, Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhìn về phía Trương Thục Giao lại tiêu sái cười nói, là bao nhiêu nên đưa bấy nhiêu. 9.999 vạn mươi 999 đồng mới đúng thành ý của chúng ta, 100 triệu quá khoe khoang rồi. Cho nên một đồng nhưng lại cũng trọng yếu đúng không, cô nói đi. Thục Giao, đúng, doãn muội muội của chúng ta vì tiết kiệm cho ngài một đồng tiền này, thế nhưng lại phát huy tài năng công lực thư pháp, kiếm khiếu như Trần A. Loại cảnh giới này, không phải nữ hiệp bình thường nào cũng có thể đạt. Trương Thục Giao càng nghĩ càng đắc ý cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không khỏi trầm tĩnh sắc mặt, nhấc mí mắt, xem xét liếc mắt một cái cô gái khí nhược thần nhàn, đang ngọt ngào tươi cười đáng yêu trước mặt, suy ngẫm suy nghĩ một hồi, mới dương cười nói, trong khoảng thời gian ngắn, một con số lớn như vậy, xác thực khó gom góp được, bất quá cô đợi một lát, tôi tức khắc cho người đi lấy anh nói cho hết lời liền búng ngón tay gọi tô lạc hoành tới thì thầm bên tai anh nói một câu để anh đi nhanh về nhanh tô lạc hoành nghe hai mắt chợt lóe tức khắc thần bí cười gật gật đầu nhanh chóng phóng xuống lầu trương thục giao cùng tiêu đồng nghe trang hạo nhiên nói chuyện tốt như vậy liền không khỏi nghiêng mặt nhìn anh lãnh mặc hàn dựa ở một bên hơi nghi hoặc mỉm cười nhìn về phía trang hạo nhiên tôi nói lão đại anh cũng đừng ra vẻ a à. Trương Thục Giao có chút hiểu Trang Hạo Nhiên, trực tiếp phòng bị chỉ vào mặt anh nói, hôm nay nhiều người như vậy ở đây, Trang Phu Nhân còn ngồi ở bên trong, nếu như anh dám chơi xấu, vậy thì quá mất mặt rồi. Nói lời này, các cô lúc nào thấy tôi bạc đãi các cô chưa? Trang Hạo Nhiên nói cho hết lời, liền muốn lại nghiêng mặt nhìn về phía đường Khả Hinh, tiêu đồng cùng Trương Thục Giao chính là muốn ngăn cản, không cho anh nhìn. Tiền tới đây, Tô Lạc Hoành không có bao lâu, người lại nhanh chóng từ lầu một chạy tới, cầm trong tay một đồng tiền xu nho nhỏ. Trang hạo nhiên nghe lời này, tức khắc xoay người nhìn về phía tô lạc hoành tay cầm một đồng tiền xu phấn khởi đi tới, anh cũng lập tức dương mặt cười, búng ngón tay, để lạc hoành đem một đồng tiền xu giao cho mình, sau đó hai ngón tay kẹp lại, liền đưa cho trương thục giao cùng tiêu đồng với dáng vẻ tiêu sái đẹp trai nói, đến, tiền tới rồi. Cầm đi tùy tiện tiêu xài. Trương thục giao cùng tiêu đồng mở to mắt, nhìn về phía một đồng tiền trong tay trang hạo nhiên, lập tức tức giận kêu lên một đồng tiền anh cho là chị đây qua qua lạc địa ăn không khí lớn lên sao một đồng tiền đã muốn vào động phòng với bà xã sao anh anh đây không phải là không thành ý anh hoàn toàn chính là vô lại ai trang hạo nhiên nhịn cười cố ý kinh ngạc nhìn về phía hai cô gái trước mặt nói lời này liền kỳ quái vừa rồi tôi rõ ràng liền hỏi các cô một đồng tiền có phải hay không cũng quan trọng cô rõ ràng cũng đã gật đầu còn vì tiết kiệm một đồng tiền mà hao tâm tốn sức. Tôi đây không phải là lựa ý hùa theo ý kiến của các cô đó sao? Tại sao lại nuốt lời? Thục giao, cái này không thể được a. À? Phốc, đường khả hình ngồi ở phía trước, nghe lời này nhịn không được cười ra tiếng. Này, trương thục giao cùng tiêu đồng chừng mắt nhìn con người hư hỏng trang hạo nhiên này, trực tiếp vươn tay vừa đánh anh, vừa muốn nuốt lời đẩy anh ra ngoài, gào lên, lão đại anh thực sự là quá xấu xa rồi, ngay cả phụ nữ cũng muốn bắt nạt. A à, Ngao, mấy người lâm sở nhai trong nháy mắt hưng phấn đắc ý cười rộ lên, kinh ngạc xếp thành một hàng, lại ngửa mặt hát ca khúc A à, Ngao, A à, Ngao, tình yêu giống như chạm đầu sói đói, miệng cực ngọt, nhưng nếu đến gần vui đùa một chút sự hung ác của cô ấy sẽ liền hiện ra, tình yêu giống như chạm đầu sói đói, có thể ôm ngủ, cô ấy tất cho ta thương thế hiểm ác làm lưu niệm. Lời còn chưa hát xong, Tô Lạc Hoành cũng đã phất tay, phấn khởi kêu la các anh em, mang theo vẹt của chúng ta xông vào bên trong. A ngao, mấy người lâm sở nhai vừa muốn xông vào, trương thục giao cùng tiêu đồng chính là không cho vào, tức giận tiếp tục đánh trang hạo nhiên, trang hạo nhiên vừa hơi nghiêng người né hai người, vừa cười nói, được rồi được rồi, đùa các cô thôi, đưa tiền đưa tiền, muốn bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Tôi không tin anh, trương thục giao lại sống chết đẩy trang hạo nhiên. Thực sự thực sự, trang hạo nhiên tức khắc dương cười từ âu phục của mình lấy ra chi phiếu và bút máy, xác thực muốn viết chi phiếu gần 100 triệu, hiểu rõ tiêu đồng cùng tô lạc hoành cùng một chỗ, nói đồ cưới vô thượng hạn, hơn nữa hai người tình như anh em, đương nhiên cấp lễ vậy phù dâu, cũng không thể mất đi tiêu chuẩn. Lần này cấp 10 lần trăm triệu cũng không cho anh vào. Trương Thục giao một phen cướp chi phiếu và bút máy của Trang Hạo Nhiên, hung hăng ném đi. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ thở hồn hển của Trương Thục giao cũng chỉ có thể bật cười. Các anh em, lâm sở nhai cùng tô lạc hoành trong nháy mắt như dã thú bò lên ghế dựa đứng lên bàn dài phấn khởi dơ lên vàng ngọc cả sảnh đường của chu trường dũng trực tiếp kêu lên thưởng chén tháp chúng ta đêm nay không say không về được mấy người đàn ông cùng nhau phấn khởi hưởng ứng đem con vẹt kia vào cho biểu diễn siếc đi dây ngã xuống một lần uống một chén thuận lợi đi qua uống ba chén lâm sở nhai hưng phấn đứng trên đài nguyệt lão sớm có chuẩn bị ném ra dây thép muốn từ ngay chính giữa giường ngủ kéo trực tiếp đến sảnh đãi khách. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ mọi người nghe thấy cuộc thách đấu này, cũng có điểm sợ choáng váng. Trên lầu vô cùng náo nhiệt, náo động trời xanh. Mọi người dưới lầu, đều đang kỳ quái nghĩ xảy ra chuyện gì, bà Chu đã mỉm cười đi xuống nói, chúng phù rể và bạn bè náo động phòng. Cũng đừng chơi đùa quá mứ úc, Diệp Mạn Nghi vẫn có chút lo lắng nói. Bà Chu nhàn nhạt tươi cười, tôn kính đáp lại, phu nhân, xin ngài yên tâm, phàm là hôn lễ truyền thống, anh em đệ phù rể chơi đùa càng ác, lại càng trừ tà tránh hung, cát tường như ý, vàng ngọc cả sảnh đường. Trường 1350, Đại kết cục 90 Một câu, vàng ngọc cả sảnh đường, của bà Chu, mấy người lâm sở nhai cùng tô lạc hoành cơ hồ là vui chơi thả ga, sẽ không sai đem, phòng cưới, hủy đi, tức khắc khuyến khích tạo anh kiệt trèo đến bên kia, nằm sao, cầm một đầu dây thép, Tô Lạc Hoành cùng một số phù rể khác thì rất nhanh và thành thạo cầm lên những chiếc ly rượu nhỏ xếp thành tháp, thậm chí nhanh chóng mở chai rượu ra, một tiếng phịch thật lớn vang lên, dũng mãnh bắn về phía mọi người. Có một số phù dâu không chịu được mùi rượu thực sự quá kịch liệt này, một trận choáng váng đầu buồn nôn. Nhã tuệ đau lòng đường khả hinh, cũng biết lần trước Tào Anh Kiệt đã vui đùa bao nhiêu, liền muốn nhanh chóng ngăn cản lâm sở nhai không được hồ nháo như vậy. Lâm sở nhai lúc này đâu chịu nghe lời của cô, phấn khởi kéo dây thép, bò lên trên sofa bên này của sảnh tiếp khách, đem dây thép ngoắc vào trên đèn thủy tinh. Tào Anh Kiệt lúc này mới đưa 27 con, tiểu hảo hảo, đẹp trai như vậy đuổi tiến vào, cầm trong tay một đống thức ăn gia súc, lần trước anh kết hôn bị huynh đệ chỉnh đến thảm như vậy, hôm nay anh cũng phải đem huynh đệ chỉnh cho thảm. Lãnh mặc hàn toàn bộ quá trình chính là không lên tiếng, nhưng vẫn là nhịn không được mỉm cười. Trang hạo nhiên thì bất đắc dĩ cởi áo khoác, bộc lộ thần sắc quái dị nhìn về phía các huynh đệ kéo dây thép kia, một bộ dạng phấn khởi. Anh liền nhịn không được bất đắc dĩ cười nhìn về phía nhóm người này nói, ai, các người những người này tối nay là muốn đem tôi chỉnh đến thảm phải không? Huynh đệ, lâm sở nhai thoáng cái vươn tay kéo cổ trang hạo nhiên, trực tiếp hưng phấn kích thích nói, huynh đệ chúng tôi biết cậu kết hôn, vì cậu mà tạo nên một đêm tiêu hồn đến khó quên, phát hết óc, khổ tâm lắm mới tạo ra được màn biểu diễn như thế. Giống như lần anh Kiệt kết hôn, lăn qua lăn lại quá thấp. Chúng tôi tối hôm nay sẽ tạo ra cái cao cấp, đẳng cấp hơn. Trần Mạn Hồng nghe lời này nhịn không được bật cười, nhớ tới hôn lễ lần trước, một đống số nam nhân gọi người tạo ra một bồn cầu hình dạng bia chén, muốn tạo anh kiệt toàn bộ quỳ xuống uống hết, không uống hết liền thay chị dâu quất một cái, để anh nhớ, bà xã chính là trời, mặc kệ quỳ xuống hay là nằm bò, đều phải đem bà xã như tổ tông mà đối xử. Đường Khả Hinh cũng vừa nghe nói về chuyện Tào Anh Kiệt bị trêu đùa như thế nào, cô nhất thời khẩn trương xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc nhìn cô một cái, lúc này mới muốn cự tuyệt mấy trò này của Lâm Sở Nhai, ai biết mấy nam nhân này đã sớm có chuẩn bị, bảo rằng bạn tốt của anh ở Đức và anh phải trở về có chuyện gấp, liền cầm máy ảnh bảo anh cùng chụp ảnh. Tô Lạc Hoành cũng cười tiến lên nói, huynh đệ, chúng tôi cũng đều là người nói lý lẽ, đều là người biết đạo lý hôm nay rượu này cậu uống huynh đệ chúng tôi liền xin cáo lui nếu như rượu này không uống không quan hệ huynh đệ cho cậu uống chỉ là sau khi uống huynh đệ tôi liền ở chỗ này ngủ một giấc về phần ngủ một giấc tới khi nào cũng không biết trang hạo nhiên nghe lời này rõ ràng nóng nảy nhìn về phía lâm sở nhai bật cười nói không được đêm nay tôi muốn ôm bà xã ngủ đó chính là thôi Lâm sở nhai trực tiếp lại chụp lấy bờ vai của anh cười to nói, đêm nay liền nhìn cậu tỏa ra oai phong. Nói xong, dây thép cũng đã cột chắc. Tào anh kiệt tức khắc bảo mọi người tránh ra một lối, cười to hét lớn, đến đây. Để toàn bộ tiểu hảo hảo của chúng ta qua đây. Âm nhạc cũng lập tức vang lên, những tiểu hảo hảo quả nhiên đã được nghiêm chỉnh huấn luyện, xếp thành một hàng cùng nhau đồng thời động chân trái, lại động chân phải, vô cùng khí thế đi tới, khí thế kia thật chỉnh tề các phù dâu cùng các tân khách cũng nhịn không được cúi đầu cười, ngay cả nhã tuệ đứng ở một bên cũng nhịn không được bật cười, chỉ có đường khả hình cũng không có chút dáng vẻ buồn cười nhìn về phía tiểu hào hảo trước đó đã đã biết uy vũ của bọn họ. Lão đại, lâm sở nhai trực tiếp đem trang hạo nhiên cấp đẩy tới trước thảm đỏ, bật cười nói, đừng nói huynh đệ không chiếu cố cậu. Ngày đó, hạo hảo, mặc dù nhảy múa cùng cậu, nhưng là chúng tôi gần đây huấn chúng nó làm siếc đi trên dây, thật là còn khó khăn hơn lúc nhỏ múa như vậy đi vì không quấy nhiễu thời gian động phòng hoa trúc của cậu lựa chọn lấy hai con là muốn chúng nó từng con đi hay là cùng nhau đi tôi cảm thấy cùng đi thì hơi khó khăn một chút trang hạo nhiên quả thật có điểm không biết làm sao nhiều người như vậy chen ở bên trong không ngừng cãi nhau anh nhất thời không thể tập trung tinh thần tự hỏi huống chi cả màn kia thực sự làm anh có chút choáng váng đầu không phải nói tôi thay lão đại quyết định cùng đi khí phái một chút Tào Anh Kiệt không nói hai lời liền cột cà vạt lên chán, cầm trong tay một cây roi nhỏ chuyển tới một chiếc ghế, đứng cao ngang cùng dây thép, trong nháy mắt giống như một chương trình giải trí, vung lên túi thức ăn ra sức trong tay, dơ roi đập đập lên dây cáp, kêu một tiếng, đến đây a à. Tiểu hảo hảo, đi lên, hướng ca ca đi tới. Vừa dứt lời, các tân khách trong nháy mắt mặt bộc lộ vẻ quái dị nhìn về phía kia đôi tiểu hảo hảo. Ngay cả lạp lạp cùng tiên nhi đều chen chúc bên người đường khả hình cũng thật thần kỳ đi lên phía trước nhìn trong nháy mắt, 27 tiểu hảo hảo, nghe thấy lệnh của Tào Anh Kiệt trong nháy mắt vung lên đôi cánh, chỉnh tề mà nhanh chóng bay về phía sảnh tiếp khách bên này, tức khắc ngửa đầu ưỡn ngực, hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm túi thức ăn ra súc trong tay Tào Anh Kiệt để bên dưới đèn thủy tinh. Bắt đầu theo tiết tấu âm nhạc, móng vuốt vững vàng yên lặng hướng đến dây cáp kia đi đến, khí thế đẹp trai như vậy tiến lên. Quả thực đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Trong phòng các tân khách trong nháy mắt ầm một tiếng, cho tiểu hảo hảo, những tiếng võ tay nhiệt liệt, ngay cả mười phù dâu cũng nhao nhao vỗ tay. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, Tào Anh Kiệt thật là cười đến thấy răng không thấy mắt, khuynh khắc còn muốn ném roi, học mọi người quỳ gối cảm ơn. Trần Mạn Hồng nhìn thấy ông xã như vậy, cũng không khỏi một trận bật cười. Nhiều người như vậy, chỉ có Trang Hạo Nhiên có chút bị dọa, ngẩng đầu trừng mắt đến phát ngốc nhìn về phía 27, tiểu hạo một hạo, vẫn như cũng như vậy đồng thời đi về phía trước, quả thực chính là văn phòng bất động. Hơn nữa càng lúc càng nhanh chóng tăng tốc hướng điểm cuối đi đến. Cố lên, cố lên, cố lên, các tân khách đều nhao nhao nắm tay cổ vũ cố lên, ngay cả những nam tân khách nước ngoài cũng nhao nhao cười vỗ tay. Suốt cuộc, không phụ sự mong đợi của mọi người 27, tiểu hảo hảo, trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người đã đi đến điểm cuối nơi có túi thức ăn ra súc kia chú chim anh vũ dẫn đầu cắn chúng viên thức ăn gia súc trong miệng lại còn chậm chậm nói một câu trăm năm hạnh phúc trăm năm hạnh phúc trăm năm hạnh phúc ôi thật khôn ngoan a à. các tân khách cùng nhau vui mừng vỗ tay cười rộ lên lãnh mặc hàn đứng ở một bên cũng không khỏi cúi mặt cười mấy người lâm sở nhai bọn họ nhưng trong nháy mắt phi đến trước mặt trang hạo nhiên một người kéo cổ của anh một người ôm hông và đùi của anh cười không ngừng kêu lão đại hãy nhìn cậu đó Đường Khả Hinh nghe lời này, không khỏi một trận bật cười ngừng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên thật là thập phần bất đắc dĩ bị đẩy chen đến sảnh chứa tháp rượu vàng thuần kia, không nói gì bật cười nói, "Các huynh đệ, bỏ qua cho tôi đi." Lúc này không giống ngày xưa, khi đó chưa cưới bà xã, cho nên liều mạng, hiện tại cưới được bà xã, không muốn sống cầu thả a. À. Sống cầu thả là có ý gì? Mấy người Lâm Sở nhai kẹp chặt cổ của anh, bật cười hô to, "Người sinh hoạt liền thống khoái. Vàng ngọc cả sảnh đường, này của bọn tôi, thật vất vả mới lấy về đến tay, chu gia nói bởi vì cậu kết hôn nên mới bằng lòng cung cấp. Cậu bây giờ không uống, chính là không hãnh diện. Ai ai, Trang hạo nhiên còn là mặt bộc lộ ngượng nghịu muốn cự tuyệt màn rượu này, nhìn thấy nó ở trước mặt, đều cảm giác trong bụng mình một trận say đến mất ngây, anh còn muốn chừa chút tinh thần đêm nay bồi bà xã. Ôi, không thoải mái xoay chuyển, Lâm sở nhai khuynh khắc nâng ly rượu trên đỉnh tháp đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên nói uống. Bằng tử lượng của cậu, đây tính là gì? Trang Hạo Nhiên nhìn tân khách tất cả đều vỗ tay hoan hô, thực sự khó thoái thác liền đành phải cầm ly rượu kia. Đầu tiên là liếc mắt một cái nhìn dịch rượu trong ly, mới rốt của cắn răng đem rượu kia uống vào. Tốt, các huynh đệ cùng nhau hưng phấn vỗ tay, Tô Lạc Hoành lại muốn nâng lên một ly rượu thế nhưng Trang Hạo Nhiên hôm nay không biết vì sao không có lực uống rượu, liên tục mặt bộc lộ xấu hổ từ chối tươi cười, lắc đầu. Đường khả hình nhìn về phía trang hạo nhiên trầm mặc ẩn nhẫn tươi cười, cô có chút đau lòng, nghĩ muốn tiến lên ngăn cản. Lâm sở nhai cùng mọi người khuynh khắc che trước mặt đường khả hình trước mặt, nhìn về phía trang hạo nhiên lại nhiệt liệt cười tươi nói, lão đại. Đừng nói nói chúng tôi là huynh đệ, huynh đệ hôm nay tới náo động phòng, không phải đến chia rẽ tình cảm hai vợ chồng các người. Nghĩ, và ngọc cả sảnh đường, này cậu không uống được, cũng không phải là không có phương án thứ hai. Huynh đệ chúng ta có nạn cùng chịu. Cái gì mà phương án thứ hai? Nhã tuệ kỳ quái nhìn về phía lâm sở nhai hỏi. Tô Lạc Hoành trực tiếp đẹp trai như vậy cười xấu xa nhìn về phía đường khả hình. Thẳng kêu la, chúng ta hôm nay đã có tiểu hạo hạo, náo động phòng. Đương nhiên còn muốn có tiểu hình hình, các huynh đệ, có đúng hay không? Đúng, lâm sở nhai khuynh khắc đi tới trước mặt đường khả hình đang còn mơ hồ nhẹ tay kéo bả vai của cô cười nói tiểu đường quả. Nếu muốn lão đại đêm nay có thể cùng em động phòng hoa trúc, sẽ phải xem bản lĩnh của em. Chơi hay không chơi? Ai, có lời nói. Trước bắt tay lấy ra, Trang Hạo Nhiên chỉ vào lâm sở nhai bật cười gọi. Lâm sở nhai trước xem xét liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, liền trực tiếp buông tay ra lại tiếp tục hưng phấn nói, nghe nói mũi của em linh mẫn như thế, chúng ta ngay trên người lão đại trên dấu một củ lạc, không cho em dùng tay chỉ được dùng miệng tìm được và cắn ra ba củ lạc em thua lão đại phải uống xong và ngọc cả sảnh đường kia em thắng huynh đệ chúng ta liền phục tức khắc bỏ chạy chơi hay không đường khả hình lập tức bộc lộ dáng vẻ phiếm hồng ngẩng đầu có vẻ e thẹn ẩn nhẫn nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên cũng thật sâu nhìn về phía bà xã ôn nhu cười đường khả hình nhìn nụ cười kia của anh tạm dừng do dự một hồi liền đành phải gật đầu đáp chơi được, mọi người trong nháy mắt vỗ tay vui cười, Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt trong nháy mắt chuyển qua than thể trang hạo nhiên, cầm củ lạc dấu ở một nơi nào đó, lại nhanh chóng không cho phép anh mở miệng tiết lộ cái gì. Trang hạo nhiên liền chỉ thật trầm mà cố nén cười, ôn nhu nhìn về phía bà xã. Đường khả hình cũng bị mọi người đẩy tới trước mặt trang hạo nhiên, ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, vẫn như cũ vậy đẹp trai hiên ngang đứng trước mặt mình, một dáng vẻ khí phách cúi mặt nhìn chính mình, hai tròng mắt anh ăn ý chiết xạ ra vô hạn tia sáng. Mặt của cô xôn sao một chút đỏ, nhìn về phía mấy nút áo sơ mi của anh đã mở ra, để lộ lồng ngực với làn da màu đông, lộ ra khí thế mê người mà thần bí. Cô chừng lớn hai tròng mắt mộng ảo, hơi lưu truyền, lúc này mới chậm rãi tập trung tư tưởng, tiến lên một bước, lợi dụng chiếc mũi rất thính của chính mình, nhẹ nhàng từ cổ áo của anh bắt đầu ngửi. Cảm giác quen thuộc kia, mang theo từng hồi ức tập kích mà đến, lúc đó chính mình không ngừng ở trên thân thể của anh bắt hương, lúc đó má trái vẫn như cũ không trọn vẹn. Đường khả hình nâng mắt liếm, ôn nhu nhìn anh một cái. Trang hạo nhiên cũng cúi đầu nhìn về phía bà xã, có lẽ ai cũng đang dần dần chìm trong hồi ức, thời gian từng cái chớp mắt đau lòng cùng mâu thuẫn, nhưng những khe hở vẫn như cũ có thể bắt được thời khắc ngọt ngào như vậy. Anh khẽ nhếch môi cười, hai tay tình không khỏi nhẹ nắm hông của cô, dùng cái loại ngôn ngữ im lặng săn sóc làm cho cô dường như con thỏ nhỏ nhít lại gần mình. Đường khả hình sắc mặt phiếm hồng, lại khuynh khắc cảm giác được lúc này trong không gian chỉ có hai người, hai tay cô không khỏi nhẹ trống lên lồng ngực kiên cố của anh, cúi mặt nhẹ ngửi lồng ngực vững chắc của anh, cảm giác được một khí tức từ than thể anh xông tới. Hai tròng mắt cô lóe lên, giấu giếm tiếng động, lại thong thả cất bước xoay người, nhẹ ngửi bờ vai của anh tới lưng dưới, trong đầu tức khắc còn nghĩ qua tối nay chính mình là có thể như vậy không hề cố kỵ dựa vào ngực người đàn ông này, thậm chí tay có thể giấu tiến vào bên trong khẽ vuốt bên hông anh, mặt của cô tức khắc đỏ bừng, chậm rãi dơ lên. Trang hạo nhiên tựa hồ có thể cảm ứng được ý nghĩ nóng rực của bà xã, hai trong mắt anh cũng trong nháy mắt lóe ra cường liệt, nuốt khạn nơi cổ họng, tùy ý khí tức từ lồng ngực càng ngày càng nặng. Đường khả hình cũng kích động, cuối cùng lại trầm mặc xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt trang hạo nhiên, ngẩng đầu ôn nhu nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cũng cúi đầu nhìn về phía cô gái trước mặt. Đường khả hình tâm rốt cuộc khuynh khắc dâng trào, cuối cùng kiếng đầu ngón chân, vươn hai tay nhẹ kéo cổ người đàn ông trước mặt, thâm tình nói câu em yêu anh. Liền nghiêng mặt, ôn nhu hôn lên làn môi mỏng của anh. Trang hạo nhiên mở chừng hai mắt, lồng ngực tức khắc nhiệt liệt kích động như bị nổ tung, đón lấy nụ hôn ngọt ngào của cô bé này, không muốn làm cho mùi rượu ảnh hưởng đến cô, nhưng vẫn là nhịn không được vô ý thức ôm lấy thân thể mềm mại, hôn nhiệt liệt đáp lại cô. Một bên hôn một bên nhịn không được cảm động cười, củ lạc kia liền vậy săn sóc ở trong môi, từng chút từng chút hướng tới cô gái trước mặt. Đường khả hình cũng cảm động cười, lại nhiệt liệt ngọt ngào hôn lên môi mỏng người đàn ông trước mặt, thậm chí lại đi cả nhắc tiến lên kề sát thân thể anh. Wow, mọi người vừa thấy liền ngây người, lúc này nhìn bọn họ như vậy ngọt ngào ôm hôn, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Trang Hạo Nhiên tiếp tục kích động dâng trào ôm bên hông mảnh khảnh của Đường Khả Hinh, thậm chí hơi nghiêng thân thể của cô, nghĩ không thể chờ đợi được đem cô mang vào phòng ngủ, mọi người lại khuynh khắc cười to đại náo giật anh lại, còn không chịu buông tha anh. Đường Khả Hinh chỉ phải như vậy ngượng ngùng dựa vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, cười đến thật vui vẻ. Tiếng vỗ tay của mọi người lại từng đợt truyền đến, vây quanh hạnh phúc của hai người, liền ngay cả Lãnh Mặc Hàn cũng cười vỗ tay, chỉ có đoàn người bên ngoài, một than ảnh màu đen Thật sâu mà cảm xúc nhìn về phía đôi vợ chồng hạnh phúc phía trước. Tưởng Thiên Lỗi liền như vậy lẳng lặng nhìn, cuối bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi xoay người trầm mặc Ly Khai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1351, đại kết cục 91. Buổi tối, tòa thành trang gia vẫn như cố đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ nhưng nghe thấy trong phòng yến hội truyền đến âm nhạc của sàn nhảy mà người hầu thì nhanh chóng thu dọn bàn dài bái tế nguyệt lão cùng những quà tặng. Lạp lạp cùng tiên nhi càng hài lòng bê, tiền duyên, hồng tuyến, nến thơm, kẹo, táo tàu, quế viên, cùng nhau vừa nói vừa cười xoay người hướng đại sảnh kiểu Âu của Trang ra đi đến, lại thấy Trang tính vô cùng ân nguyệt dung bắt đầu tiến khách. Mà mấy người lâm sở nhai đã xong màn, và ngọc cả sảnh đường, được người khiêng đi rồi. 27, tiểu hảo hảo, cũng không biết có phải hay không bị mùi rượu mạnh kia lung lay lắc lắc thiếu chút nữa ngủ mất, được mấy người hầu ở trang gia chăm sóc, bà Chu cũng vào lúc này, vừa cất bước đi xuống cầu thang vừa xoay người căn dặn thi ngữ một ít chuyện ngày mai phải thỉnh an trưởng bối. Thi ngữ vô cùng cẩn thận nghe, sau đó chậm rãi gật đầu. Lạp lạp cùng tiên nhi thập phần tôn kính đối với bà Chu gật đầu, mới khẽ cười bê những đồ cúng nguyệt lão nhanh chóng đi lên tầng, lại thấy một hành lang dài kiểu Âu, trên tường treo những bức tranh nổi tiếng, chiếc xạ ra ánh sáng huy hoàng như cung đình chỉ thấy bên trong phòng phòng cưới càng tỏa ra cường liệt vui mừng hai người bọn họ nhanh chóng đi vào cư nhiên nhìn thấy gì lý dẫn hai người hầu mỗi người đều cầm bao vàng bao đỏ và một hộp gấm đỏ hồng tinh xảo một phần một phần dao của hồi môn qua đây cho người hầu nói các vị vì tiểu phu nhân chúng tôi qua đây đã cực khổ rồi đây là tâm ý nho nhỏ của lão gia và phu nhân vì các cô chuẩn bị các người không nên khách khí đều nhận lấy đi tiên nhi cùng lạp lạp một bên bê đồ đi tới một bên mắt sáng lấp lánh nhìn thấy dì Lý tự mình đem hồng bao cùng hộp gấm giao vào trong tay mình. Các cô nhao nhao hài lòng không thể chờ đợi được mở ra hồng bao cùng hộp gấm kia, thình lình nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay phỉ thúy giá trị xa xỉ, bên cạnh còn để một cái kim phượng hoàng nho nhỏ, hai mắt phượng hoàng còn gắn một đôi hồng ngọc, các cô nhất thời mở to mắt, hài lòng hưng phấn nói không nên lời. Tịnh kỳ cùng thi ngữ, dĩnh hồng cũng nhao nhao mỉm cười tiếp nhận bao đỏ vàng cùng lễ vật, cảm ơn dì Lý di lý nhìn xung quanh bố trí phòng cưới toàn bộ chuẩn bị xong bát canh sen bách hợp một ngào cũng bảo trì nhiệt độ nghĩ đến trang hạo nhiên ở dưới lầu tiễn khách mà đường khả hinh thì đang ở bên trong tắm rửa thay quần áo bà liền mỉm cười xoay người nhìn về phía mấy người hầu bên trong phòng nói các cô trong khoảng thời gian này thực sự là vất vả cho mọi người rồi thời gian còn lại để lại cho một đôi vợ chồng mới cưới đi bọn họ cũng cần thời gian nghỉ ngơi thật tốt mọi người nhao nhao cười gật đầu Đường khả hình thì ngay vào lúc này, tắm rửa thay quần áo xong, mặc váy ngủ màu trắng in hình những cánh hoa anh đào, bên hông thắt đai, bên ngoài khoác áo ngủ tơ tằm, mái tóc dài xóa qua vai, vẻ mặt phiếm hồng cất bước đi ra khỏi phòng tắm. Cô vẫn đứng bên cửa nhìn về phía thi ngữ cùng mấy người hầu nhau nhau xin cáo lui, mà lạp lạp cùng tiên nhi thì theo dặn dò của dì lý, đem theo những hộp gấm đỏ hồng xin về từ trên chùa đặt trên chiếc bàn tròn kiểu Âu giữa phòng, lúc này mới thần bí xoay người đi ra ngoài lúc tịnh kỳ trầm mặc xoay người muốn đi ra khỏi phòng cố ý cầm bao đỏ vàng kia dơ lên cho cô nhìn lại phù một tiếng và mọi người len lén cười đi ra ngoài đường khả hình nhất thời lại đỏ bừng mặt bộc lộ vẻ mặt hờn dỗi, nhịn cười nhìn về phía tịnh kỳ giai kỳ cũng nhịn không được nữa cười cùng gì lý xoay người ly khai đường khả hình liền như vậy nhìn về phía giai kỳ trầm mặc ly khai tiện thể đóng cửa lại toàn bộ phòng cưới khuynh khắc thanh tĩnh lại chỉ còn lại nến thơm dành cho lễ hợp cần đốt lên khắp nơi để hoa bách hợp tỏa ra hương thơm nồng đậm mà ngọt ngào tô đậm thêm bầu không khí thêm trầm lắng mà lãng mạn cho tới bây giờ cô đều chưa từng nghĩ cuối cùng có một ngày chính mình có thể cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc như vậy cứ việc nghĩ sàn nhảy dưới tầng thanh âm vẫn như cũ vang dội lòng của cô lại không hiểu sao kích động hơi mở hai tròng mắt mộng ảo ngẩng đầu hoàn nhìn toàn bộ phòng cưới lớn kiểu Âu cứ nghĩ đến việc người đàn ông kia lúc này chưa xuất hiện lại có thể kiên định cảm thụ nhiệt liệt khí tức cùng thân ảnh mị lực của anh, cô cúi mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào, không hiểu nhìn đến chiếc giường đỏ hồng ấm áp như vậy. Nhất là đôi gối đỏ hồng, quả cầu cung đình trái phải xoay xung quanh hoa bách hợp, tình ý càng kéo dài. Cô dường như nhớ ra chuyện gì đó, tức khắc nhẹ nhấc lên làn váy ngồi lên đệm giường, nhẹ nghiêng mặt nhìn xuống gối, thình lình nhìn thấy bốn bao đỏ vàng thật xinh đẹp đặt ở nơi đó. Cô khuynh khắc kích động mỉm cười lấy ra bốn hồng bao như vậy ấm áp nắm trong tay, hai tròng mắt ôn nhu nhớ tới hôm nay lúc kính trà trưởng bối, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ mỉm cười phát cho mình hồng bao, cô nghĩ tới thời khắc kia lại càng hài lòng hưng phấn, không khỏi ngọt ngào kéo dài lặp lại lời hôm nay kính trà nói cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Phốc, cô gái này lập tức cảm thấy thật vui vẻ hưng phấn cầm bốn hồng bao che lại khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của mình, từng đợt đắc ý hài lòng run rẩy cười, tự nhủ nói cha, mẹ, các người yên tâm, con sau này. Nhất định sẽ làm con dâu tốt, hảo hảo mà phụng dưỡng các người, sinh cho các người rất nhiều rất nhiều cháu. Phốc, người này nói xong, khuynh khắc cả người cao hứng phấn khởi ngã vào trên đệm giường, chính mình lăn qua lăn lại, làn váy nhấc lên lộ ra đôi chân nhỏ nhắn cùng mắt cá chân trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Cửa kẹt một tiếng mở ra. Đường khả hình kêu một tiếng, nhanh chóng đem bốn hồng bao giấu dưới một cái gối, mặt lại bộc lộ vẻ xấu hổ, ho khan một tiếng, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ngoài kia. Trang hạo nhiên vẫn như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tay cầm nắm khoa cửa, bộc lộ vẻ mặt cười như không cười nhìn vào trong, nhìn toàn bộ phòng cưới lãng mạn, tràn ngập không khí ngọt ngào ấm áp, mà những ngọn nến cho lễ, hợp cần, dần dần chảy xuống, tựa hồ cảm giác được người kia đang ngồi trên giường, hai tròng mắt anh lóe ra tia thần bí. Đường khả Hinh ngồi trên giường, nhớ kỹ lời bà chu nói con gái trong đêm tân hôn nhất định phải rụt rè thế nhưng cô lẳng lặng ngồi trên giường dường như thời gian qua đã lâu người kia đẩy cửa ra đã lâu nhưng không thấy tiến vào dường như cũng không có rời đi hai mắt cô nhíu lại mặt bộc lộ vẻ nghi hoặc hơi nghiêng mặt ra bên ngoài nhìn cửa phòng khách xác thực mở ra thế nhưng cũng không thấy có bóng dáng di động cô liền có vẻ mấy phần kỳ quái nhẹ tay lướt qua khuôn mặt mình nhàn nhạt tự hỏi một chút liền đi chân trần đạp lên thảm lông dê nghi ngờ đi ra ngoài bước chân đi tới trước cánh cửa kiểu âu xác thực mở ra một khe nhỏ nhưng không thấy người cô liền càng kỳ quái mở cửa đi ra khỏi phòng nhìn vào hành lang dài kiểu âu chỉ lóe ra không khí tịch mịch nhưng vẫn là không thấy có người cô kỳ quái suy nghĩ một chút mới mang theo vài phần thất vọng một lần nữa hướng vào bên trong phòng vừa mới cất bước đi vào liền khuynh khắc nhìn thấy một thân ảnh nhàn nhạt trước mặt trong nháy mắt cô hít vào một ngụm lãnh khí sợ đến lui về phía sau một bước thét chói tai lên tiếng mẹ ơi. Trang hạo nhiên tươi cười, đôi chân dài đạp trên thảm, tay nhẹ nhàng cầm lên bốn hồng bao, dường như giả vờ lơ đáng nhàn nhạt, nhạt nói, em đem hồng bao để dưới gói của anh, là đem tiền đưa cho anh sao. Đường khả hình thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới đột nhiên khôi phục ý thức, nhìn về phía ông xã đang trực tiếp ngồi trên đệm giường, tay cư nhiên cầm bốn hồng bao của mình, cô tức khắc khẩn trương bước nhanh đi qua, nói, mới không có. Mau đưa cho em. Ba vấn đề mới hỏi xong, cô cũng đã chạy như bay đến trên đệm giường mềm mại, muốn cướp lại mấy hồng bao kia. Trang hạo nhiên trong nháy mắt dơ lên hồng bao, lại nhanh chóng bá đạo ôm chặt bên hông bà xã, đem cô áp lên đệm giường mềm mại, cúi đầu nhìn thật sâu vào khuôn mặt vẫn còn phiếm hông sau khi tắm xong. Đường khả hình cũng thật sâu nhìn về phía ông xã mình, trái tim đập thình thịch, thở gấp, dường như hiểu rõ sắp sửa nghênh đón thời khắc ngọt ngào. Trang hạo nhiên tựa hồ có thể cảm nhận được sự khẩn trương của bà xã mình, anh nở nụ cười, tuy nghĩ phải thật săn sóc cả tâm tình của cô, nhưng không thể chờ đợi được cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi no đủ của cô. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, thanh âm thi ngữ chuyển đến, tổng giám đốc trang, phu nhân nhỏ. Lễ hợp cần sắp tới, bà Chu dặn tôi nhất định phải tới nhắc nhở hai người, không được bỏ lỡ giờ lành. Hai người trong nháy mắt dừng lại động tác, thật sâu ngóng nhìn đây đó, đều kích động cảm giác trên chiếc bàn kiểu Âu kia có một cây nến tròn đỏ rực, ánh lửa thiêu đốt rũ xuống chỉ thuộc về hai người. chương 1352, Đại kết cục 92 Phòng ngủ Hai ngọn đèn trên bàn tròn kiểu Âu, đang rủ xuống bừng cháy tỏa ra ánh lửa lãng mạn, hồng tuyến, giữa khay ngọc bị sức nóng quấn quanh càng ánh lên rõ rệt, bên cạnh là chén ngọc đựng chè trôi nước, hạt sen bách hợp, hương khí ngọt ngào dập dờn, dì lý dẫn người hầu trang ra đi tới, vội vàng vào canh giờ tốt, lặng yên đem hai chén ngọc điêu khắc thành hình nửa hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí đặt bên cạnh hai ngọn đèn. Trong phòng tắm, Trang Hạo Nhiên đang tắm ở bên trong, tiếng nước, róc rách, kia nghe đầy gợi cảm mà mị lực, đường khả hình bộc lộ vài phần ngượng ngùng, ngồi trên chiếc giường trải nệm đỏ thấm, cổ tay phải đã nhẹ quấn lên một dây hồng tâm nguyệt lão, nhìn di lý cùng người hầu cẩn thận đặt lên bàn những phần điểm tâm, nhớ tới thi ngữ với tư cách người nhà mẹ đẻ mà cáo lui, nhắc nhở chính mình, tương lai tự mình chính là Trang Phu Nhân. Cô cục mặt xuống, bộc lộ vài phần ngọt ngào ngượng ngùng tươi cười. Di lý lại cẩn thận chỉ vào người hầu, đem từng phần điểm tâm tinh xảo cùng quả như ý bày các vị trí trong phòng ngủ, hơn nữa ngay cả chiếc tủ lớn bên cạnh giường ngủ cũng đặt hai đĩa hạt sen rang sấy thơm ngon, người hầu đem đĩa ngọc đặt xuống, lại nghiêng mặt cười ngọt ngào nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh ngồi ở trên giường, cũng hơi nghiêng mặt nhìn người hầu kia. Thiếu ra tắm hơi lâu một chút, ngài chờ một chút. Người hầu nhỏ tuổi chừng 19 rất ôn nhu nhắc nhở Đường Khả Hinh liền tiếp tục bày quả, lại đem hoa bách hợp tiến vào, đặt ở sảnh đãi khách và giữa phòng ngủ, nhẹ kéo chiếc rèm cửa lụa trắng lại, che khuất phòng ngủ. Đường Khả Hinh ngồi trên giường, nhớ lời người hầu, cảm thấy trang hạo nhiên sát thực tắm lâu, chính cô cũng thực sự có chút đói bụng, liền nắm lên một hạt sen sấy bỏ vào trong miệng nhẹ nhai, lập tức cảm thấy có chút ngon miệng, lại nắm lên một viên hạt sen bỏ vào trong miệng nhai. Tiểu phu nhân, Di Lý lập tức quay người lại nhìn về phía đường khả hình bên trong nói hạt sen giang sấy đặt ở đó cô ngàn vạn lần đừng ăn a à, đây chính là hạt ngụ ý cắt tường sớm sinh quý tử đó khủ 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 đường khả hình nhẹ ho dường như có chút bị sặc tức khắc vươn tay nhẹ vỗ ngực phốc mấy người hầu cùng nhau không nhịn được bật cười cửa cạch một tiếng mở ra đường khả hình bỗng nhiên có vài phần khẩn trương nghiêng mặt nhìn về phía trước trang hạo nhiên sau khi tắm rửa mặc tịt sớt ngắn tay trắng cùng quần thường trắng, tóc sấy khô, lại vô cùng mị lực rũ xuống, mặt bộc lộ vẻ gợi cảm đầy dụ hoặc, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn nóng cháy, nhìn về phía đường khả hình đang ôn ôn nhu nhu ngồi trên chiếc giường đỏ thấm, kỳ thực vừa rồi chính mình tiễn tân khách xong, cũng đã không thể chờ đợi được lên lầu, nhìn thấy vợ mình vừa tắm rửa thay quần áo xong, mặc chiếc váy ngủ tuyết trắng hình hoa anh đào, thập phần gợi cảm mê người nằm nghiêng trên giường. Thật sự là hình ảnh làm người ta kích động dâng trào, chỉ cần nghĩ đến tối nay có thể chọn vẹn bình tĩnh mà bộc lộ tâm tư, thâm tình, anh cũng không khỏi cũng có chút khẩn trương sôi trào. Đường khả hình cảm giác được ánh mắt nóng cháy của Trang Hạo Nhiên, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, ôn nhu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đầu tiên là hướng đường khả hình trầm mặc cười cười, liền một mình cất bước đi về phía sảnh đãi khách, nhìn di Lý đã đem điểm tâm, hợp cẩn lễ, chuẩn bị xong, bên cạnh vô số hoa hồng cùng hoa bách hợp nở rộ, bầu không khí có chút lãng mạn kia, khiến lòng người tràn ngập vui mừng. Người hầu theo căn giặc của dì Lý, đặt xong món hoa quả cuối cùng, mới lén lút ở bên người Trang Hạo Nhiên, hạ giọng nói tiểu phu nhân đói bụng. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai chồng mắt lóe lên, thoáng cái quay mặt sang, nụ cười ẩn chứa thâm tình nhìn về phía vợ mình vẫn quy quy củ củ ngồi trên giường, anh một trận gợi cảm bật cười nói, phải không? Vâng, người hầu lại trêu chọc cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền thừa dịp lúc gì lý còn chưa có sắp xếp xong xuôi, liền trực tiếp xoay người lại đi tới bên giường, trong nháy mắt liền đem đường khả hình ôm ngang lấy. Đường khả hình thở dốc vì kinh ngạc, hai tay trong khoảnh khắc kéo cổ anh, mặt đỏ bừng, đầu tiên là băn khoăn liếc mắt nhìn dì lý cùng mọi người một cái, trái tim bang bang nhảy nói, anh, anh làm cái gì? Đây không phải là muốn, hợp cẩn lễ, sao? Trang hạo nhiên mang chút tiếc núi ôm chặt vợ mình, mỉm cười nói, vốn. Hôm nay em vào nhà, anh nên ôm em vào. Đường Khả Hinh nghe lời này, nội tâm khẽ động, tức khắc nhiệt liệt sôi trào nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Bà xã, em thực sự rất đẹp, Trang Hạo Nhiên nhẹ cúi đầu, nhẹ dán lên trán Đường Khả Hinh, gợi cảm tươi cười, mới lặng lẽ nỉ non nói cũng không nỡ đem em đi ra ngoài gặp người khác. Đường Khả Hinh tức khắc ngọt ngào như mật, khẽ cắn môi dưới, không khỏi ôn nhu sôi trào cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên không nói nữa, mà trực tiếp ôm ngang cô trực tiếp đi về phía trước bàn tròn kiểu Âu liền ngay trước mặt mọi người ôm lấy cô đặt trên đùi mình hướng bàn lấy điểm tâm anh lại nắm đôi tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh khẽ hôn vào chiếc dây nguyệt lão trên cổ tay cô âm thanh hôn gợi cảm vang lên Đường Khả Hinh mặt lại đỏ hơn một chút nhìn về phía người hầu đều trầm mặc cười trộm cô lại ngượng ngùng một câu cũng nói không nên lời Trang Hạo Nhiên liền như vậy cách ánh đèn ửng đỏ nhìn về phía gương mặt như hoa của vợ mình nhất là sau khi tắm rửa càng lộ ra sự mềm mại khiến người ta nuốt nước bọt, anh không khỏi nuốt nơi cổ họng, mới yếu ớt nói, nghe nói em đói bụng. Đường khả hình lóe ra ánh mắt ôn nhu, ngồi trên đùi trang hạo nhiên, ngọt ngào cười. Cực khổ rồi, đến, trang hạo nhiên nói cho hết lời, liền tức khắc một tay cầm lên một khối bánh ngọt bách hợp nhỏ, ôn nhu săn sóc đưa đến bên miệng vợ mình. Đường khả hình nhấc mí mắt, ôn nhu liếc mắt nhìn chồng mình, do dự một hồi, Cuối cùng chậm rãi mở miệng nếm thử phần bánh ngọt bách hợp kia, nhẹ nhai, cảm giác ngọt ngào kia vô cùng thấu tâm. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Thê Tử lúc nhấm nháp miếng bánh ngọt kia, mê người như vậy, anh liền trong nháy mắt không nhịn được nghiêng mặt về trước, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của vợ mình, thậm chí thoát ra đầu lưỡi, mút đầu lưỡi ngọt ngào của cô. Ưm, ừ, đường khả hình mặt lại đỏ bừng, cho đến bên tai cô cảm giác được Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể mình nhẹ nghiêng người về phía bàn tròn kiểu Âu bên cạnh, tình nồng ý đậm mà hôn, trong đầu cô thoáng cái muốn nổ tung, tư tưởng lý trí đều mất hết, liền nhu thuận ngã vào trong ngực anh, đón nhận nụ hôn khiến người ta ngọt ngào hoa mắt kia. Di Lý ngước mặt, nhìn về phía thiếu gia bướng bỉnh này liếc mắt một cái, mỉm cười một chút, liền ra hiệu tất cả người hầu đều trầm mặc xoay người rời đi. Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, vẫn nóng cháy nóng hôn rất lâu, hôn đến mức lồng ngực chính mình một trận nhiệt huyết sôi trào, kích động thở dốc liên tục, biết gì lý cùng người hầu đã ra ngoài, anh cuối cùng mới khẽ cắn môi dưới cô, kích động gợi cảm nói, bà xã à. Uống chút rượu, chúng ta trở về giường, anh ở trên giường cho em ăn vài thứ, hả? Đường khả hinh nghe lời này, tim đập loạn, cảm giác được Trang Hạo Nhiên xoa càng lúc càng nóng cháy, cô dường như say gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch tiêu ý, mới chịu xoay người đi rót rượu đường khả hinh bộc lộ thần sắc e thẹn nhìn về phía trang hạo nhiên đang muốn rót rượu trong lòng cô cũng tràn đầy chờ mong lại dường như nhớ ra cái gì đó trong nháy mắt sắc mặt thu lại kêu nhỏ chờ một chút trang hạo nhiên kỳ quái nhìn về phía đường khả hinh hỏi sao vậy đường khả hinh hơi khẩn trương đứng lên lại nhẹ quấn chặt dây lưng đồ ngủ mới cúi mặt nhìn trang hạo nhiên nói em em còn chưa cùng với cha mẹ còn có chị nói chúc ngủ ngon Trang Hạo Nhiên toàn thân đã bị trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào, nghe lời này, anh chỉ đành bất đắc dĩ nhẹ nuốt nơi cổ họng, nhìn về phía vợ mình bật cười nói, không có việc gì. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, không cần đi. Không được, Đường Khả Hinh lại từ bàn dài kiểu Âu, cầm lên một chiếc áo choàng lông ấm khoác lên, mới nhìn hướng Trang Hạo Nhiên ngọt ngào cười nói, em một hồi sẽ trở lại. Anh chờ em một chút. Vừa dứt lời, cô đã kéo cửa ra đi ra ngoài. Ai Trang hạo nhiên nhất thời thất thần nhìn về phía đường khả hinh đã nhanh chóng đi ra ngoài, anh liền lại một trận lắc đầu bật cười. Đường khả hình mặt bộc lộ vẻ phấn khởi, nhanh chóng cất bước đi ra hành lang thật dài, dọc theo cầu thang phía bên phải đi xuống, lại nhanh chóng cầu thang giữa đi xuống, rồi đến hành lang mả vàng thật dài, rốt cuộc đi tới trước phòng khách của trang tính vô cùng ân nguyệt dung, bộc lộ vẻ khẩn trương cùng phấn khởi, kích động bộc lộ tiểu ý, suy nghĩ một hồi, mới rốt cuộc vươn tay gõ cửa cốc 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 không có bao lâu, bên trong phòng cuối cùng truyền đến thanh âm trang tính vũ tiến vào. Đường khả Hinh nghe lời này, khoảnh khắc bộc lộ nụ cười hưng phấn, nhẹ tay cầm tay nắm cửa mạ vàng, thật cẩn thận đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt nhìn thấy phòng khách kiểu Âu xa hoa rộng lớn, hoa lệ như cung điện, mà trang tính vũ cùng ân nguyệt dung rõ ràng muốn nghỉ ngơi, cho nên mặc quần áo ở nhà. Trang tính vũ ngồi trước bàn đọc sách, đầu tiên nhìn thấy đường khả hình, liền bộc lộ vẻ trá dị, kêu nhỏ khả Hinh đã chế thế này, còn còn chưa nghỉ ngơi. Ân Nguyệt Dung cũng mặc áo ngủ tơ tằm tuyết trắng, tựa trên giường, nghe thấy là con dâu tới, liền vội vã khẩn trương nhấc chăn đệm mỉm cười gọi, bảo bối, con sao lại tới. Đường khả hình vội vã cất bước đi tới, có chút khẩn trương mỉm cười nhìn về phía hai người trang tính vũ cùng ân Nguyệt Dung, thập phần khôn ngoan cười nói, không có. Chỉ là vừa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, nhớ tới còn chưa cùng cha mẹ nói tiếng chúc ngủ ngon. Liền tới đây một chút, trang tính vô cùng ân nguyệt dung nghe lời này lập tức bộc lộ vẻ trá dị nhưng vẫn rất cảm động tươi cười nhìn đường khả hinh nói ngoan cha mẹ biết khả hinh ngoan nếu không tiến vào ngồi một chút không được con con lại nói đi nói tiếng chúc ngủ ngon với chị nữa sẽ về nghỉ ngơi cha mẹ hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi sáng sớm ngày mai con lại mời cha hai người đường khả hinh nói xong liền cẩn thận từng ly từng tí ngọt ngào cười rời khỏi phòng nhẹ khép cửa lại ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang tính vô cùng ân nguyệt dung lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, đưa mắt nhìn rất lâu, cuối cùng nội tâm vui sướng cùng tán dương tươi cười. Đường khả hình khẽ đóng cửa, hai tròng mắt lập tức lại tràn đầy nước mắt kích động, cô thở dốc thật lâu thật lâu, rốt cuộc mới nhẹ nhấc đuôi váy dài, nhanh chóng hướng hành lang thật dài xông tới, bang bang cất bước đi xuống phòng khách tràn đầy tĩnh lặng, lại xuống cầu thang chạy đến tầng trệt phòng trang ngải lâm, tới phòng cô, lại kích động phấn khởi vươn tay, gõ gõ cửa. Tiến vào, thanh âm thoải mái sảng khoái của Trang Ngải Lâm truyền đến. Đường Khả Hinh nghe lời này của Trang Ngải Lâm, cô tức khắc lại kích động tươi cười, tay cầm tay nắm cửa, vừa đẩy cửa đi vào, vừa ngọt ngào gọi, chị. Trang Ngải Lâm vừa tắm rửa xong, mặc chiếc váy ngủ hai giây mẫu đơn màu trắng, mái tóc dài khêu gợi, đang ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh sửa một chút hộp trang sức, nghe tiếng gọi ngọt ngào kia, cô liền bộc lộ dáng vẻ quái dị, xoay người nhìn Đường Khả Hinh nói, Khả Hinh, em trễ như thế, em còn chưa nghỉ ngơi, qua đây có chuyện gì không? Đường Khả Hinh tức khắc bộc lộ nụ cười ngọt ngào, nhìn Trang Ngải Lâm nói, không có, chỉ là muốn tới đây nói chúc ngủ ngon với chị, vì hôn lễ của bọn em, chị cũng vất vả rồi. Trang Ngải Lâm nghe lời này, hơi dừng lại nửa khắc, rốt cuộc mới bộc lộ một điểm tươi cười, nhìn về phía em dâu nói, không vất vả bất luận như thế nào, vẫn muốn cảm ơn chị. Chị đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, chúc ngủ ngon, đường khả hình lại khôn ngoan ngọt ngào nói. Chúc ngủ ngon, trang ngải lâm nhìn về phía đường khả hình nhịn không được bật cười. Vậy em không quấy dày chị nữa, đường khả hình nói xong, cuối cùng tươi cười ngọt ngào dạng dỡ đóng cửa lại, hướng về phía ngược lại, thật vui vẻ đi, vừa cất bước đi về phía trước, vừa hai tay nắm lại, nghĩ loại thời khắc tuyệt vời này, cảm giác thật hạnh phúc. Phúc, Cô bé này lại hai tay che mặt, nhanh chóng cất bước đi về phía trước, cũng không biết chính mình cứ như vậy dọc theo hành lang dài và tối đi về phía trước, cứ đi cứ đi. Một hồi quẹo trái, một hồi quẹo phải, cô rốt cuộc phát hiện có gì đó không ổn. Đường khả hình bỗng chốc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía không gian tối tăm xung quanh, xa lạ hình như chính mình chưa bao giờ tới, liền nghi ngờ nghĩ, hả? Nơi này là nơi nào a? À? Mình như thế nào đến nơi đây? Có ai không? Không gian tối tăm thật dài, giống như nhà thờ lớn, không một chút tiếng vang. Đường Khả hình Tâm vừa nhảy, lại quay người nhìn chung quanh hành lang thật dài, không lộ ra một điểm tia sáng, nghe nói tòa nhà này có 270 phòng, vậy mình bây giờ đang ở đâu a? À? Cô bé này sợ đến mức quẹo trái quẹo phải, lại không biết nên chạy đi nơi đâu. Bên trong phòng ngủ, Trang Hạo Nhiên trực tiếp bộc lộ thần thái nghi ngờ, đứng trong phòng, chờ mòn chờ mỏi. Nghĩ người kia đi chúc ngủ ngon với trưởng bối, sao lại đi lâu như vậy? Chương 1353, đại kết cục 93. Cho nên, tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Trang Hạo Nhiên chờ mòn chờ mỏi, cũng không có nhìn thấy cô trở về, thời gian đều sắp qua nửa giờ, anh liền nhịn không được cất bước ra khỏi phòng, nghĩ cha mẹ có thể bởi vì rất cao hứng, sẽ giữ cô lại trò chuyện, ai ngờ lúc anh đi đến phòng cha mẹ, lại nghe nói khả hình đi rồi đi nói chúc ngủ ngon với chị. Anh liền nghi ngờ đóng cửa phòng, lại tầng trệt phòng chị gái đi đến, ai ngờ chị cũng nói đường khả hình sớm đã qua chúc ngủ ngon, rồi rời khỏi. Anh lúc này mới bị dọa sợ, nhìn về phía dáng vẻ chị khoác áo ngủ đứng lên, nói chị. Chị nói, chị nói cô ấy sớm đã rời đi, cô ấy không trở về phòng, vậy thì đi đâu? Trang Ngải Lâm cũng bộc lộ thần sắc nghi hoặc, nhẹ quấn dây lưng váy ngủ, nói chị cũng không rõ ràng lắm, nó nói xong liền đi, không trở về phòng sao? Có thể hay không ra tản bộ? Trễ như thế này còn tản bộ, đây chính là trời thu, cô ấy không có mặc nhiều quần áo, liền trực tiếp ra tản bộ, lỡ như cảm lạnh làm sao bây giờ? Trang Hạo Nhiên nghe thấy không thấy vợ mình, anh bỗng chốc khẩn trương, vội vã kêu người hầu trong nhà, nói thiếu phu nhân không thấy, để mọi người vội vàng đi tìm. Một tiếng phân phó như vậy, toàn bộ người hầu trong tòa nhà Trang gia đều khẩn trương tìm người hành lang tối tăm, có một thân ảnh màu trắng, không ngừng một hai kỳ quái chạy tới chạy lui khắp gian phòng, thỉnh thoảng nhẹ giọng kêu có ai không? Có ai không? Đường khả hình cảm giác xung quanh có chút lạnh, liền nhẹ khoác áo choàng lông thỏ lên, lại nhanh chóng bằng cảm giác, vòng quanh các góc hành lang cất bước đi về phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước có ánh đèn, nhưng lại rất nhanh biến mất, chậm rãi, cô cuối cùng bắt đầu có chút khẩn trương, lại nhanh chóng cất bước đi về phía trước, dưới chân không khỏi loạn choạng một chút, toàn bộ thân thể vọt vào một cái phòng, cô giật mình, tay vô thức nhấn công tắc mở đèn bên tường, còn chưa kịp thất kinh. liền bị cảnh vật trước mắt, làm cho khiếp sợ ngây dại. Toàn bộ gian phòng kiểu Âu xa hoa, ở giữa rõ ràng là đèn thủy tinh cao gần hai thước được hai dây nho trăm năm quấn quanh mà thành, bên trong ánh đèn màu lam dịu dàng, thân dây nho kia có vẻ đầy sức sống mà xa hoa, xung quanh trên giá sách, đặt các loại sách rượu nho của các nước trên thế giới. Tầng 2 còn có rượu phòng chuyên dùng để nhiệt độ ổn định, một ảnh chụp cô gái mặc kỵ sĩ phục tay cầm giấy chứng nhận đặt trước chiếc bàn cổ cạnh cửa sổ sát đất hình vòm đằng sau đặt một chiếc ghế ra thật màu lam đậm bên cạnh trên bàn trà cũng để một cái khung là ảnh cưới hai người chụp ở cambridge khi đó trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần thường trắng nghị lực vô hạn kéo tay nhỏ bé của cô cất bước đi về phía trước cây táo chứng kiến tình yêu hai người vẫn tiếp tục mềm rủ xuống đầy sức sống nụ cười của anh vĩnh viễn là truyền kỳ như vậy Đường khả hình có vài phần kích động đi về phía khung ảnh lồng kính trước chiếc ghế ra, dừng ở tấm ảnh cưới kia, cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng có thể cảm giác được sự thâm tình và ngọt ngào, khuếch tán đến toàn bộ thư phòng. Cửa, phịch một tiếng bị đẩy ra, Trang hạo nhiên khẩn trương đến mức thở hồn hển, đứng bên cạnh cửa thư phòng, nhìn thấy vợ mình quả nhiên êm đẹp đứng ở bên trong, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường khả hình khoảnh khắc xoay người, dừng ở thân ảnh của Trang hạo nhiên, đôi mắt cô tức khắc bộc lộ tia nhìn ôn nhu như nước. Di Lý dẫn theo chúng người hầu, lúc này mới sốt ruột qua đây, nhìn thấy thiếu phu nhân quả thực ở trong thư phòng, tất cả đều yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trang hạo nhiên nặng thở dốc, nhìn đường khả hình thật lâu, có lẽ hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, lại vì vừa rồi lo lắng quá mức, liền cấp tốc khẩn trương cất bước tiến lên, không nói hai lời liền đem cô ôm ngang lấy, thậm chí cảm giác được thân thể cô có chút lạnh, đau lòng liếc mắt nhìn cô một cái, mới nhanh chóng ôm lấy cô hướng phòng ngủ đi đến. Đường Khả Hinh không nói nữa, không bận tâm mọi người đang nhìn, liền như vậy ôm cổ Trang Hạo Nhiên, thật sâu nhìn gò má anh. Trang Hạo Nhiên tiếp tục ôm lấy Đường Khả Hinh đi về phía trước, vừa đi vừa dường như vô ý nói, anh nói: "Trang phu nhân, có muốn hay không đem mặt che lại hả?" Đường Khả Hinh đang ngây ngốc nhìn, nghe thấy lời này của Trang Hạo Nhiên, liền há hốc mồm đáp: "A." À. Trang Hạo Nhiên bộc lộ nét mặt tự tiếu phi tiếu, nhìn về phía đường khả hinh nhàn nhạt nói, em đi chúc ngủ ngon với cha mẹ chồng, sau đó cư nhiên lạc đường ở trong nhà mình, sau này có phải muốn anh phát địa đồ cho em hay không? Hay là đèn pin các loại? Đường khả hinh nghe lời này, mặt đỏ bừng, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía dì lý cùng người hầu đang ngăn ở hành lang thật dài, nhìn mình cười trộm, cô nhất thời lúc này mới cảm giác mình mất hết mặt mũi, vội vã cúi xuống, tròn mặt vào vai trang hạo nhiên. Phốc, mọi người toàn bộ cũng nhịn không được cười rộ lên liền ngay cả trang ngải lâm cũng đứng bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ nói sự thật mẹ chồng của em a nửa đêm tân hôn ra đi bộ thiếu chút nữa nhảy vào trong hồ nhân tạo a cửa phòng ngủ bỗng mở ra trang hạo nhiên liền ôm lấy đường khả hinh đi trở về phòng ngủ cẩn thận từng ly từng tí đem cô đặt xuống nhẹ nhàng đóng cửa lại bấm khóa tâm lúc này mới chậm rãi xoay người thở dốc bất đắc dĩ nhìn về phía vợ mình Đường khả hình trở lại phòng tân hôn vui mừng ấm áp, cảm thụ được khắp nơi tỏa ra hương thơm hoa bách hợp cùng hoa hồng, nở rộ tình ý kéo dài, mà điểm tâm trên bàn tròn kiểu Âu, vẫn ngọt ngọt béo béo như vậy, rượu hợp cần đã được mở ra, mà giữa màn hình LCD phía trước, đang phát lại hình ảnh hôn lễ hôm nay, vừa vặn phát sóng tiết mục châm ngôn yêu, hôm nay do gần một nghìn thiếu nữ biểu diễn, hai trong mắt cô nhẹ lóe ra tia nhìn kích động, xoay người nhìn về phía người đàn ông trước mặt, biết anh đợi đã lâu. Trang Hạo Nhiên cũng bộc lộ vài phần bất đắc dĩ tươi cười, cất bước đi hướng Đường Khả Hinh, nhẹ nghiêng mặt Ôn Nhu trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh tim đập loạn, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tối nay là đêm tân hôn của hai chúng ta, anh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, nặng nề đè nén tâm tình của mình, khát vọng thâm tình mà nhìn nhau, quá khứ bất kể là xa cuối chân trời hay là gần ngay trước mắt, cũng không có cách nào mà tiếp cận được em, bây giờ rốt cuộc tất cả đều đã danh chính ngôn thuận, thế nhưng anh lại phát hiện, không còn bất luận ngôn ngữ gì, có thể đại biểu cho tâm trạng kích động của anh lúc này. Anh chỉ nghĩ, hào hào mà bên em, hào hào mà nhìn em, hào hào mà ôm em một cái. Xin mời trang phu nhân ngài dơ cao đánh khẽ, tạm thời đem giờ khắc này, toàn bộ giao cho anh đi. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô gái trước mặt, lại bất đắc dĩ cười nói, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng a. À, lúc náo động phòng hôm nay, anh thế nhưng đã liều mạng chống đối, mới không chạm vào quá nhiều rượu làm chồng anh còn có thật nhiều nơi phải biểu hiện a à. đường khả hình nghe những lời tình nồng ý đậm như vậy chậm rãi ngẩng đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt trang hạo nhiên lại thật sâu nhìn dáng vẻ yêu kiều của đường khả hình như vậy tim anh cũng kích động dâng trào xúc động tràn đầy không khỏi vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ôn ôn nhu nhu gọi bà xã vì tìm em anh gấp đến độ sắp nổi điên Em không có một chút phản ứng sao? Ví dụ như một nụ hôn, hoặc là một cái ôm chẳng hạn, anh vừa rồi lúc đợi em, thế nhưng không ngừng nhớ em, chờ đợi em. Đường Khả Hinh tim khẽ nhảy, cảm giác toàn bộ thế giới bị ngọt ngào hạnh phúc bao phủ, không nhịn được, cô nhẹ nhón đầu ngón chân, vươn hai tay kéo cổ chồng mình, thâm tình tươi cười, nhẹ nhàng ôn nhu gọi, "Ông xã à. Cảm ơn anh, xin lỗi, em để cho anh lo lắng rồi, thế nhưng xin anh tin em, em mặc kệ ở nơi nào, cũng không ngừng nhớ anh, chờ đợi anh. Trang hạo nhiên nghe tiếng ông xã kia, tim trong nháy mắt như tan chảy, trên mặt run rẩy kích động cùng kinh hỉ tươi cười, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ, nghe thấy hai chữ này, cư nhiên sẽ ngọt như mật vậy, anh không nén được nội tâm sôi trào, nhẹ ôm lấy thân thể cô, lại cảm xúc dâng trào nỉ non gọi, lại kêu một tiếng nữa. Anh muốn nghe, đường khả hình lại tươi cười, cảm giác được nội tâm ngọt ngào có chút khẩn trương, có lẽ hiểu được điều gì sắp xoa rơ phát sinh, nhưng vẫn dũng cảm nhón đầu ngón chân, ngọt ngào ôn nhu lại kêu một tiếng. Ông xã, Trang Hạo Nhiên rốt cuộc bộc lộ nụ cười hạnh phúc cùng vui mừng, không nhịn được cúi mặt nói câu bảo bối, liền tức khắc ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cúi mặt hôn lên môi cô, mút đầu lưỡi cô, cảm giác lửa nóng nơi lồng ngực đang kịch liệt dâng trào, giống như ngọn đuốc hừng hực cháy, hận không thể cùng cô gái trước mặt chân chính tương dung cùng một chỗ, hai tay không ngừng nhẹ vuốt ve bên hông nhỏ nhắn mà mềm mại của cô, Dây áo ngủ tơ tằm nhẹ rũ xuống, cảm giác quần áo dán chặt vào da thịt, cuối cùng tỏa ra hương thơm làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Anh không khỏi chậm rãi vươn tay, khẽ kéo dây lưng áo ngủ bên hông cô, áo ngủ tơ tằm kia nhẹ rơi xuống, lộ ra váy ngủ hai dây tơ tằm đầy mê hoặc bên trong. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng, nhẹ chớp đôi mắt mộng ảo, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô một cái, không nói nữa, mà trong nháy mắt đem cô ôm ngang lên. Chầm mặc đi đến chiếc giường tân hôn đỏ thấm, tầng tầng mảnh vải độ kim rơi xuống, đem sảnh đãi khách cùng phòng ngủ ngăn cách ra, toàn bộ phòng ngủ lập tức mờ mịt, mùi thơm hoa bách hợp ngọt ngào lan tỏa, tượng trưng cho sự kết hợp, nhiều cánh hoa, thuần khiết lại kính dâng nở ra, ngẫu nhiên chạm tới đệm giường, vẫn còn có phần ngượng ngùng. Trang Hạo Nhiên liền như vậy ôm ngang cô gái trong lòng, đem cô cẩn thận từng ly từng tí đặt trên giường, lại cúi người nhìn váy ngủ hoa anh đào trắng thuần khiết cô đang mặc, thân thể thuần khiết gợi cảm nằm trên giường này, xinh đẹp đến mức nhìn thấy mà giật mình. Đường khả hình trái tim bang bang nhảy, nằm trên giường mềm mại, đôi chân dài trắng nõn mê người, nhẹ lướt qua hoa văn thêu ngọt ngào và đẹp đẽ trên đệm giường. Cô ngước mặt, đôi mắt ngượng ngùng, kích động thở gấp khẩn trương, nhìn về phía người trước mặt. Trang hạo nhiên nhìn về phía dáng vẻ ngượng ngùng của đường khả hình như vậy, cuối cùng tươi cười, nhẹ nắm đôi tay nhỏ bé của cô. Hôn nhẹ lên đầu ngón tay, thậm chí nhẹ nhàng ngậm lấy đường khả hinh khẽ cắn môi dưới cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại hai tròng mắt càng lúc càng run rẩy kích động trang hạo nhiên nhẹ hôn rồi ngậm mỗi dầu ngón tay cô xong lúc này mới dần dần cúi người ở bên tai cô nhỏ giọng nói mùi vị này thật ngọt tựa như mùi vị tuyết liên hoa tâm đường khả hinh nghe lời này tim khuynh khắc bị kích thích muốn nổ tung trong nháy mắt cảm giác thân thể có dòng nước ấm lướt qua xung quanh giường tân hôn mảnh lụa trắng vẫn nhẹ nhàng tung bay Trang Hạo Nhiên đã cởi áo t si của mình ra, lần đầu tiên rõ ràng để lộ bắp thịt cùng lồng ngực kiên cố, lại như một người chồng nhẹ áp trên người cô gái trước mặt, thân thể to lớn lại ngăn ánh sáng đèn, ánh lên ra thịt một màu đỏ hồng khiến người ta hít thở không thông, đôi mắt anh càng lúc càng nóng cháy. Cúi mặt nhìn dáng vẻ ngượng ngùng phiếm hồng của cô gái trước mặt, đầy mê hoặc. Đường Khả Hinh cũng hơi ngửa mặt, kích động sôi trào nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cảm giác lồng ngực kiên cố của anh phát ra hơi thở đàn ông mãnh liệt trận trận ập về phía chính mình, cô không nhịn được chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt trên lồng ngực kiên cố kia, lúc ngón tay lướt qua vân ra tuyến kia, đại não cô lập tức như muốn nổ tung, nơi cổ họng lại lộ ra cảm giác nóng rực. Trang hạo nhiên trước cúi người, trầm mặc đưa mặt lên trước, nhẹ nhàng hôn chán, chóp mũi cô, tay chậm rãi nhẹ vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, cúi đầu lại hôn lên bờ vai tuyết trắng của cô. Đường khả hình nặng nề thở dốc, nhắm hai tròng mắt lại, Cảm giác vai truyền đến một chút cảm giác tê buốt, rồi dần dần tràn ngập khắp thân thể, cô nuốt nơi cổ họng khô cạn, kêu nhỏ, "Hạo Nhiên." Chính là tiếng gọi này. Trang Hạo Nhiên lại nghiêng lồng ngực kiên cố mà mị lực về trước, nhẹ áp vào thân thể mềm mại của cô, nụ hôn tiếp tục trượt qua vai cô, cuối cùng ở bên tai cô nói nhẹ, "Mỗi một nơi trên cơ thể em đều lộ ra hương vị ngọt ngào, nếu như nó vĩnh viễn đều ở bên trong, anh có thể sẽ mỗi ngày đều vĩnh viễn không ngừng nghỉ muốn nếm thử." em có chú ý không? Đường Khả Hinh hơi mở đôi mắt phấn hồng, mông lung nhìn về phía người đàn ông trước mặt, ăn ý tươi cười. Em sẽ phối hợp với anh sao? Anh muốn không chỉ nhiều như vậy." Trang Hạo Nhiên nói cho hết lời, tay dường như trong nháy mắt chạm vào đóa tuyết liên hoa tâm kia, vừa xoa nhẹ, vừa cảm giác mình lồng ngực dường như trong nháy mắt muốn nổ tung, làm anh thật sâu mà thở dốc. Đường Khả Hinh mặt run rẩy kích động, nhìn về phía đóa hoa hồng đỏ thấm bên ngoài giường dường như lại muốn sáng dựa lên, cánh hoa như quỳnh tương ngọc dịch nhẹ nhàng rũ xuống, theo gió nhẹ bên ngoài cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng lay động, cô nhẹ nuốt nơi cổ họng khô cạn, di chuyển đôi chân, hai tay nhẹ lướt qua tấm lưng kiên cố vững chai của anh nói, cả người em, cả trái tim em đều là của anh. Chỉ cần anh thích, em kính dâng tất cả. Trang hạo nhiên nghe lời này, cuối cùng hơi tươi cười gợi cảm, lấy tay nhẹ bắt lấy cầm cô nói, bà xã, em thật là dũng cảm. Ừ. Uhm bên trong mảnh lụa trắng từng đợt thanh âm kích động mà mập mờ, hai thân ảnh thật sâu dây dưa quấn quyết cùng một chỗ, váy ngủ anh đào kia, nhẹ trượt xuống bên cạnh giường, không có bao lâu, bên trong liền truyền ra một trận tiếng cười ngào mà thần bí. chương 1354, Đại kết cục 94 Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai giống như ánh sáng đến từ thiên đường, trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây, len lỏi vào trong gian phòng nào đó của trang gia chỉ thấy từng đóa hoa hồng cùng bách hợp vẫn tinh khiết tươi đẹp như vậy, thậm chí trên từng cánh hoa còn đọng lại từng giọt nước trong suốt như những giọt sương óng ánh. Chiếc váy ngủ tùy ý đặt bên cạnh chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu trên tấm thảm lông dê. Một trận gió nhẹ thoáng qua, làm lay động nhúng tấm rèm che bằng sa mỏng. Qua tấm vải mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh trên giường. Bên ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng động, rất nhanh liền biến mất, nhưng vì những tia sáng kia quá chói mắt, liền khiến cho người nằm trên giường cảm thấy không còn sớm nữa. Tính cảnh giác của Trang Hạo Nhiên vốn cao, trong khoảnh khắc anh liền mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt đầy quyến rũ bên gối đỏ hồng, bên mũi còn thoang thoảng hương thơm cơ thể cô. Người con gái vẫn như cũ mơ màng chưa tỉnh, làn da trắng nõn nổi bật trên nệm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận gối lên cánh tay thô to của anh. Dung nhan khi ngủ tựa hồ còn đang cười, lông mi dài rủ xuống tạo nên một bóng mở trên đôi má hồng anh lại nhớ tới khoảnh khắc khiến người ta sôi trào đêm qua, lúc hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Giọng nói nức nở, âm thanh đầy ma mị. Đêm qua quả thức là cực hạn, cho đến trang hạo nhiên rốt cuộc cũng nếm được đóa hoa tuyết liên kia, anh mới thỏa mãn buông tha cô. Bây giờ nhớ lại mỹ vị ấy vẫn thật ngọt ngào, thực lòng khiến anh muốn nếm lại lần nữa. Đường khả hình nghiêng người nằm ở trên giường ngủ say, chợt cảm thấy trên người ngứa ngứa, khiến cô thở dốc không thôi, nhịn không được khiến cô chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhập nhèm nhìn thấy người đàn ông quyến rũ như người nằm trên nệm hồng. Đôi mắt bắn ra những tia sáng nóng bỏng nhìn chầm chầm cô, cánh tay to lớn di chuyển trong nháy mắt khiến cô bị kích thích. Hai người đều nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau. Một làn gió thổi tới làm lay động tấm rèm mỏng, cảnh vật trở nên mơ hồ. Hai người cuối cùng cũng từ trong giấc mộng ngọt ngào mà tỉnh dậy, bên trong gian phòng lập tức truyền đến từng hồi tiếng cười thần bí đêm qua quên đóng cửa cửa sổ lại không ngờ tới gió có chút lớn đường khả hinh đang muốn với tay mỏ lấy dây áo ngủ sau lưng trang hạo nhiên trong nháy mắt ôm chầm lấy thân thể mềm mại của cô cưng chiều nói ở lại cùng anh lát nữa không muốn nhanh lên em còn phải đi kính trà cho cha mẹ di lý dẫn theo sáu người hầu trên mặt là nụ cười vui mừng tay nâng các loại rồ vật tượng trưng nhanh chóng lên lầu đi về phía phòng ngủ thi ngữ lại đang ở một gian phòng khác tại tầng trệt một thân đồng phục màu đen đi tới, búi tóc cao thanh nhã, chân đạp trên tấm thảm nhung ấm áp, cũng nhanh chóng đi tới phòng ngủ chính. Tinh thần của tất cả mọi người đều sảng khoái, chỉ có hai cô gái là Tiên Nhi cùng Lạp Lạp, đứng ở trước cửa phòng ngủ, vành mắt lúc này liền thâm đen như gấu mèo, hai người dựa vào nhau ngáp liên tục, đầu như dính ở trên vai, mệt mỏi chịu không nổi. Thi ngữ cùng dì Lý cùng lúc đi đến phòng ngủ thấy hai nha đầu khổ cực đứng ở cửa như vậy, cô liền đau lòng đi tới trước mặt hai người, bất đắc dĩ gọi lạp lạp tiên nhi mau tỉnh lại a à, đến giờ ăn cơm rồi lạp lạp và tiên nhi đồng thời ngừng đầu mở to mắt tỉnh lại từ trong mộng ngốc ngách gọi thi ngữ bật cười nhìn hai người đau lòng nói giờ là lúc nào rồi a à? thế nào còn một bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ lạp lạp một bên ngáp một bên không chịu được nói vốn là ngủ rồi nhưng đêm qua bị chuyện thiếu phu nhân mất tích làm cho mất ngủ lại nghe nói tòa nhà này có tới 27 gian phòng nên liền sợ đến không ngủ được. Ôi, Di Lý nghe thấy lời này, liền không nhịn được cười nhìn về phía Lạp Lạp, nói, nào có khoa trương như vậy. Con bé này, nghe ai nói vậy, 27 gian phòng nhiều như vậy, đây cũng không phải là cung điện a. À. Chính là như vậy a? À. Lạp Lạp chừng đôi mắt gấu mèo, uể oải nói, con cũng sáng nay mới nghe nói, chẳng nhẽ không phải như thế sao? Phốc, người hầu trong trang gia ai cũng không khỏi cúi đầu bật cười. Bên trong phòng ngủ lúc này cũng truyền ra một hồi âm thanh của Trang Hạo Nhiên, không lâu sau, đường khả hinh mang theo ý cười ngọt ngào, nhìn thấy người hầu đứng đầy ở bên ngoài cũng không khỏi xấu hổ xoay mặt. Lúc này dì Lý cất bước tiến lên, vươn tay nhẹ gõ gõ cửa, hơi cao giọng nhắc nhở thiếu gia thiếu phu nhân. Cũng nên rời giường rồi, đã đến lúc nên đi kính trà. Theo hôn lễ truyền thống, vào ba ngày đầu cô dâu qua cửa, Đều phải trang điểm đến kính điểm tâm và trà cho cha mẹ chồng vào sáng sớm. Hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên sau đại hôn cho nên đường khả hinh còn phải cùng trang hạo nhiên đến kính trà cho ông bà ngoài nữa. Bên trong phòng ngủ, trang hạo nhiên vẫn như cũ ôm lấy đường khả hinh không rời, quyến luyến hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Nhiệt khí trong ngực bừng bừng, vừa định xoay người đè cô xuống, đường khả hinh liền trong nháy mắt ngăn cản anh, khuôn mặt ngọt ngào tươi cười, nói, được rồi, mau đứng lên chúng ta còn phải kính trà cho cha mẹ, lát nữa còn phải đi thăm hỏi ông bà ngoại đấy. Trang hạo nhiên dừng động tác lại, ôm đường khả hình ở trên người, từng thớ thịt căng cứng đều toát ra hơi thở mị hoặc. Anh nở nụ cười tươi giói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người phụ nữ của mình, giọng nói khàn khàn, bà xã, em gọi cha mẹ. Sao có thể dễ nghe như vậy chứ? Hai gò má đường khả hình cứ như vậy mà xuất hiện hai dạng mây đỏ, nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, cha mẹ anh cũng là cha mẹ em, người nhà anh cũng là người nhà em. Sau này so với anh, em sẽ càng yêu thương chăm sóc họ hơn nữa. Trang hạo nhiên nghe thấy lời này, trong lòng như nở hoa, trên mặt lại là nụ cười hạnh phúc cùng cảm động, lại muốn cúi đầu hôn vợ yêu nói, thật ngoan. Hôn một chút thôi, không được, nhanh đứng lên nào, đường khả hình thoáng cái ngượng ngùng đẩy anh ra, xoay người lấy váy ngủ, nhanh chóng mặc vào. Trang hạo nhiên nhìn về phía bộ dáng đường khả hình kiên trì như vậy, liền thi triển nụ cười quyến rũ chết người, chỉ có điều anh cũng không làm quá, dựa nửa thân người vào đầu giường, nghe thấy dì lý không ngừng thúc giục, nói nếu lỡ giờ lành sẽ không tốt, anh bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, vào đi. Bên ngoài phòng ngủ, dì lý nghe thấy giọng nói trang hạo nhiên, ngay lập tức liền dẫn theo người hầu đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy rèm cửa bên trong phòng ngủ cuối cùng cũng đã quấn lên. Trang Hạo Nhiên đã mặc xong ti sớt màu trắng cùng quần thường ở nhà, đứng ở bên giường trước gương, hơi sửa sang lại cổ áo. Còn đường Khả Hinh đã mặc xong váy ngủ, đang nhẹ quấn dây lưng bên hông. Thiếu gia, thiếu phu nhân sớm, thi ngữ dẫn chúng người hầu, tay nâng những vật biểu trưng đến trước mặt Trang Hạo Nhiên cùng đường Khả Hinh mỉm cười khom người cúi chào. Đường Khả Hinh nghe thấy, liền có chút ngượng ngùng xoay người, nhìn về phía dị lý và thi ngữ, trên môi tươi cười không dứt. Trang hạo nhiên thì hai tay đút túi quần, hơi xoay người nhìn về phía người hầu trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nụ cười, nói, sớm. Mọi người nghe thấy lời này của Trang hạo nhiên, lập tức mang dây đỏ, cùng mấy đồ vật linh tinh đặt lên bàn tròn kiểu Âu, sau đó bưng lấy trẻ hạt sen bách hợp đi ra ngoài. Lạp lạp cùng tiên nhi thì nhanh chóng đi vào phòng ngủ, chuyển hết hoa hồng cùng hoa bách hợp đi. Những người khác thì đổi thảm đỏ thành thảm tím, thi ngữ cũng hai người hầu khác, theo đường khả hinh vào trong phòng tắm rửa mặt trải đầu, sau đó giúp cô thay váy ngắn màu hồng phấn, lại cẩn thận từng ly từng tí đỡ cô ngồi vào trước bàn trang điểm, tết lại kiểu tóc truyền thống xinh đẹp, sau dùng dây kim tuyến đỏ quấn lọn tóc. Sau cùng đường khả hình sẽ phải thực hiện tất cả các nghi thức của ngày đầu tiên sau khi về làm dâu nhà họ trang, đến phòng bếp pha trà, dùng đũa thay đầu bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn, coi như sáng nay cô vì cha mẹ chồng mà tự mình xuống bếp nấu bữa sáng. Đường khả hình nghe gì lý dặn dò, khuôn mặt đỏ ửng, ngẩng đầu, nhìn về phía mình trong gương, xác thực là yêu nhã động lòng người mới yên tâm. Trang hạo nhiên lúc này cũng rửa mặt trải đầu xong, trên người vẫn mặc ti sớt ngắn tay cùng quần thường cất bước ra khỏi phòng tắm. Anh ở trong nhà mình tuyệt đối là không để ý cái gì cả, thoải mái làm tất cả mọi việc, lại nhìn thấy đường khả hình tao nhã quyến rũ ngồi đằng kia, anh liền nở nụ cười vừa muốn đi qua. Di Lý thấy thế liền đẩy anh ra, nói, được rồi, thiếu phu nhân đang rất vội. Ngài cũng chuẩn bị cho tốt một chút thi ngữ mỉm cười, mang theo dây quấn ngũ ý cắt tường vĩnh hằng qua, cẩn thận từng ly từng tí quấn lên mái tóc của đường khả hình, sau mới nâng cô đứng dậy, nói thiếu phu nhân. Thỉnh qua bên này, đường khả hình chậm rãi đứng lên, xoay người liếc mắt nhìn trang hạo nhiên một cái, sau mới nở nụ cười, cùng chúng người hầu đi ra ngoài. Đầu tiên là dọc theo hành lang thật dài, đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, liền nhìn thấy bên bàn tròn kiểu Âu đặt giữa phòng khách đã để đầy các loại bánh như ý cắt tường một tấm thảm màu tím sậm mang theo màu sắc trang nhã mà không mất đi sự vui mừng sau tân hôn, cô nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của trang kính vũ cùng ân nguyệt dung đâu, đoán chừng là hai người còn đang rửa mặt trải đầu. Người hầu lại nối đuôi nhau mang hoa cùng quả ra, nhìn thấy đường khả hinh lập tức tôn kính mỉm cười gật đầu, chào thiếu phu nhân. Đường khả hinh nở nụ cười thân thiết, tự mình bước xuống cầu thang, nói một tiếng dấu bé dấu lớn, xong liền xoay người, cầm khay đựng đầy lì xì mà lạp lạp cùng tiên nhi mang đến, Lần lượt phát cho từng người Cảm ơn thiếu phu nhân Tất cả mọi người đều đồng loạt nói Không khí buổi sáng liền bị náo động bởi một màn như vậy Đường khả hình khẽ gật đầu Sau đó dẫn dì lý cùng thi ngữ Xoay người đi đến phòng bếp Vì sao chúng ta không có A à? Lạp lạp tối hôm qua cầm 18 vạn tiền lì xì cùng một đôi vòng tay phỉ thúy Còn đòi thêm một cái châm phượng hoàng Về sau đường khả hình còn thưởng cho cô và tiên nhi một bộ trang sức chân châu Hải Nam thế mà bây giờ cô còn mang theo đôi mắt mong chờ nhìn khay lì xì trên tay, nói khẽ hỏi tiên nhi. Thi ngữ lập tức vươn tay, nhéo lấy cánh tay của lạp lạp, cảm thấy cô ấy đột nhiên trở nên thật dấu bé đáng ghét dấu lớn. Ai ôi, lạp lạp một bên kêu đau, một bên nhanh chóng theo đường khả hình đi về phía trước. Đường khả hình nghe lời kia, liền nở nụ cười ngọt ngào, cất bước đi về phía hành lang phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy phòng bếp mang phong cách hoàng gia, 12 đầu bếp nổi tiếng cùng các phụ bếp đều tôn kính khom người gật đầu với cô gọi thiếu phu nhân, cô mỉm cười gật đầu cùng mọi người nói, mọi người vất vả rồi. Không vất vả, chúng đầu bếp cùng nhau cười nói. Đường Khả Hinh dẫn mọi người cất bước đi vào phòng bếp, ở trong vô số những dụng cụ làm bếp tiêu chuẩn hoàng gia, liền nhìn thấy ở phía trên bàn tròn kiểu Âu, là bữa sáng mỹ thực của Trang Tĩnh Vũ, Ân Nguyệt Dung cùng cả nhà. Cô nhẹ nhàng mỉm cười đối với mọi thứ nơi đây cô đều cảm thấy có một hương vị quen thuộc ấm áp. Trước nhận lấy đôi đũa dì Lý đưa tới, nhẹ nhàng chạm qua tất cả thức ăn trên bàn. Từ lúc còn chưa gả qua đây, cô đã thuộc lầu lầu những thứ mà Trang Kính vô cùng ân nguyệt dung yêu thích, từ từ xem lướt qua những đĩa thức ăn tinh xảo, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Cảm ơn thiếu phu nhân, chúng đầu bếp cảm giác được sự hài lòng của đường khả hình, vì thế đều nhanh chóng cúi đầu cảm ơn cô. Đường khả hình cười cười mang lì xì trên tay lạp lạp cùng tiên nhi đặt vào trong tay từng đầu bếp một, đối với mỗi người đều nói những câu cảm ơn chân thành. Cô vẫn luôn ghi nhớ giáo huấn của cha, dù có làm người như thế nào thì cũng phải hiểu được cách khom lưng cúi đầu, săn sóc người bên cạnh đã vì mình mà vất vả cực nhọc. Chỉ cần mình thành tâm thì người xung quanh cũng sẽ cảm nhận được phần tâm ý này. Các đầu bếp nhìn về phía đường khả hình vị thiếu phu nhân này, một bộ dáng tươi cười ngọt ngào, ánh mắt chân thành, trong chốc lát tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như được tắm gió xuân. Đường khả hình sau khi phát lì xì xong, phát hiện ra trong khay còn dư lại hai cái, cô suy nghĩ một chút, liền cố nén cười, cầm hai bao lì xì tới trước mặt lạp lạp cùng tiên nhi nói, này, vất vả cho hai người rồi. Lạp lạp cùng tiên nhi nhìn thấy hai phong lì xì, lập tức vui mừng đến rậm thẳng chân, vui vẻ gọi cảm ơn đường tiểu thư. Thật là một đôi người dở hơi, hớn hở đến nỗi quên cả đổi cách xưng hô, Dì Lý nghe thấy cách gọi này cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trong phòng bếp một trận hoan hỉ trôi qua, lại có người hầu cất bước đi tới, cười nói: "Thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân, còn có đại tiểu thư cũng đã xuống, còn có ân lão gia và lão thái thái cũng sắp tới, mời ngài chuẩn bị một chút để lát có thể kính trà." Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn hai người vừa đến có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương gật đầu. Chương 1355, đại kết cục 95. Cửa lớn trang ra trong nháy mắt được mở ra. Xa xa là mặt cỏ rộng thanh thang, một đoàn xe chậm rãi lái, lái tới, dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce màu đen toát ra sự sang trọng mà trang nghiêm. Di Lý dẫn đám người hầu dẫn đầu đi ra ngoài, trang tính vũ cũng đã mặc chính trang, cùng phu nhân bước ra nghênh đón, trang ngải lâm cũng dảo bước đi ra khỏi cửa lớn. Rolls Royce cuối cùng cũng thong thả đỗ lại trước của lớn, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa. Ân sĩ Hoa mặc âu phục màu đen, Trước túi áo là một đóa bạch kim liên, bên trong là một mặt đồng hồ cổ, cả người toát ra phong thái của một bậc vương giả ân thị. Nét mặt có chút tàn nhẫn nhưng lại cất giấu sự hiền từ, gần gũi mà không mất đi uy nghiêm của bậc trưởng bối, đảo mắt nhìn tất cả người hầu đều đang tôn kính không người, ông không nói gì liền cùng phu nhân cất bước đi vào bên trong. Bên trong tòa nhà trang gia, vì có ân sĩ Hoa đến mà trở nên nghiêm túc trang nghiêm hơn hẳn. Tất cả người hầu bước đi cũng đều cẩn thận chỉ có cha ngải lâm là gan lớn một chút, cùng ông ngoại bà ngoại đi vào trong phòng khách kiểu Âu, vừa đi vừa cười kể chuyện đường khả hình tối hôm qua vừa mới qua cửa trang ra, đêm tân hôn liền đi lạc đường khiến cho hai lão nhân ra bật cười, đứa nhỏ này thế nào lại giống Nguyệt Dung như vậy. Con bé khi đó phải gả gấp cho tính vũ, đếm tân hôn thiếu chút nữa còn ngã vào trong hồ. Ân Nguyệt Dung đỡ mẹ ngồi xuống, trên mặt liền là biểu tình hờn dỗi, nhìn ba mình nói, ba, đã nói là không được đề cập đến chuyện này rồi cơ mà không đề cập tới chuyện này lúc đó con trộm của cha một xe kim cương sau đó liền cùng tính vũ bỏ trốn thiếu chút nữa khiến cha phải điều dội run tới tìm con ân sĩ hoa vô cùng cưng chiều cô con gái này trên mặt liền nở nụ cười trêu tức nói lúc đó con còn dọa mẹ con đến hôn mê đấy mọi người lại một trận bật cười trang hạo nhiên cũng cất tiếng cười khoái trá nhanh chóng cất bước xuống lầu nhìn thấy ông bà ngoại tới liền tươi cười nhanh chân đi qua có chút bất mãn nói ông ngoại bà ngoại hai người cũng thật khiến con đau lòng hôm qua hạo nhiên cử hành hôn lễ hai người thế nhưng không có đến làm hại hạo nhiên cả ngày mong hai người không thôi vợ chồng ân sĩ hoa thấy cháu đích tôn vĩnh viễn đều là bị lực bắn ra bốn phía nhất là sau ngày hôm qua cử hành hôn lễ xong trên người lại càng tăng thêm một phần phong thái thành thục thật làm cho người đối diện không có cách nào không thích đứa nhỏ này nhất là đối với ân sĩ hoa một trong những nhân vật chủ chốt của quốc gia Vô cùng yêu chiều đứa cháu trai tài năng có triển vọng này. Nghe thấy cháu trai cưới vợ, lại là con gái ân sư của ông, lại càng khiến cho ông muốn gặp mặt vị thiên kim danh môn đã bắt được trái tim của cháu trai ông. Tào Bích Tinh giả ý nghiêm túc không nói gì, nhịn cười nhìn bộ dáng của cháu trai nói, đứa nhỏ này, khó trách ba cháu mỗi ngày đều cầm gậy đuổi đánh cháu. Cái miệng này, thế mà dám đem sự việc này đổ hết lên đầu ông bà cháu. "Nào có, cháu thực sự muốn gặp hai người mà." Trang Hạo Nhiên nói xong, tức khắc tới trước mặt bà ngoại, nhìn bà ngoại hôm nay mặc một bộ sườn xám màu tím sậm, mặc dù tuổi đã gần 80, thế nhưng không hiểu sao bà vẫn trang dung cao quý xinh đẹp, anh liền suýt xoa một tiếng thán phục lắc đầu, ai? Bà ngoại con thật đẹp, lâu như vậy không gặp ngài, ngài vẫn làm người ta tim đạp thình thịch như cũ. Xin hãy tiếp nhận lời cầu hôn của tôi, phu nhân Tào Bích Tinh. Phốc, lời này vừa nói ra, mọi người đều cười rộ lên, trong lòng tàu bích tinh như nở hoa rồi, ngay cả trang tính vũ cũng không nhịn được mà bật cười gọi thằng nhãi này. Con cũng đừng có suốt ngày không phải sao thì lại thằng nhãi này với cả súc sinh kia. Ân sĩ hoa lập tức giả bộ bất mãn nhìn con rể nói, đang êm đẹp thì sao không thể êm đẹp mà nói chuyện vậy. Vâng, 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 trang tính vũ nghe thấy nhạc phụ đại nhân mở miệng, ông liền xấu hổ cười nói. Ông ngoại, ba vẫn luôn nói chuyện êm đẹp như thế mà là do cháu thường xuyên bất kính nên mới như vậy trang hạo nhiên lập tức chen đến bên người ông ngoại vươn tay ôm lấy ông nói nhà chúng ta làm gì có ai là phàm phu tục tử đâu người khác đều gọi lão nhân ra ngài là lão thái sơn cháu là tiểu thái sơn chúng ta chính vì lấy điểm này mà kiêu ngạo tự hào bọn họ đều nói cháu đẹp trai như vậy là di truyền ngài còn chị cháu là do mẹ nhặt được lời này vừa dứt tất cả mọi người đều cười ha ha trang ngải lâm liền muốn giơ chân đạp em trai Ân sĩ Hoa cũng không khỏi bật cười, xoay người nhìn cháu trai, cực độ cương triều nói: Được rồi, cái miệng cháu này toàn quét mật thôi. Tiểu phu nhân hôm qua mới cưới của cháu đâu? Đây à? Di lý lập tức phân phó đám người hầu mang bánh trà ra bồi các vị trưởng bối. Bà vừa đi vừa nói: Tiểu phu nhân đã tới, tiểu phu nhân tới kính trà các vị trưởng bối. Lời vừa mới dứt, Đường Khả Hinh một thân váy ngắn phấn hồng, mái tóc được vấn cao, trên môi nở nụ cười ngọt ngào yêu nhã đoan trang cất bước đi ra. Vợ chồng ân sĩ hoa lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ thiện lương xinh đẹp trước mặt, linh khí bức người, có lẽ vẫn còn khá trẻ tuổi, ai cũng có thể nhìn ra được định lực cùng trí tuệ trong đôi mắt kia. Hai lão nhân ra vừa nhìn thấy đứa nhỏ, liền không khỏi yêu thích thầm nghĩ, ánh mắt hạo nhiên quả thật độc đáo, lấy được người con gái như vậy làm vợ là phúc khí của nó. Trang hạo nhiên nhìn thấy đường khả hình xuất hiện ở trước mặt các bậc trưởng bối, trong tim anh chợt cảm thấy thật ấm áp, cả người như đắm chìm trong thế giới mật ngọt, không nhịn được có chút kích động. Đường khả hình vừa rồi còn có chút khẩn trương, lúc này nhìn về phía các bậc trưởng bối lập tức xuất ra tươi cười tôn kính, ngay lúc dì lý đặt đệm quỳ màu tím kia xuống, cô cũng đã khiêm tốn mà đáng yêu không người quỳ xuống trên đệm. Một bộ dáng ngọt ngào, tay bưng ấm trà, nhìn về phía vợ chồng ân sĩ hoa, chân thành nói, ông ngoại bà ngoại, cháu gọi là khả hình. Thật xin lỗi vì hôm qua cử hành hôn lễ, cháu không thể tự mình thăm hỏi hai lão nhân ra người được, mong hai người không trách cháu. Cháu vẫn thường nghe Hạo Nhiên kể chuyện về ông ngoại, bà ngoại, Khả Hinh cũng có thể tưởng tượng ra phong thái của hai người rồi. Mặc dù cháu luôn khao khát có thể ở bên gối hầu hạ ông ngoại bà ngoại, nhưng Khả Hinh mới vừa gả qua cửa, trong nhà còn rất nhiều chuyện cần cháu xử lý, cho nên tương lai còn cần xin ông bà tha thứ cho Khả Hinh nhiều chút, chỉ điểm cho Khả Hinh nhiều chút. Nhất là mong bà ngoại có thể kể cho cháu nghe nhiều chuyện đáng yêu, lý thú hơn nữa về chuyện hồi bé của cha mẹ chồng cùng hạo nhiên. Như vậy cháu có thể tận trách làm một người con dâu phụng dưỡng, làm bạn bên người, chăm sóc họ. Có như thế, ông bà ngoại cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đứa nhỏ này cư nhiên thế có thể nói được những lời như thế, tao bích tinh có chút kinh ngạc, kinh hỉ nhìn đứa cháu dâu trước. Ân sĩ Hoa nghe thấy câu cuối cùng, lại càng thêm hài lòng gật đầu, ân nguyệt dung chỉ thiếu chút nữa thì rơi lệ khóc lên. Trang hạo nhiên ngồi một bên, lắng nghe lời nói chân thành của vợ, trong lòng anh đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Ông ngoại, mời người uống trà. Đường Khả Hinh nói xong, liền nâng ly trà, ngoan ngoãn đưa đến trước mặt ân sĩ Hoa, trên mặt là nụ cười thật tâm thành kính. Ngoan, đúng là đứa nhỏ ngoan, không hổ là con gái do chủ tịch đường dạy dỗ. Ân sĩ Hoa nói xong, liền hài lòng gật đầu cười, thong thả cầm lấy ly trà, vừa uống vừa thưởng thức. Ông ngoại cẩn thận nóng, đường khả Hinh mỉm cười săn sóc nói ân sĩ hoa nhìn đường khả hinh, lại càng thêm hài lòng đứa cháu dâu này, được. Được, đứa trẻ ngoan. Đường khả hinh lại nhanh tay tiếp tục nhận lấy ly trà dì lý đưa qua, dâng đếm trước mặt tào bích tinh, dịu dàng nói, bà ngoại. Mời người uống trà. Tào bích tinh cũng liếc nhìn đứa cháu dâu này một cái, trên mặt đầy ý cười vui vẻ hài lòng, vừa nhận ly trà khả hinh đưa tới, vừa nói, ngoan. Bà ngoại cẩn thận nóng, đường khả hinh lại ngọt ngào cười nói. Được, Tào bích tinh mỉm cười gật đầu. Lúc này, hơn 10 cô gái mặc váy đen, tay nâng lễ vật mà vợ chồng ân sĩ Hoa muốn tặng cho vợ chồng cháu ngoại chậm rãi đi tới. Bên trong là trang sức châu báu số lượng có hạn đặt trong bảo tàng của ân sĩ Hoa, 7 chiếc phương miệng hoàng gia bọn họ lấy từ 7 nước trên thế giới đến. Ngoài ra còn có văn kiện giấy tờ của những tòa nhà, siêu xe, công ty dầu mỏ, câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Sau cùng là một cô gái tay cầm hồng bao lì xì mang tới đường khả hình mắt thấy hai đại hồng bao kia, cũng phải mở lớn. Vợ chồng ân sĩ hoa mỉm cười cầm lấy hồng bao lì xì cỡ lớn kia lên, bên trong quả thật là chi phiếu với con số trên trời so với những thứ mà hai bậc trưởng bối vừa cho kia, chậm rãi đưa cho đường khả hình, nói đến, khả hình, đây là lì xì ông ngoại bà ngoại cho cháu. Cảm ơn ông ngoại bà ngoại, sau này cháu nhất định sẽ hiếu thuận đối với hai người. Đường khả hình tuyệt không khách khí vương tay, Tiếp nhận lì xì vợ chồng ân sĩ Hoa đưa tới. Cô vui sướng cầm trong tay, cười đến như hoa nở, khiến Trang hạo nhiên yêu thương không thôi. Đến đến đến, cha mẹ chồng trước chưa cần kính trà, đến đây, đến bên bà ngoại, để bà ngoại nhìn rõ cháu nào. Tào bích tình càng nhìn đường khả hình càng thấy thích, liền vội vàng vẫy tay muốn cô đến bên người. Vâng ạ, à, đường khả hình lập tức mỉm cười, tay cầm hai phong lì xì, đang định đứng lên lại không biết có phải vì đứng quá nhanh hay không mà một trận choáng váng ập đến khiến trước mặt cô tối sầm lại, cứ như vậy phịch một tiếng, tay trống lên bàn trà khiến nước trà nóng cứ như vậy đổ ra ngoài, mà cô cũng mất đi ý thức ngã sắp xuống. Tất cả mọi người đều giật mình kêu lên, Trang Hạo Nhiên phi nhanh đến trước mặt bà xã, khẩn trương kêu to, "Khả Hinh." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1356, đại kết cục 96. Bệnh viện, xong người chen chúc. Nghe nói sau ngày tân hôn của phu nhân tổng giám đốc trang của tập đoàn, cư nhiên té xỉu nhập viện, dẫn tới ký giả toàn thành tràn vào bệnh viện. Hàn Văn Kiệt lúc này đã là quyền phó viện trưởng, dẫn mọi người trước đẩy ký giả ra bên ngoài, đối mặt mọi người. Phong Dũng tới dò hỏi vấn đề, anh chỉ có thể nói không thể trả lời, mà tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nhi đang ngồi trong xe Rolls Royce hướng bệnh viện chạy tới. Bà thậm chí vừa ngồi ở sau xe chờ đợi chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh nhất vừa cầm di động thở hồn hển hướng thi ngữ và giai kỳ nói. Ta cố ý cử hai người các cô cùng nhau hầu hạ nó, chẳng lẽ các cô còn không biết là chuyện gì xảy ra sao? Sau ngày tân hôn liền té xỉu ở trong nhà, đây rốt cuộc là quá mệt mỏi, hay là xảy ra chuyện gì, vì sao không quan sát thật tốt? Tưởng ra trang ra đường ra, nhiều bác sĩ gia đình như vậy, các cô cư nhiên để thiếu phu nhân gặp chuyện không may. Thi ngữ đứng ở hành lang bệnh viện, nghe Diệp Mạn Nghi lớn tiếng trách cứ, chính cô cũng sợ đến phát khóc, trước không nói ủy khuất, mà là từ lúc chăm sóc đường khả hình đến nay, đã chung sông với nhau như chị em, cô vừa trơ mắt nhìn đường khả hình sau khi tiếp nhận hồng bao, liền thân thể nằm bò giữa chén trà nóng bỏng, cô cũng sợ đến một câu cũng không nói được, chỉ là cùng mọi người như nhau, đau lòng khóc lao về phía cô, lo lắng nghi hoặc rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vợ chồng ân sĩ hoa thiếu chút nữa ngất đi. Giữa phòng cấp cứu bệnh viện, Tô Thủy Kỳ đã dẫn các bác sĩ, cùng viện trưởng nhanh chóng đi vào bên trong hai cánh cửa màu trắng, cũng chưa kịp cùng người trang ra chào hỏi, ân Nguyệt Dung cũng đã khóc một trận hoa lê đẫm mưa, lo lắng nói không nên lời, trang tính vũ vừa đỡ vợ mình, cũng vừa khẩn trương đau lòng chờ đợi, trang hạo nhiên thì cả người cơ hồ đã hoang mang lo sợ hai tay trống trên tường tuyết trắng, khẩn trương đến mức hai tròng mắt rưng rưng, không ngừng hồi tưởng toàn bộ quá trình hôn lễ ngày hôm qua. Rốt cuộc có cái gì ngoài ý muốn, không dễ dàng phát hiện hay không, thế nhưng nhìn cô tối hôm qua lúc đi vào giấc ngủ, người vẫn còn rất tốt. Suốt cuộc chỗ nào đã xảy ra vấn đề? Anh trong nháy mắt vung nắm đấm đấm mạnh vào mặt tường, tin như muốn vỡ ra, đau đến không thở nổi. Đúng lúc này, tưởng thiên lỗi mới dẫn tứ đại phó tổng lâm sở nhai cùng đám người nhã tuệ, Trần Mạn Hồng vừa chạy tới, sau đó vợ chồng đường Trí Long cũng lập tức chạy tới, vừa đi vào trong vừa khẩn trương hỏi, khả hình sao rồi? Trang hạo nhiên bỗng quay mặt sang, nhìn về phía đường trí long hướng bên trong đi tới, tay giữ chặt lồng ngực, biết ông sau nhiều năm ngồi tù, trái tim vẫn không tốt, anh tức khắc ấy náy đau lòng đi về phía trước, vừa đi vừa gọi, cha mẹ. Vợ chồng trang tính vô cùng ân nguyệt sung, nghe thấy vợ chồng đường trí long tới, bọn họ cũng ấy náy tới cực điểm, tức khắc nghênh đón, liên tục nói lời xin lỗi, không thể chăm sóc tốt cho khả hình, khiến cô vừa vào cửa đã mệt mỏi đến mức té xỉu, thật là tội đáng chết vạn lần, nhất là ân nguyệt dung khóc đến thương tâm cùng khổ sở mới vừa nghe con dâu nói những lời cảm động như vậy cô liền đã xảy ra chuyện còn trơ mắt nhìn cô té xỉu giữa chén trà nóng muốn đỡ cũng không kịp đường trí long vào lúc này nghe mọi người nói mặc dù lo lắng nhưng vẫn thông cảm nói phát sinh chuyện như vậy mọi người đều không muốn hơn nữa tôi biết hạo nhiên cùng các vị đều vô cùng yêu thương và chăm sóc đứa bé này tình huống bây giờ thế nào tạm thời còn chưa rõ ràng lắm chờ bác sĩ ra rồi hãy nói Nói cho hết lời, hành lang thật dài màu trắng của bệnh viện, lại trong nháy mắt đi tới một đám bác sĩ phụ khoa mặc áo màu phấn hồng, mỗi người bộc lộ thần sắc cẩn thận mà nghiêm túc, tay cầm giấy xét nghiệm, nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu. Mọi người thấy bọn họ, đều khẩn trương không dám lên tiếng. Lúc này, Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi mới cấp tốc chạy tới, bọn họ cũng bộc lộ thần sắc lo lắng cùng đau lòng, nhanh chóng hỏi Trang Hạo Nhiên rốt cuộc từ đêm qua đến sáng nay phát sinh chuyện gì. Thế nào một đứa bé đang êm đẹp, lại đột nhiên ngất xỉu như vậy? Trang Hạo Nhiên bị vô số người đề hỏi vấn đề này, anh cũng lo lắng nói không nên lời, chỉ nhanh chóng xoay người, nhìn về phía phòng cấp cứu kia, khẩn trương đến mức cả người như bị xé nát, khổ sở nghi ngờ nói, Khả Hinh, em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên trong phòng cấp cứu, tạm thời mở ra phòng siêu âm. Đường Khả Hinh mặc y phục bệnh nhân màu trắng, sắc mặt tái nhợt, dường như thoi thóp nằm trên giường bệnh tay trái cắm kim châm nhỏ, vừa mới đâm vào lập tức được rút ra, bên phải không khí ẩm ướt từng đợt phóng xuất ra trận trận hơi ấm, cô lại như không thể cảm nhận được, nhắm chặt mắt, hỗn loạn ngủ. Viện trưởng dẫn theo Hàn Văn Kiệt, Tô Thủy Kỳ cùng các bác sĩ, ở bên ngoài phòng siêu âm, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, thật khẩn trương nhìn vào bên trong, nhất là Tô Thủy Kỳ, càng lo lắng như bị thiêu đốt nghiêng người về trước, đau lòng nhìn, nghĩ cuộc sống hôn nhân còn chưa có bắt đầu, cô rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Nữ giáo sư đứng đầu phụ khoa của bệnh viện, gần 50 tuổi, chỉ thấy bà mặc áo bác sĩ màu phấn hồng, dẫn mọi người cất bước đi tới trước giường bệnh của Đường Khả Hinh, đầu tiên là thật sâu liếc mắt nhìn cô một cái, liền mới nhanh chóng đeo găng tay cao su, cùng hộ lý nhấc y phục bệnh nhân dưới bụng của Đường Khả Hinh lên, bà tự mình cầm lên hỗn hợp thuốc siêu âm, từng chút đặt vào giữa bụng bằng phẳng của Đường Khả Hinh, lúc này mới ngồi xuống, cầm cây siêu âm, bắt đầu ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình LCD rộng lớn trước mặt bà vừa trượt, vừa hơi nghi hoặc, nhau mắt chuyên chú nhìn. Các hộ lý cùng bác sĩ phụ khoa đều đang khẩn trương nhìn, biết đường khả hinh là phu nhân tổng giám đốc hoàn cầu, thân phận cao quý, không dám tùy tiện liền thông qua phỏng đoán, sơ bộ kiểm tra, liền nói ra kết quả. Nữ giáo sư tiếp tục cầm cây siêu âm, không ngừng trượt qua trượt lại giữa bụng đường khả hinh, bằng kiến thức chuyên môn, nhìn vào một điểm sáng nào đó, ánh mắt sáng lên. Bên ngoài phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều lo lắng chờ đợi, ân Nguyệt Dung đã khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, tay chống nơi lồng ngực, cảm giác mình sắp sửa mắc bệnh tim, Trang Hạo Nhiên đã gấp đến độ sắp vọt vào phòng bệnh, hoảng loạn nói không nên lời, bất luận như thế nào, anh chưa bao giờ khẩn trương thành như vậy, tưởng thiên lỗi nhìn dáng vẻ này của anh, mình cũng lo lắng nói không nên lời, đã trong vô thức hồi tưởng lại hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên trong phòng cấp cứu Nữ giáo sư bỗng dừng lại cây siêu âm, xoay người nhỏ giọng phân phó nữ hộ lý phía sau, nữ hộ lý tức khắc gật gật đầu, xoay người hướng khai thiết bị phía trước, lấy thêm một thiết bị không dây tinh vi khác đưa tới, bà trong nháy mắt nhận lấy, liếc mắt nhìn đường khả hình một cái, mới chậm rãi đem thiết bị này, chuẩn xác hướng rốn cô nhẹ nhàng đặt vào, cư nhiên bên trong bụng, trong nháy mắt chuyển đến, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang, bang. ân nguyệt dung cùng mọi người, đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, cư nhiên tức khắc nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp mà thần bí kia, bang bang, bang bang, bang bang vang lên như tiếng trống, Trang Hạo Nhiên cũng mặt bộc lộ vẻ khó hiểu, ngẩng đầu, nhìn về phía máy phóng thanh bên ngoài phòng cấp cứu, lại trận trận truyền đến tiếng tim đập gấp gáp kia bang bang, bang bang, bang bang, anh không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Nữ giáo sư phụ khoa lấy thêm một thiết bị tiên tiến nhất, nhẹ đặt lên một vị trí khác trên người đường khả hình đang hôn mê, trận trận tiếng tim đập, lại bang 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 bang, bang bang, đầy sức sống lại truyền đến. Bang bang, bang bang, bang bang, tiếng tim đập này lại gấp gáp truyền đến, còn tức khắc đi qua phòng cấp cứu, mở rộng ra bên ngoài. Bang bang, bang bang, bang bang, Ân Nguyệt rung sợ đến trái tim mình cũng một trận bang bang vang, thậm chí gần như muốn khóc lên gọi, đây rốt cuộc là tiếng tim ai đập a? À? Đây có phải là tiếng tim của tôi đập? Đường Chí Long cùng mọi người cũng nghi ngờ nhìn, chờ đợi Tức khắc, viện trưởng rốt cuộc dẫn nữ giáo sư phụ khoa cùng các bác sĩ, bao gồm Tô Thủy Kỳ cùng Hàn Văn Kiệt, mặt tươi cười cất bước đi ra khỏi phòng cấp cứu, đầu tiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, hơi hưng phấn cao giọng nói, "Chúc mừng tổng giám đốc Trang, chúc mừng chủ tịch cùng phu nhân, Trang thiếu phu nhân vừa té xỉu, là bởi vì có tin vui. Bởi vì cô ấy mang song thai, cho nên khi thai lưu lại trong cơ thể, liền sẽ đối với tổ chất thân thể yêu cầu rất cao, mới dẫn đến việc cô ấy té xỉu." các vị vừa rồi ở bên ngoài phòng cấp cứu nghe thấy là thai âm của hai đứa nhỏ. Mọi người tức khắc còn chưa kịp vui sướng, liền một trận khiếp sợ mở to mắt, Trang Hạo Nhiên cũng tức khắc như bị điểm huyệt, hai tròng mắt nhanh chóng kịch liệt hồng hào, cho rằng chính mình đang nằm mơ, vui sướng này làm cho anh trong nháy mắt nhẹ như bay, cảm giác được một trận không chân thực, anh vẫn còn có chút không thể vững tin, mọi người ở đây còn đang khiếp sợ ngây ngốc đứng tại chỗ, chính anh đã trước một bước thân thể kích động gần như run run đến gần viện trường, Thờ hồn hển thật lâu, mới từng chữ từng chữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Viện trưởng, ông lại nói cho tôi biết một lần nữa. Ý của ông là nói, Khả Hinh, bà xã tôi cô ấy, cô ấy mang thai, hơn nữa còn là song thai, đúng không? Viện trưởng thật sâu nhìn về phía Trang hạo nhiên mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy. Cô ấy mang song thai, Tổng Giám Đốc Trang. Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt cúi mặt cười. Nhã tuổi cùng mọi người lúc này mới tức khắc cảm thấy chân thực kinh hô lên mà tưởng vĩ quốc diệp mạn nhi cùng trang tính vũ đường trí long lý tú dung cũng tức khắc vui sướng tràn lệ bật cười nhưng xin mọi người tha thứ trang hạo nhiên người như vậy nghe thấy tin tức này anh lại muốn khóc nhất là nghe thấy thai âm hai đứa trẻ vẫn như cũ không ngừng truyền đến anh nghẹn ngào vui sướng nói không nên lời tức khắc xoay người cười kêu mẹ cha khả hinh mang thai ai ba cặp cha mẹ cơ hồ đồng thời kích động vui sướng lên tiếng trả lời chỉ có ân nguyệt dung cả người vẫn dường như bị dọa cho ngây ngốc, trợn to mắt như hạt châu, nghe lời viện trưởng nói vừa rồi, tiện đà chân chân thật thật nghe thai âm kia vô cùng có tiết tấu bang bang phanh vang lên, bà đầu tiên là căng khuôn mặt, dường như muốn cố sức suy nghĩ vài phần, nhưng trong nháy mắt vịt một tiếng, cả người bỗng ngất đi. Ai, bà xã, trang tính vũ nhìn vợ mình ngất đi như vậy, sợ đến một trận kinh hãi đảm chiến, nhanh chóng đỡ bà. Mọi người cũng tức khắc bổ nhào về phía ân Nguyệt Dung, Trang Hạo Nhiên cũng khẩn trương lao về phía mẹ, Diệp Mạn nghi lại một trận vui sướng níu chặt anh, nói: "Đừng để ý tới mẹ con. Đoán chừng là vui quá mới ngất đi, nhanh đi xem vợ con xem." Vậy, Trang Hạo Nhiên mới chịu lên tiếng trả lời, nhưng trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía cửa lớn phòng cấp cứu mở ra, bên trong phản chiếu một bóng người ôn nhu, đôi mắt anh tức khắc ngấn lệ, thong thả cất bước, hạnh phúc cùng xúc động thở dốc, đi vào bên trong. Đường Khả Hinh đã tỉnh lại, nằm nghiêng trên giường bệnh, nghe nói mình mang thai, cô cũng một trận vui sướng kích động nước nở thất thanh, tay nhẹ vuốt ve bụng mình, nghĩ bên trong có hai tiểu bảo bảo, nước mắt cô như hạt đậu, rầm rầm trận trận chảy xuống, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Trang Hạo Nhiên cũng thong thả mà kích động đi vào phòng bệnh, hai tròng mắt dương dương nhìn về phía vợ mình, nghĩ muốn lên tiếng kêu to, lại cảm động một câu cũng không nên lời, cho đến cuối cùng mới thâm tình kêu lên một tiếng, khả hinh. Hạo Nhiên Đường Khả hình ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vươn tay nghẹn ngào cầm lấy tay anh, vừa cười vừa khóc nói: "Anh vừa rồi có nghe hay không? Tiếng tim bảo bảo đập, thực sự thật thần kỳ, nghe rất hay a. À? Đó là tiểu bảo bảo của chúng ta, em mang thai con của anh, em mang thai con của anh, trời ạ, à, có hai sinh mệnh thần kỳ, rốt cuộc đem chúng ta chặt chẽ mà gắn kết với nhau rồi. Anh đồng ý với em, bất kể là con trai hay con gái, anh đều phải thương yêu." không thể thiên vị, không thể bởi vì nó là con trai, anh lại không thương yêu nó. Bọn chúng có thể, rất đáng yêu, rất đáng yêu. Trang hạo nhiên nghe lời nói ngốc nghếch này, lập tức một trận bật cười rơi lệ, thật sâu cúi người, đem vợ mình ôm vào lòng, nghẹn ngào rất lâu, mới rốt cuộc mỉm cười gọi, đồ ngốc, anh phải làm thế nào để nói cho em biết, anh bây giờ hạnh phúc cùng vui sướng biết bao, kích động vui vẻ muốn chết rồi. Đường khả hình dựa sát vào lòng Trang hạo nhiên, nghe lời chồng mình, lúc này mới yên tâm vui sướng rơi lệ. chương 1357, Đại kết cục 97 Phu nhân Tổng Giám đốc Hoàn Cầu mang thai Xét theo truyền thống Trung Quốc, mang thai chưa đầy 3 tháng, không được công bố tin vui, Thư ký trưởng Hoàn Cầu tức khắc liên lạc với mọi người của Bộ Thông tin, tạm thời làm công tác bảo mật thật tốt, mà tưởng vĩ quốc cùng Diệp Mạn Nghi hân hoan như vậy, nhất là Diệp Mạn Nghi nhớ tới ngày đi làm lễ nạp thái nghe, song long thuyết pháp, lòng bà tức khắc dân trào không ngớt, lập tức gọi giai kỳ cùng dĩnh hùng tới, phân phó các cô những ngày kế tiếp, nhất định phải bảo vệ, đồng thời còn phải tập hợp những bác sĩ tốt nhất. Toàn bộ thời gian mang thai bắt mạch điều trị cho đường khả hình, dù sao cô cũng mang xong thai a. Suy nghĩ một chút cũng đã hưng phấn, bà lại kêu gì lý, đến trang gia truyền lời, từ hôm nay trở đi, bất luận nghi thức tiệc cưới có bao nhiêu long trọng, giống như tránh cho đóng đinh thì phải đâm tường, thậm chí trang trí bên trong tòa nhà toàn bộ đều ngừng lại. Lại để gì lý tức khác chuẩn bị cống phẩm cùng hoa quả Ba ngày sau chính là ngày lành Phượng Hoàng về tổ nhất định phải đích thân tế lễ tạ thần Đúng rồi Bà Chu xác thực không phải người bình thường Bất kể là lễ giáo truyền thống Hay là các nghi thức khác khác Bà ấy dường như đều rõ như lòng bàn tay Trước bởi vì là quan hệ với tổ tiểu thư Cho nên mới mời được bà ấy xuống núi chủ trì hôn lễ một chút Ta hy vọng trong thời gian mang thai ba tháng này Có thể có một nhân vật đức cao vọng trọng như vậy ở trang gia chủ trì một vài việc lớn nhỏ, thật là hoàn mỹ. Diệp Mạn Nghi đứng ở hành lang bệnh viện, nghĩ nghĩ, mới lại nhìn về phía dì Lý nói, dì Lý, bà tức khắc liên lạc với bà Chu, dò hỏi xem bà ấy có nguyện ý như vậy không, dù sao chúng ta mở miệng, bà ấy cho dù có mọi lý do, cũng thoái thác không được, như vậy chính là miễn cưỡng người khác. Vâng, phu nhân, dì Lý tức khắc lên tiếng trả lời. Diệp Mạn Nghi phân phó mọi chuyện xong xuôi, cảm thấy tạm thời không sai biệt lắm chỉ có những thứ này liền mới quay người đi đến phòng bệnh ân nguyệt dung người kia cư nhiên đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh bà thở dài một hơi nghĩ người này bản thân còn chưa trưởng thành sẽ phải làm bà rồi bà liền một trận dở khóc dở cười quẹo cua đi vào bên trong bên trong phòng bệnh trang tính vũ cùng tưởng vĩ quốc còn có vợ chồng đường trí long đều đi theo và lo lắng cho tình huống của ân nguyệt dung nhất là trang tính vũ còn chưa kịp vui sướng vì được làm ông liền bị vợ mình dọa cho nhảy dựng lên ông hiện trái tim còn chưa khôi phục lại may mắn cha mẹ vợ không có việc gì sau khi nghỉ ngơi nghe nói sắp có chất tức khắc đi sửa chữa văn kiện di truyền tào ra, đưa cho cháu dâu thật nhiều lễ vật đại gia đình đối với việc con dâu mang thai đúng là đại sự đứng là người thừa kế đế quốc tài phú tương lai ân nguyệt dung vẫn như trong mộng thân nằm trên giường bệnh trắng tuyết ngủ say trang tính vũ ở bên cạnh nhẹ nắm tay bà lo lắng nhìn khẩn trương kêu nhỏ bà à Bà mau tỉnh dậy đi. Tưởng Vĩ Quốc thủ ở một bên, thật sự không thấy được một chút khẩn trương, thậm chí khinh bỉ liếc mắt nhìn Ân Nguyệt Dung một cái, mới chậm rãi nói, ông lo lắng cái gì? Bà ấy cũng không phải thân thể không thoải mái ngất đi, bà ấy muốn có cháu lâu như vậy rồi, đoán chừng là muốn hung hăng ngủ một giấc mới có thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng cư nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy ngất đi, thực sự mất thể diện, ngủ luôn thì càng tốt, tỉnh dậy thật mất mặt. Trang tính vỗ nhất thời im lặng nhìn về phía tưởng vĩ quốc. Ân Nguyệt sung dường như nghe thấy lời này của tưởng vĩ quốc, bà trong nháy mắt mở to hai mắt, mặt lại bộc lộ vẻ khiếp sợ như vừa mới nghe được tiếng tim đập bang bang kia, bá một cái, kích động ngồi dậy, nhìn chồng mình cùng tưởng vĩ quốc đang bên cạnh mình, bà tức khắc vươn tay, nắm chặt tay chồng, run rẩy vui mừng hỏi, ông à, ông, mau nói cho tôi biết, tôi không phải mới vừa nằm mơ chứ, viện trưởng xác thực là nói với chúng ta, khả hình mang thai, hơn nữa còn là song thai, đúng không? Tôi không có nghe lầm chứ. Trang tính vũ nghe lời này, tức khắc bất đắc dĩ nhìn về phía vợ mình, mỉm cười kích động gật đầu nói, đúng vậy, bà à, khả hình đúng là mang thai, hơn nữa còn mang song thai, tiếng tim đập vừa rồi bà nghe thấy, chính là thai âm mà bác sĩ khoa sản cố ý truyền cho chúng ta nghe. Thai nhi đã được 6 tuần tuổi. Ân Nguyệt Dung tức khắc cả người giống như bị chấn động mạnh, cũng không quản ánh mắt cười chế nhạo của tưởng vĩ quốc, mà dường như sau khi trải qua một trận thâm tư thuộc lực, bà trong nháy mắt bá một cái, nhảy xuống giường hệ tê như nữ hiệp, vốn dĩ vẫn là một người mù đường, cư nhiên liền lao ra khỏi phòng bệnh, dọc theo cửu khúc thập tam loan sao trực tiếp tìm được phòng bệnh VIP của đường khả hinh, tươi cười vui vẻ kích động đi qua. Sao y muốn nói ân nguyệt dung mặc dù không nhớ đường nhưng vì quá kích động nên cũng lần mò ra phòng bệnh của đường khả hinh. Bà à, bà đi chậm một chút, không vội không vội, mấy người trang tính vũ vừa sốt ruột đuổi theo phía trước vừa lo lắng thân thể của bà trang hạo nhiên đang nằm bên giường bệnh ôm lấy vợ mình đau lòng hôn từ mặt cô đến bên tai còn cúi đầu cảm tính khàn khàn nói nhỏ em biết không em sáng nay đã bất tỉnh thiếu chút nữa làm anh sợ muốn chết anh kỳ thực lúc đó còn tưởng rằng không phải là đêm qua cùng em quá mãnh liệt thương tổn đến thân thể em thế nhưng bà xã đúng là rất ngọt a à, khiến cho người khác không ngừng muốn nếm a à. anh vừa dứt lời liền vươn tay tiến vào trong chăn, nhẹ vuốt ve bụng bằng phẳng của vợ mình, không ngừng cúi mặt, hôn nhẹ mặt cô, rái tay cô, lại đến cổ cô, chỉ cần người thấy mùi thơm của cơ thể cô, chính mình liền dâng trào không ngớt. Đường khả hình tim cũng khuynh khắc dâng trào, mặt bộc lộ nụ cười ngượng ngùng, dù sao cũng là sau ngày tân hôn, cô tựa vào lòng trang hạo nhiên, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh, trái tim cũng bang bang nhảy nói, hôm qua. Em thật sự rất vui. Thật vậy chăng? Trang Hạo Nhiên nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, vừa ôn nhu nhìn cô, vừa cúi mặt hôn nhẹ tay cô, lại giống như đêm qua ngậm lấy. Đừng, đây đang ở bệnh viện đấy, đường khả Hinh muốn rút tay trở lại. Sợ cái gì, cũng sẽ không có người tiến vào. Trang Hạo Nhiên bỗng chốc ôm chặt thân thê rơ mềm mại của vợ mình, cực độ khát vọng cưới người vừa mút cánh môi cô. Cửa, trong nháy mắt bị đẩy ra, ân nguyệt dung hưng phấn đi tới, kêu to khả Hinh, Bảo bối của mẹ, hai người giật mình rất nhanh lúng túng tách ra đường khả hình mắc cơ mặt đỏ bừng ngồi trên giường bệnh trang hạo nhiên cũng một trận thẹn thùng nhanh chóng đứng lên nhìn mẹ mình dẫn theo nhiều trưởng bối như vậy đi tới nhất là cha mẹ vợ anh liền một trận khốn khổ nuốt nơi cổ họng khô cạn gọi mẹ người thật là dọa chết người như vậy dọa đến bảo bảo làm sao bây giờ đúng đúng đúng, đúng. ân nguyệt dung tức khắc hưng phấn nhào tới trước mặt đường khả hình nhìn dáng vẻ nũng nịu của con dâu bộc lộ vẻ xấu hổ như vậy Bà đầu tiên là một trận kích động, lại vẫn có chút tim gan run sợ cầm tay con dâu, hỏi: "Khả Hinh, con mau nói cho mẹ biết, tối hôm qua con và Hạo Nhiên có hay không uống rượu sao bôi kia?" "Đó là rượu mạnh a, hơn nữa vào thời gian xử lý hôn lễ của con, có hay không chạm vào loại rượu khác?" Đường Khả Hinh nghe lời này, mặt cô đỏ bừng, nhất là trước mặt nhiều vị trưởng bối như vậy, cô đầu tiên là do dự một hồi, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới nói: "Không không uống, thời gian mang thai hẳn là cũng không có, bởi vì bác Phúc nói với con, trận thi đấu lớn qua đi, thân thể con mệt mỏi tổn thương, phải kỵ cồn 3 tháng. Hiện tại xem ra, ông ấy hình như có nhìn xa. Trang Hạo Nhiên cũng có chút ngượng ngùng, lại ngọt ngào cười. Ân Nguyệt Dung nghe lời này, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Đường Khả hình kích động dâng trào vừa khóc lại cười nói, mẹ thật là muốn quỳ xuống lậu bác Phúc. Ông ấy thật là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng ta. Dì Lý, mau mau mau, mau sai người mời bác Phúc tới đây, mặc kệ đã có bao nhiêu trung y cùng Tây y xem rồi, cũng phải mời bằng được ông ấy đến đây bắt mạch, toàn bộ thời gian trong quá trình mang thai, liền giao cho ông ấy hết. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, cũng không phải thập phần yên tâm nghi hoặc dò hỏi, Nguyệt Dung, bà nói bác Phúc này, có tin được hay không, cũng không phải chỉ là một thầy thuốc đông y, bà chưa từng thấy mặt, đều cảm thấy là người tốt ra. À? Bà vẫn luôn có tật xấu này. Mạn nghi bà không biết bác Phúc này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu. Quả thực chính là thần y a. À. Ân Nguyệt Dung lại trái tim bang bang nhảy, kích động muốn khóc lại liếc mắt nhìn đường khả hinh một cái, liền trong nháy mắt đem con dâu bảo bối này ôm vào trong ngực, rơi lệ nói bảo bối của mẹ, mẹ thật là quá yêu con. Con thật sự không để mẹ chịu thua kém, cư nhiên thoáng cái cho mẹ hai bảo bảo, mẹ sẽ có thưởng, có thưởng lớn, sau này tiền của cha con, của mẹ, của hạo nhiên, hết thầy tất cả đều là của con phúc mấy người tưởng vĩ quốc cùng diệp mạn nghi còn có trang tính vũ cùng nhau bật cười trang ngải lâm mới vừa đi vào nghe lời này của mẹ cùng mọi người cười rộ lên sau đó tưởng thiên lỗi cùng tô thủy kỳ cũng một lần nữa ôm hai bó hoa hồng đỏ tươi đẹp dương cười cất bước đi tới nói đến thăm người mẹ xinh đẹp hạnh phúc đây a à. đường khả hình kinh hỉ nhìn về phía tưởng thiên lỗi cùng tô thủy kỳ ôm hai bó hoa hồng đỏ thật lớn đưa tới trước mặt mình tâm tình cô tức khắc vui mừng tiếp nhận bó hoa kia, cười rộ lên nói cảm ơn hai người. Không cần cảm ơn, em vừa rồi thật là làm anh sợ muốn chết, anh cho rằng có chuyện gì rồi. Tô Thủy Kỳ theo góc độ của bác sĩ, đau lòng nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Xin lỗi, để các anh lo lắng rồi. Đường Khả Hinh ôm bó hoa hồng kia, hơi cúi đầu ngửi hương thơm ngọt ngào kia, lại ngọt ngào tươi cười. Tưởng thiên lỗi cũng thập phần an ủi nhìn về phía đường Khả Hinh mỉm cười. Trang Hạo Nhiên lại vào thời khắc này, kéo cánh tay Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng hướng bên ngoài phòng bệnh đi. Tưởng Thiên Lỗi có vài phần kỳ quái, theo Trang Hạo Nhiên lôi kéo, hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh, đứng giữa hành lang, anh mới nghi ngờ hỏi, có chuyện gì không? Trang Hạo Nhiên hưng phấn nắm chặt cánh tay Tưởng Thiên Lỗi, hệt như nhìn người yêu, thật sâu cấp thiết, kích động nói, thân ái. Anh cũng nghe chuyện khả hình mang thai rồi chứ? Mọi người đều rất kích động, rất vui vẻ hơn nữa cô ấy còn mang song thai. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt, bởi vì rất hiểu Trang Hạo Nhiên, cảm giác có một loại dự cảm chẳng lành, chậm rãi giống như côn trùng nhỏ bay lên, anh không dám có phản ứng quá lớn, chỉ nhàn nhạt đáp, "Ừ." Sau đó thì sao? Trang Hạo Nhiên kích động dâng trào nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cười rộ lên nói, "Tôi hiện ở trong lòng có một kế hoạch vĩ đại, chính là tính toán hướng ngài xin nghỉ 5 năm." Trong thời gian 5 năm tôi nghỉ này, sẽ toàn tâm toàn ý bầu bạn với Khả Hinh bầu bạn với đứa nhỏ. Phanh, cái chảo thật lớn của Thượng Đế, phịch một tiếng, đập mạnh vào sau ót tưởng thiên lỗi. Anh không thể tin nổi nhìn về phía người điên trước mặt mình, mặt run run rẩy dày, dày, nhăn nhó, lại khiếp sợ cùng phẫn nộ kêu lên cậu nói cái gì. Cậu nói, cậu, bà xã cậu mang thai, cậu muốn xin nghỉ 5 năm. Đúng, Trang Hạo Nhiên tiếp tục hưng phấn nhìn về phía tưởng thiên lỗi, vui vẻ dương cười nói tôi không bao giờ có bất luận suy nghĩ tiếc nuối gì tôi còn tính toán sửa sang lại nhà, tôi cảm thấy trong nhà vẫn quá nhỏ, không đủ hai đứa nhỏ chơi đùa. Anh có thời gian đến chơi. Nhà cậu ta có 270 phòng, anh lại còn cảm thấy trong nhà quá nhỏ. Tưởng thiên lỗi cả người như bị cái chảo đập cho thất lăng bát tán, tức giận sôi trào, mới vừa bị giày vò lăn qua lăn lại trong hôn lễ người này, mệt đến mức ngã trâu, hiện tại cậu ta lại muốn bởi vì bà xã mang thai, xin nghỉ 5 năm. 5 năm, thiên lỗi, anh cảm thấy thế nào? Trang Hạo Nhiên vẫn còn mở to mắt, hỏi người ta. Người này cậu bị bệnh thần kinh à? Cậu mang thai, tôi liền duyệt cho cậu nghỉ 5 năm. Đi chết đi, Tưởng Thiên Lỗi thực sự không thể nhịn được nữa, thật CMN si em em cảm giác mình thiếu nợ người này, anh trong nháy mắt mang theo lửa giận mút trời, tức giận xoay người nhanh chóng rời xa người này. Chương 1358, đại kết cục 98. Trang Hạo Nhiên nhất định phải xin nghỉ. Tưởng thiên lỗi sống chết không chịu để cho anh nghỉ lâu như vậy, nhưng Diệp Mạn Nghi lại nói muốn anh nhường em trai một chút, anh lần đầu tiên trong đời oán trách mẹ sinh ra một thứ người thích quấn quyết làm phiền người khác như vậy. Cuối cùng dưới sự bàn bạc của tưởng vĩ quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, trước phê duyệt cho Trang Hạo Nhiên 3 tháng, nghỉ sinh, chờ sau thời gian đường khả hinh mang thai an toàn, lại có quyết định khác, lệnh tưởng thiên lỗi tạm thời tiếp quản mọi chuyện hai tập đoàn Hoàn Á cùng Á Châu. Mặc dù Hoàn Á có tứ đại phó tổng giúp, thế nhưng những công việc phiên giang đảo hải kia ập tới, khiến đầu óc anh cũng đã choáng váng, trước còn cảm thấy ngủ được, hiện tại cơ hồ là 24 tiếng đồng hồ đều xử lý công việc, thỉnh thoảng ra vào khách sạn Á Châu, còn phải ứng phó với tin tức của trang hạo nhiên cùng đường khả hinh. Ngày đó sáng sớm, nghe nói rất nhiều ký giả đang ngăn trước đại sảnh khách sạn Á Châu, anh tức khắc đi được. Có một cô gái thanh lệ, tay cầm máy ảnh, nhìn thấy tưởng thiên lỗi tới, tức khắc muốn chạy lên, hình như rất thân quen gọi tổng giám đốc tưởng. Tổng giám đốc tưởng, ngài đã nói, đáp ứng tiếp thu tôi phỏng vấn, sao lại quên rồi. Tưởng thiên lỗi nghe thanh âm này, chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn vô số vệ sĩ ngăn rất nhiều ký giả, trong đó có một cô gái mặc tây trang phong cách cơ bản cùng quần đùi trắng, anh nhất thời hỏi, người này là ai? Rất quen mặt. Phốc, Đông Anh đứng ở một bên, buồn cười nói tổng giám đốc, ngài thật là quý nhân bận rộn, cô ấy chính là vị ký giả leo tường muốn phỏng vấn ngài, ngài rõ ràng đáp ứng người ta, qua vài ngày tiếp thu phỏng vấn của tạp chí kinh tế tài chính của cô ấy, nhưng bởi vì hôn sự của Tổng Giám Đốc Trang, ngài liền đình chỉ lại, bây giờ người ta không phải tới tìm ngài đó thôi. Tưởng thiên lỗi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong phút chốc xoay người nhìn về phía cô gái trước mặt, nhớ tới chuyện phát sinh ở nho viên đêm hôm đó, vừa nghĩ vừa chậm rãi xoay người, tiếp tục đi đường vòng hướng hậu hoa viên, nói cô sắp xếp thời gian, tôi tiếp thu phỏng vấn của cô ấy. Vâng, Đông Anh thức khắc mỉm cười gật đầu, Tưởng thiên lỗi nói cho hết lời, mới xoay người đi về phía trước, lại đi chưa được mấy bước quay đầu lại, nhìn về phía đông anh thập phần nghiêm túc phân phó tôi nói cho cô biết. Trong khoảng thời gian này, những người không liên quan đến tôi đều không gặp, nhất là Tổng giám Đốc Trang. Tôi không muốn ở phạm vi 500 dặm nhìn thấy cậu ta. Phúc, chúng thư ký cùng nhau cúi đầu bật cười, đông anh cũng chỉ mỉm cười gật gật đầu. Tòa nhà Trang gia, tin tức thiếu phu nhân Trang gia mang thai, vẫn dò dĩ một vài tin đồn, có một vài người có quan hệ nhiều đời, lại mang lễ vật tinh xảo đến, ngay cả Vitus nghe nói tin tức khả hình mang thai, đều vui sướng nói không nên lời, vì chính mình không con không cái, liền đem ba trang viên đẳng cấp của mình ở Pháp, toàn bộ đưa cho hai bảo bối này làm lễ vật, hơn nữa tương lai còn đợi bọn chúng sinh ra lại đặt tên, liền ngay cả bác dịch, ở nho viên xa xôi, nghe nói tin vui đường khả hình mang thai, cũng tức khắc sai người đưa tới vài bình rượu, rượu nếp than, đặc biệt do người trong thôn họ. Sản xuất, nghe nói, ngọt rượu, rượu nếp than được xem như là mỹ nhan thánh phẩm, có lợi cho việc chữa trị cùng khôi phục vóc người sau khi sinh, mà lễ vật của ủy viên trương cùng tô triệu thần cũng không thể thiếu. Mặc dù đường trí long nói chuyện con gái mang thai, muốn đối đãi bình thường, nhưng ân nguyệt dung không đáp ứng, chuyện này tương đương quốc gia đại sự. Đường khả hình hai ngày nay vẫn ở bệnh viện, làm xong mọi kiểm tra, mà bà Chu cũng vì hợp ý với khả hình, vì Tô Linh nhờ vả, liền quyết định bồi cô tới khi kết thúc toàn bộ thời gian mang thai, mà ân nguyệt dung cả người như bị đánh máu gà, vào hôm con dâu phải về nhà, bà đã bỏ ra hai ngày, triệu tập toàn bộ người, tiêu khiển chàng, dùng một tốc độ tên lửa, chỉnh sửa hai phòng trẻ con thật lớn, bà còn nghe nói thiên kim tiểu thư tập đoàn tài chính Hàn Thị Hy Văn có một chiếc giường thủy tinh phiên bản hạn chế. Nghe nói quả thật dùng cũng mua không trở lại, vẫn muốn đặt trước, nhưng mà muốn cũng không được, bà thực sự ảo não rất lâu, nhưng cũng không có thời gian kịp phiền não, cũng đã lầu trên lầu dưới hưng phấn hỏi gì Lý, bác Phúc có tới hay không, huyết hiến hoàng thất trưng xong hay chưa, hỏi lại hoa tươi trong phòng ngủ, toàn bộ chuyển ra xong chưa. Để tránh, người mẹ, dị ứng phấn hoa, làm ảnh hưởng đến thân thể, ảnh hưởng đến đứa nhỏ làm sao bây giờ. Dì Lý liên tục cười nói, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Ân Nguyệt Dung đứng giữa phòng khách, đáp lời bà Chu phân phó, nhìn trái nhìn phải khắp nơi, xem còn có vật gì kiêng kỵ nữa hay không. Sau khi nhìn chung quanh khắp nơi một lần, liền khẩn trương nhìn ra bên ngoài, hỏi thiếu phu nhân về nhà chưa. Người hầu dương cười đi tới, nói, đã trở về, đang tiến vào trước hoa viên. Ân Nguyệt Dung nghe, tức khắc dương cười nói, thật tốt quá, con dâu của ta, còn có hai cháu của ta rốt cuộc đã trở về. Nói cho hết lời, cả đoàn xe cứ như vậy oai nghiêm mà lên núi. Đầu tiên bà Chu do cùng đường khả hình xuất viện, sau đó đám người Diệp Mạn Nghi cùng Lý Tú Dung nhau nhau dẫn khắp nơi người hầu, cũng dương cười cũng làm bạn mà đến, mọi người trang ra nghe nói thiếu phu nhân đã trở về, nhau nhau vui sướng tươi cười, nhanh chóng xuống lầu, lần mang thi này đúng là thiên đại thiên đại hỷ sự, chỉ có thi ngữ cùng tiên nhi, còn có lạp lạp ba người, hôm qua được Diệp Mạn Nghi hung hăng mắng một trận, đều có vẻ áy náy cùng bất an thong thả xuống lầu, có chút thấp thỏm bất an ra nghênh tiếp một chiếc Rolls Royce màu đen đầu tiên dưới sự thủ hộ của đoàn xe vệ sĩ, dừng trước tòa nhà trang gia, Diệp Mạn Nghi cùng Lý Tú Dung đầu tiên dương cười xuống xe, cùng ân Nguyệt Dung chào hỏi, mới chậm rãi xoay người, nhìn về chiếc Rolls Royce màu lam bạc trị giá 13 triệu phía trước, lóe ra ánh sáng tôn quý, chậm rãi dọc theo con đường cỏ xanh uyển chuyển, long trọng mà cẩn thận lái tới, tiểu thiên sứ bạch kim trước xe kia, chiết xạ vô cùng nhiệt liệt dưới ánh mặt trời chói trang. Vô số vệ sĩ, bao gồm điệp y, còn có song bào thai do tô triệu thần lại cắt cử tới, nhao nhao khẩn trương bồi theo xe này lái tới, tài xế chiếc Rolls Royce, đều thập phần có áp lực, thỉnh thoảng trải qua một đoạn đường quanh con nào đó, xe chỉ nhẹ rung lên một cái. Đường khả hinh mặc váy liền áo lá sen màu lam nhạt, tóc búi kiểu hàn, ngồi sau xe, cũng theo thân xe khẽ rung lên một chút, cô tức khắc vô thức khẽ vuốt bụng, trang hạo nhiên ngồi bên cạnh cô, cảm giác cô có một chút chấn động, anh tức khắc bộc lộ vẻ khẩn trương hai mắt lóe ra tia nhìn run rẩy sốt ruột hỏi thế nào đứa nhỏ đá em sao đường khả hinh hơi tươi cười nhìn về phía chồng lắc lắc đầu nói không có vậy sao em lại kinh hoàng trang hạo nhiên lại khẩn trương vươn tay khẽ vuốt bụng đường khả hinh trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía con đường đá xanh sân trượt băng phía trước sốt ruột nói không được con đường này quá sóc này hôm khác tìm người đến sửa một chút Phốc, tịnh kỳ ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, không nhịn được che miệng bật cười, nghe nói ân nguyệt Dung cùng trang hạo nhiên vì sợ đường khả hinh về đến nhà, lại lạc lối, đã ở mỗi nơi đặt một biển báo giao thông. Sợ cô không cẩn thận cũng giống như mẹ chồng, ngã vào phía sau hồ nhân công chưa tu sửa xong. Đường khả hình một trận không nói gì quay mặt sang, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, không cần khoa trương như vậy, chỉ là sóc nảy một chút. Tài xế Ron Royce kia, lái xe mấy chục năm, đều chưa từng khẩn trương như vậy, sợ đến mồ hôi trên trán từng đợt nhỏ xuống, nghe nói trong bụng phu nhân tổng giám đốc có hai đứa nhỏ, không sai biệt lắm có gần nghìn triệu quyền kế thừa, ngay cả lựa chọn người đỡ đầu cũng phải trải qua sự lựa chọn nghiêm khắc nhất. Nếu như lỡ may có cái gì ngoài ý muốn, chính mình không biết 100 cái mạng có đủ hay không. Tài xế Hoàng, chạy chậm một chút, Trang Hạo Nhiên vẫn còn khách khí xưng hô, để anh ta chạy chậm một chút. Tài xế Hoàng vẻ mặt muốn khóc, hai tay nắm tay lái, nhìn về kim đo tốc độ phía trước, đã biểu hiện thì tốc độ 20, còn muốn chạy chậm một chút, không bằng đi bộ. Phốc, tịnh kỳ đã ngồi ở bên cạnh, cười đau bụng. Đường khả Hinh cũng một trận chịu không nổi, xoay người, nhìn về phía trang hạo nhiên đang khẩn trương, mỉm cười nói, anh đừng căng thẳng quá như vậy, không có chuyện gì. Lái nhanh một chút, cha mẹ đều đang chờ chúng ta. Trang hạo nhiên nhìn xe cộ đã dần dần chạy đến cửa nhà, liền mới đáp ứng, nói, được, mau chạy nhanh hơn một chút, 30 cũng được. Hoàng tài xế nghe lời này, liền chỉ đạp nhẹ chân ga, để xe thập phần thuận lợi chạy về phía trước. Thời gian dường như qua thật lâu thật lâu, chiếc Rolls Royce màu xanh bạc rốt cuộc chấn kinh chạy tới trước tòa nhà trang gia. Lúc này đám người ân nguyệt dung cùng Diệp Mạn Nghi đã dương cười đứng ở một bên chờ đợi, mà tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ đường trí long thì ngồi ở bên trong, nhao nhao cười nói, hai đứa cháu này sau khi sinh, trong nhà liền náo nhiệt, còn để cho thiên lỗi và ngải lâm thêm sức lực. Trang ngải lâm mặc váy dài màu trắng, khoác mái tóc dài tới eo, tựa ở trên sofa, bộc lộ vẻ khinh bỉ nói, mọi người trò chuyện của mọi người là được rồi. Loại chuyện sinh còn này khẳng định phải giao cho đàn ông. Phụ nữ chúng con thì có chuyện gì? Tưởng Vĩ Quốc nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện của Trang Ngải Lâm, tức giận liếc mắt nhìn cô một cái, Trang Tính Vũ nhìn về phía ái nữ, cũng không khỏi một trận bật cười. Dì Lý nghe nói Trang ngải Lâm ăn nhạt, biết cô vừa trải qua chuyện gì, liền vì cô nấu một chút đồ ngọt, đưa đến trước mặt cô. Trang ngải Lâm không để ý bất luận kẻ nào, chỉ khách khí hỏi các trưởng bối có muốn dùng đồ ngọt hay không, liền cầm thìa ngọc múc một chút cơm rượu ngọt, nhẹ nếm thử một miếng, lập tức cảm giác cầu kỳ ngọt rượu này thập phần nồng hương, mang theo một chút hương vị không thể tưởng tượng được, nhất là hạt gạo trong rượu, vừa ngọt lại mềm. Cô bộc lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía dì Lý nói, dì Lý, Cơm rượu ngọt này không tệ a, à, cái món điểm tâm ngọt do đầu bếp nấu. Di Lý rất có thâm ý nhìn về phía Trang Ngải Lâm, dương cười nói, đầu bếp nào cũng đều không nấu ra được hương vị như vậy, đây chính là do bác Dịch tiên sinh làm rồi cho người đưa tới, nghe nói đây là đích thân ngài ấy ủ. Trang Ngải Lâm nghe lời này, sắc mặt thu lại, bưng chén cơm rượu kia, nhìn về phần nước ngọt ngào thanh khiết, tiếp tục tỏa hương ngào ngạt, cô không nói chuyện, tiếp tục ăn một lúc lâu mới nói bà lại không nói sớm biết là anh ta đưa tới tôi đã không ăn trang tính vũ cố ý nhìn dáng vẻ kia của con gái khẽ cười không nói lời nào ông cũng không quản nó kiêu ngạo thành như vậy tương lai còn gả phải đi thì sao tưởng vĩ quốc không nói gì nhìn về phía trang tĩnh vũ nói trang tĩnh vũ một trận bật cười đau lòng liếc mắt nhìn con gái một cái mới có thâm ý nói chuyện của người trẻ tuổi chúng ta sao quản được Mẹ nó quản đến như vậy, cũng không tác hợp được nữa là. Lúc đó Hạo Nhiên và Khả Hinh cùng một chỗ, tôi dù cho ra tay ngăn trở, nó vẫn quyết liệt như hỏa tiễn kéo có thể kéo được. Tất cả đều dựa vào chính mình a. À. Đường Chí Long nghe lời này, nhớ lại ngày đó, cũng chỉ một trận bất đắc dĩ cười. Các vị lão gia thông gia, Di Lý nhanh chóng lại đi vào phòng khách, dương cười nhìn về phía mọi người nói, tiểu phu nhân và thiếu gia đã về rồi. Chương 1359, đại kết cục 99. Trang Tính vô cùng mọi người nghe thấy lời này, liền mỉm cười xoay người nhìn về phòng khách bên ngoài. Quả nhiên, một hồi tiếng nói cười truyền đến, không lâu sau, liền trước nhìn thấy Diệp Mạn Nghi cùng Lý Tú Dung dìu nhau đi vào, sau đó mới đến Ân Nguyệt Dung dìu Đường Khả Hinh được coi như bảo bối mỉm cười tiến vào. Trang Hạo Nhiên thì không rời bà xã nửa bước, ở trong tiếng nói giỡn của mọi người, anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Khả Hinh cuối cùng con cũng đã trở về. Mẹ con ngồi lẩm bẩm cả một buổi sáng rồi, nhưng bà nội chu lại không cho chúng ta đến bệnh viện đón con, nói cái gì mà không cần quá mức long trọng, phải tích đức cho đứa trẻ. Trang tính vũ đứng dậy, cười nói với đường khả hình. Đường khả hình có chút ngượng ngùng, nhìn về phía các vị trưởng bối nói, cảm ơn cha, đã khiến mọi người bận tâm rồi, tất cả đều ổn. Không bận tâm, không bận tâm, những ngày kế tiếp, cực khổ nhất vẫn là con mà. Trang tính vũ vui vẻ cười, nhìn thấy con dâu hôm nay một thân váy dài màu lam nhạt, lại càng tăng thêm phần dịu dàng thanh tao, ông không khỏi gật đầu cảm thán nói, từ trước đến giờ cha vẫn thấy con là đứa trẻ khôn ngoan, hiểu chuyện lại kiên cường, hạo nhiên lấy được con là phúc đức của nó. Nay con mang thai, lại là thai đôi, ba thấy đây hẳn là phúc đức tu từ mấy đời của Trang gia nhà chúng ta. Trước đừng nói nhiều, con vừa từ bệnh viện trở về thì lên lầu nghỉ ngơi chút đi. Còn có, có gặp tình trạng thai nghén, Buồn nôn gì không? Tạm thời còn chưa có." Đường Khả Hinh lại ngượng ngùng cúi đầu cười nói, tay liền nhẹ vỗ về bụng mình, mềm giọng nói, còn giống như không có phản ứng gì. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, hết sức dịu dàng cương chiều cúi đầu nhìn bà xã. Đường trí Long từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn con gái nói, bây giờ cũng không giống ngày xưa, nếu như thân thể có chỗ nào không thoải mái, phải nhanh chóng nói ra, đừng gánh một mình. Còn bây giờ đã là mẹ đứa nhỏ, không những phải chiếu cố tốt chính mình mà còn phải chăm sóc cho cả đứa trẻ nữa biết không? Cha, con biết rồi mà, cha cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho mình cùng bảo bảo thật tốt. Đường Khả Hinh ngọt ngào cười nói. Nhanh lên lầu rửa mặt trải đầu một chút đi, ân Nguyệt Dung lập tức xoay người đỡ đường Khả Hinh, trong lòng tràn đầy vui mừng nói, con mới từ bệnh viện trở về, tắm cái rồi xuống lầu, mẹ làm đồ ăn ngon cho con, không chỉ ăn cho con mà còn phải ăn cả cho cháu trai của mẹ nữa. Bà nói xong, tâm trạng vui mừng khi vừa thăng chức bà nội, nhẹ vỗ về cái bụng nhỏ của con dâu. Mọi người nghe thấy đều cười rộ lên, Trang Ngải Lâm cũng vui lây, nói, mẹ, mẹ đừng dùng sức như vậy. Vạn nhất vỗ hư thì phải làm sao đây, con còn muốn thiết kế quần áo cho hai đứa nhỏ nữa. Bà nội chu mỉm cười cất bước đi xuống cầu thang, vô cùng tôn kính tiếp lời Trang Ngải Lâm, đại tiểu thư thật có tâm, chắc hẳn hai cháu ngoại trai cũng có thể cảm nhận được chỉ là đứa nhỏ còn chưa có sinh ra trước vẫn nên làm đồ lót cho hai đứa nhỏ đã đợi chúng sinh ra rồi ngài có thể tùy ý chuẩn bị lễ vật cho hai đứa rồi trang ngải lâm nghe thấy lời này liền mỉm cười gật đầu chỉ là sau này ai cũng không biết tiểu bảo bối nhà trang gia vừa sinh ra đã mặc trang phục còn tôn quý hơn cả trang phục của các hoàng tử trong hoàng gia lý tú dung lúc này cũng mỉm cười tiến đến bên ân nguyệt dung thúc dục đường khả hình mau lên lầu nói hai người vừa mới từ bệnh viện trở về hay là trước tắm rửa trải đầu một chút, lát nữa xuống lầu sẽ cùng các bậc trưởng bối nói chuyện sau. Đường khả hình nở nụ cười ngọt ngào, cùng ông xã đưa mắt nhìn nhau một cái, liền lễ phép chào hỏi mọi người, sau mới xoay người cùng nhau lên lầu. Thi ngữ, Dĩnh Hồng cùng Giai Kỳ đều nhanh chóng tiến lên đỡ cô, mọi người vừa nói vừa cười đi lên lầu. Nhất là Trang Hạo Nhiên quả thực vô cùng thương xót bà xã vất vả, còn chưa đi được mấy bậc cầu thang, liền một hồi che chở, một hồi đỡ bụng. Thấy thế, thế Dĩnh Hồng dài kỳ cùng mọi người cũng nhịn không được mà bật cười. Anh không cần phải khẩn trương như vậy. Em không sao. Đường Khả Hinh nở nụ cười bất đắc dĩ, lại cất bước đi thêm mấy bậc cầu thang nữa, mới phát hiện cầu thang hôm qua còn là mặt đá cẩm thạch, hôm nay liền đã được trải thảm ấm áp. Không được, anh rất lo lắng. Trang hạo nhiên nói xong, trong nháy mắt liền ôm lấy bà xã, căng thẳng ôm lấy bà xã vào trong ngực, nói vẫn nên ôm em đi lên thôi như vậy em sẽ không thấy mệt nữa đường khả hinh bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy cổ ông xã có chút ngượng ngùng liếc nhìn dính hùng cùng tịnh kỳ đang cúi người cười trộm đừng như vậy mà nhiều người đang nhìn này anh mau buông em xuống anh ước gì toàn thế giới có thể nhìn thấy trang hạo nhiên nói xong liền sao cười rồi mới tiếp tục ôm lão bà vững vàng đều đặn cất bước lên tầng cánh cửa phòng ngủ như cũng biết vui mừng rộng mở chào đón chủ nhân của nó Vài người hầu đứng ở trước giường thu thập chăn màn, vừa nói vừa cười. Ga trải giường màu lam đậm, thoang thoảng hương thuốc an thai, thuốc kia sáng sớm đã được bác Phúc sai người mang tới. Thành phần gồm có thảo dược làm cho đứa trẻ mắt sáng gan thanh, thông minh lanh lợi. Trang Hạo Nhiên cứ như vậy ôm bà xã, cảm xúc dâng trào, nhanh chân bước vào phòng ngủ. Đầu tiên là hỏi người hầu xem đã chuẩn bị xong nước tắm cho phu nhân chưa, xong liền ôm cô đi về phía giường ngủ, đi qua vài tấm rèm che lại không khỏi nhớ tới trận mây mưa sáng nay của hai người đường khả hình mắc cỡ đỏ bừng mặt tay ôm cổ ông xã cảm nhận lồng ngực nóng bỏng của chồng mình trang hạo nhiên mỉm cười liếc mắt nhìn người hầu đang bề bộn lục đục anh không khỏi tranh thủ cúi đầu hôn lên khuôn mặt phấn nộn của bà xã thanh âm khàn khàn nói khó trách em hôm qua nhanh như vậy đã tới rồi cao sao nguyên lai là vì mang thai a khuôn mặt đường khả hình lập tức như con tôm luộc hờn dỗi lúng túng nhìn về phía trang hạo nhiên khẽ cắn môi dưới cả người mềm mại tựa ở trên đệm thẹn thùng nói anh nhỏ giọng chút vạn nhất người khác nghe thấy thì làm sao bây giờ mắc cỡ chết đi được anh thích nhất là lúc nhìn em xấu hổ nhìn thấy không ngừng muốn trang hạo nhiên nói còn chưa xong liền lại chậm rãi nghiêng người xuống muốn thưởng thức đôi môi ngọt ngào của bà xã lại trong nháy mắt phát hiện ra trên đệm giường thiếu mất một cái gối trên giường chỉ có mỗi cái gối của bà xã vẻ mặt anh có chút quái dị, kỳ quái ngồi dậy, hỏi, ai? Gối của anh đâu? Phốc, tịnh kỳ, dĩnh hồng, dài kỳ cùng mọi người tức khắc xoay người lại, len lén cười trộm, ngay cả thi ngữ cùng lạp lạp định lực được cho là nhất cũng không khỏi phì cười. Trang hạo nhiên trong nháy mắt ngồi thẳng người dậy, cách tấm màn tím, nghi hoặc cao giọng hỏi, này, gối của tôi đâu? Đường khả hình cũng ngồi dậy theo, trên mặt treo nụ cười cổ cổ quái quái, không biết là chuyện gì xảy ra a à? chuyện của thiếu phu nhân đã xử lý xong chưa ân nguyệt dung lúc này mới nhẹ nhàng đi vào trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười mẹ trực giác của trang hạo nhiên nói cho anh biết chuyện này có liên quan đến mẫu thân đại nhân nhà mình cho nên anh hỏi thẳng gối của con đâu mẹ để nó ở đâu rồi anh cũng vừa mới phát hiện ra đồ dùng hàng ngày của anh ở đây đều không cánh mà biến mất ân nguyệt dung trái lại lại vô cùng bình tĩnh đi tới trước mặt con trai nói đều rời sang phòng làm việc rồi trong khoảng thời gian 3 tháng đầu khả hình mang thai, con không được ngủ cùng con bé. Vạn nhất lại nhiệt tình quá sẽ dậy hư cháu mẹ. Phốc, mọi người đều không nhịn được lại bật cười. Cả khuôn mặt đường khả hình xoẹt một cái đỏ bừng lên, để 3 tháng tới ông xã không thể vào ngủ. Cô nhất thời xấu hổ níu chặt ga giường, không biết nên nói cái gì cho phải. Trang hạo nhiên lại sắp phát điên rồi, bất đắc dĩ nhìn mẹ anh, thần tốc nói, mẹ. Người bình tĩnh một chút, con sẽ không tùy ý như vậy, cô ấy mang hai đứa nhỏ con so với mẹ còn khẩn trương hơn. Mẹ rất bình tĩnh, ân nguyệt dung trực tiếp xoay người, nhìn thẳng con trai không thương tiếc nói, thế nhưng con trai mẹ có bao nhiêu lợi hại mẹ đều biết. Trong nhà cây chuối tiêu vẫn luôn xanh tốt như vậy, mẹ đối với con quả thực rất có lòng tin. Con yên tâm, trong khoảng thời gian này mẹ sẽ ngủ cùng con. Giống như hồi bé hai mẹ con ta ngủ cùng nhau vậy, ngoan, bảo bảo ngoan, mẹ sẽ hát cho con nghe phốc, tịnh kỳ cùng dĩnh hồng cười đến thắt cả bụng lại, liền ngay cả đường khả hình cũng không khỏi ngẩng đầu mỉm cười nhìn mẹ chồng nhà mình. Mẹ, Trang hạo nhiên thật muốn nhảy lầu, không thể chịu được nữa nhìn mẹ mình nói, con đã bao nhiêu rồi mà mẹ còn ngủ với con. Con nói này, con đáp ứng mẹ, trong khoảng thời gian này con tuyệt đối sẽ không dính lấy cô ấy. Con thề, lấy tiền của con, mạng của con, mạng của thiên lỗi ra để thề. Không được, ân Nguyệt Dung từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên ngang ngạnh như vậy, nhìn về phía con trai, giận dữ cùng khẩn trương nói, vợ của con là chính con muốn sống muốn chết cưới về, mẹ còn có thể tin tưởng con sao. Dù sao trong khoảng thời gian khả hình mang thai 3 tháng tới, con nhất định phải ra phòng khách ngủ. Con bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là mẹ ngủ cùng con, hai là con bồi mẹ ngủ, chỉ đơn giản vậy thôi. Bà nói xong, lập tức quay sang hỏi han con dâu, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Trang hạo nhiên nghe thấy vậy, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt gần như muốn khóc thét. Không được, anh nhất định phải ngủ cùng vợ mình. chương 1360, đại kết cục 100. chương 1360, đại kết cục 100. Tiếng chó sủa, từ trên mặt cỏ cực xa tòa thành trang ra truyền đến, từ sau khi đường khả Hinh mang thai, tất cả những loại động vật đều được đưa đi, dù là chó hay ngựa, chỉ để lại 27 tiểu hạo hạo, thỉnh thoảng còn thấy đi qua đi lại. Di Lý vô cùng hưng phấn, từ sau khi ân Nguyệt Dung mang thai, bà cũng chưa từng chăm sóc phụ nữ có thai, hôm nay bà nhanh chóng sai người đem, rượu ngọt, thượng đẳng từ vườn nho của bác dịch đưa tới, toàn bộ trước hết cất vào hầm chứa rượu dưới đất, qua một thời gian nữa, lúc đường khả hình ở cữ sau khi sinh hạ bảo bối là có thể dùng để bồi bổ cơ thể. Di Lý một bên phân phó người hầu cẩn thận từng ly từng tí bê những chai rượu ngọt, một bên dặn người hầu mở ra một chai, bỏ vào hầm lạnh niêm phong trong bếp, bảo rằng đại tiểu thư rất thích. Phòng ngủ của đại tiểu thư. Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài qua vai, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cô đứng giữa phòng, mà học cha mình nâng lên cây gậy đánh gôn, cô một bên vung lên cây gậy thật dài, một bên nhìn về phía quả bong gôn lăn trên sàn nhà nói, cũng không phải chị không muốn giúp em, mà nếu Khả Hinh không sinh con, mẹ sẽ bức chị sinh. Vậy chị làm sao bây giờ? Huống chi, chị cũng hy vọng hai cháu ngoại trai ra đời. Vạn nhất bọn chúng ở trong bụng Khả Hinh, thật không vui làm sao bây giờ? Trang Hạo Nhiên một trận bất đắc dĩ ngồi trên sofa, vẻ mặt như bị người ta trói lại, không nói gì nhìn chị mình khí thế cường đại vung lên cậy gậy trong tay, nặng nề thở dài một hơi, vẫn là moi tâm địa ra nói, "Chị, đợi lâu như vậy" thật vất vả mới cùng khả hình ở cùng một chỗ lúc này mới một ngày sau đêm tân hôn chúng em lại phải cứng rắn tách ra không có bà xã buổi tối em ngủ không được làm sao bây giờ không ai quan tâm em bây giờ có ngủ hay không được trang ngải lâm cũng trực tiếp sảng khoái nâng gậy đánh vào quả bóng như vậy nhắm nó vào đích trang hạo nhiên nghe lời này lập tức một trận chán ngán thất vọng trang ngải lâm lại nhanh chóng như cao thủ võ lâm đem cây gôn nâng cao trong đầu thoáng qua than ảnh và tốc độ của điệp y, cô xoay tròn một vòng bay vọt lắc mình dựng lên, tùy ý tóc dài nhẹ nhàng tung bay, tức khắc bắn trúng đầu cổ thế kỷ 17 mà ông ngoại bà ngoại tặng cho mình, cô nhanh chóng dừng lại, hai mắt sâu híp lại, còn kém một cm em nữa liền đập trúng 300 vạn gì đó, lúc này mới chậm rãi thu hồi cầu gôn, xoay người nhìn về phía em trai nói, nhìn thấy chưa? Thân thủ của chị cậu cũng không phải giống người bình thường, em thật dám nửa đêm trèo đến trên giường khả hinh, tự gánh lấy hậu quả. Trang Hạo Nhiên không nói gì xoay người nhìn về phía chị của mình đi vào phòng tắm, vịt một tiếng đóng cửa lại, anh lại trầm trọng thở dài một cái, nhớ tới sáng nay ôm bà xã nằm trên giường, dáng vẻ hờn dỗi ngượng ngùng kia, anh lại một trận phiền muộn nuốt khan nơi cổ họng, hiện tại mặt trời vừa mới xuống núi, chính mình liền bị mẹ phái mười mấy bảo vệ đem mình đá ra xa, nhưng buổi tối Vạn Nhất bảo bảo đá mẹ làm sao bây giờ? Vạn Nhất chị và em đánh nhau làm sao bây giờ? hai đứa con bướng bỉnh này tương đương, tương đương 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 người đàn ông này lại một trận khóc thét ngửa mặt thật là khổ tâm bà xã không có bên người đêm dài làm sao anh trải qua đây bóng đêm rất nhanh đến những vì sao trận trận lóe ra tòa thành tưởng ra tưởng thiên lỗi cố nén cảm giác nóng rát như bị hỏa thiêu nơi cổ họng từ trong phòng tắm bước ra phòng ngủ để vô số văn kiện của hoàn á trang hạo nhiên thật là muốn chết mà cùng mình xử lý công sự biện pháp không đồng nhất, hắn hình như ỷ vào chính mình trí nhớ tốt như nhau, xử lý tất cả các sự vụ của khách sạn các quốc gia, thật sự hỗn độn nhưng kỳ thực lại có kết cấu bên trong, phải thật cẩn thận mới có thể phát hiện vấn đề, không giống chính mình đem một quãng thời gian xử lý các sự vụ giải quyết. Anh nặng nề thở một cái, trực tiếp ngồi trên sofa, bật chiếc đèn bàn bên cạnh, nhìn về phía chồng Văn Kiệt, nghĩ hôm qua nhìn thấy 2 giờ sáng, sáng nay đường khả hình xuất viện anh cũng không kịp tặng một bó hoa, anh trực tiếp mệt mỏi cầm lên văn kiện ở tổng bộ bên nước Anh, thẩm duyệt số liệu nội bộ, muốn hôm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Tưởng thiên lỗi chuyên chú thẩm duyệt văn kiện, cường liệt khó chịu, hơi chút nghi ngờ buông văn kiện, đứng lên đi tới phòng khách nhanh chóng mở cửa, trong lòng còn đang nghi hoặc đã trễ thế này, ai tới. Trong nháy mắt, anh sửng sốt. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, lại như tiêu hồn xuất hiện ở ngoài cửa, Tay còn nhẹ trống lên khung cửa, bộc lộ vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, gợi cảm nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cảm giác sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh, cư nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên như vậy nhàn nhã dương lên nụ cười buồn nôn nhìn chính mình, anh lập tức cảm giác giống như nơi cổ họng nuốt phải một con ruồi như nhau, nhìn người trước mặt này, ngốc không nói nên lời. Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ nụ cười xấu xa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, rất nhàn nhã nói: "Tổng giám đốc Tưởng, sớm như vậy liền nghỉ ngơi a?" À thong thả vậy tôi liền biết tôi bình thường đem công việc hoàn á xử lý rất tốt có thể có chuyện gì cần anh bận tâm đâu nhìn xem dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của anh kia tưởng thiên lỗi nghe lời này lập tức một trận hỏa khí xông đến lại vẫn như cũ một bộ dáng không thể tưởng tượng ra chừng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt mang theo vài phần cười chế nhạo nói đôi mắt của tôi không có việc gì chứ ngày hôm trước vừa mới ẩm ý muốn thỉnh năm năm giả người hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tôi việc mang thai có chỗ nào không khỏe sao, có lẽ nôn mửa, hay mắt hoa. Trang hạo nhiên trong nháy mắt bật cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, vừa muốn đẩy cửa bước vào vừa nói, không có việc gì. Rất tốt, tưởng thiên lỗi nhưng trong nháy mắt ngăn trở đường đi của anh, nét mặt căng thẳng, không khách khí chừng mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt tàn bạo nói tôi cảnh cáo cậu, Trang hạo nhiên. Tôi đã bận rộn cả ngày rồi, mệt mỏi không có tâm tư cùng cậu hờn dỗi, thức thời thì mau cút đi cho tôi ai trang hạo nhiên nhất thời cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi xác thực như vậy thành tâm thành ý nói tôi là thật có thời gian tới thăm anh một chút thôi nghĩ tương lai hai bảo bối của tôi sinh ra thời gian anh em chúng ta có thể trò chuyện cơ hội không được nhiều lắm khó có được thời gian gặp được nhau đêm nay tôi sẽ ở cùng anh tưởng thiên lỗi nghe lời này lập tức không nói được gì thật muốn cho chính mình một cái bạt tai nhắc nhở mình không phải là đang nằm mơ tên này hôm qua còn một bộ muốn chết muốn sống muốn nghỉ dài hạn chăm sóc bà xã, đêm nay vậy mà mặc danh kỳ diệu xuất hiện, nói muốn hảo hảo bồi bồi chính mình, anh tận lực nặng nề thở dốc, làm cho mình thích hứng tên này bị bệnh thần kinh tư duy, một lúc lâu mới thấm thiế nói, cậu nói, cậu đêm nay hảo hảo bồi tôi, vậy, bà xã cậu đâu, con cậu đâu, tôi, tôi thế nào lại không biết xấu hổ, vạn nhất, bị người phát hiện làm sao bây giờ. Trang Hạo Nhiên lập tức một bộ thâm tư thuộc lực, làm tốt bộ dạng khó suy nghĩ một hồi, mới nhìn về hướng tưởng thiên lỗi cười nói, yên tâm, thân ái, sẽ không bị người phát hiện. Tôi lúc đi ra, cha mẹ cũng không biết, khả hình cũng có thể ngủ. Tưởng thiên lỗi còn muốn cho chính mình một cái bà tai, vẻ mặt không nói gì nhìn về phía trang hạo nhiên, nói tôi không muốn. Loại sự tình này, dù cho người ngoài không biết, cũng sẽ bị xét đánh. Cậu lần trước để bộ công trình dựng của thu lôi, đều làm tôi sợ hết hồn chúng ta cùng nhau làm nhiều việc táng tận thiên lương như vậy, cậu hiện tại thật vất vả mới mang thai, liền an phận đi. Nếu như không có việc gì, tôi đóng cửa, cậu nhanh lên một chút về nhà nghỉ ngơi. Đừng để cảm lạnh, nói cho hết lời, anh trong nháy mắt vịt một tiếng, mang theo cường lửa giận mà đem cửa đóng sầm. Ai, thiên lỗi, Trang Hạo Nhiên lập tức cầm chai rượu đỏ, không ngừng đập cửa, vừa đập vừa kêu to, tôi thật sự thành tâm thành ý tới gặp anh mà. Đến cảm ơn anh tính toán hy sinh một buổi tối đến cùng anh, mở cửa để tôi vào đi. Tưởng thiên lỗi nét mặt căng thẳng, trực tiếp dùng thân thể ngăn cánh cửa kia, nghiến răng nghiến lợi nói cậu cái người điên này. Cút cho tôi. Mở cửa, nếu không mở cửa tôi tức giận, tối đa tôi ở đến nửa đêm, về sáng liền đi. Trang hạo nhiên lại ba ba gõ cửa. Nhiều người hầu của tưởng ra không rõ chân tướng sự việc, mỗi người đứng rất sâu sau hành lang nghe từng lời của Trang Hạo Nhiên và tưởng thiên lỗi, đều che miệng, cô chừng tôi tôi chừng cô mở miệng nói nhỏ trang hạo nhiên vẫn chăm chú nhìn cánh cửa kia vẫn như cũ đóng lại anh đành chậm lại ngữ khí cầu hòa nói ôi không thì mở cửa chúng ta trò chuyện một chút thôi mặt trời còn chưa xuống núi mẹ tôi đã phái mười mấy vệ sĩ ngăn tôi lại bên ngoài không cho về nhà bên trong một tiếng vang cũng không có trang hạo nhiên cầm chai rượu có chút tỉnh táo nhìn cánh cửa kia đứng một lúc lâu chính mình cũng không khỏi bật cười chỉ đành thở dài một hơi rồi xoay người ly khai. Tòa thành trang gia, buổi tối 11 giờ, nghe nói vào canh giờ này, chính là thời gian ông bà phù hộ tiểu bảo bảo, toàn bộ trang gia vẫn như cũ có vô số vệ sĩ đi xung quanh, từ sau khi thiếu phu nhân sắp sửa đi ngủ, mỗi người trong nhà dù có bước đi cũng không dám gây nên tiếng động quá lớn. 27, tiểu hảo hảo, cũng bị đưa vào trong rừng, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vang róc rách, lúc hai vệ sĩ đi tuần sát trong rừng cây nhỏ đều vô cùng cảnh giác. Một điểm lạng yên thanh âm cũng không có, bọn họ lại tiếp tục thong thả đi về phía trước. Trang hạo nhiên đứng ở vị trí ven rừng cây, dựa vào việc hết sức quen thuộc với thói quen của vệ sĩ cũng như các hệ thống trong nhà. Anh đầu tiên là ngóng nhìn vệ sĩ nhìn khắp nơi, tại thời điểm vừa vặn lúc thay ca, anh nhàn nhã xoay người, đã dặn Tô Lạc Hoành thay đổi hình hệ thống giám sát, chỉ cần vệ sĩ không có phát hiện ra thì cũng sẽ không có người nào phát hiện nữa. Anh nhanh chóng đi tới dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất từ phòng ngủ chính trên tầng 2, nơi đó tỏa ra ánh đèn vàng quả quyết ấm áp, biết bà xã khả năng đang ngủ, anh lập tức một trận kích động cười rộ lên, tức khắc không nói hai lời liền dọc theo tầng 1 tới tầng 2 kiểu Âu, chân đạp lên xà ngang cửa su, lại nhanh chóng bỏ đi lên. Người đàn ông đáng thương này, sáng sớm hôm nay, tất cả tài sản của Trang gia cùng tưởng ra, ân gia cơ hồ đều đưa hết cho bà xã và hai bảo bối trong bụng, anh hiện tại lại chia ra thì không đáng. Trang hạo nhiên dung hết sức của chín châu hai hổ, cảm giác trên trán mình có chút da mồ hôi, mới như vậy nặng nề bò đến cửa sổ sát đất phòng ngủ chính trên tầng 2, còn chưa thở ra được đã nhìn thấy trước mặt một than ảnh màu tím, dọa anh một cú sốc. Điệp y lại vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh đứng trên ban công nhìn về phía trang hạo nhiên, Cô làm tôi sợ muốn chết." Trang Hạo Nhiên không nói gì nhìn về phía Điệp Y, nặng nề thở ra một hơi mới nhỏ giọng nói. Điệp Y là do Ân Nguyệt Dung phái tới giám thị Trang Hạo Nhiên, cô nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía anh, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn Điệp Y liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người đi tới sân phơi trước phiến cửa sổ sát đất, vừa muốn nhẹ đập cửa, muốn gọi Đường Khả Hinh đến mở cho mình, trong nháy mắt khi nhìn về phía trong lập tức ngây người. Đường khả hình mặc váy ngủ tơ tằm màu xanh nhạt, mái tóc đen dài, trong tay cầm một quyển sách trẻ con, nhưng người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô mông lung, có thể cảm giác được cô chìm đắm trong thế giới ngọt ngào mà rất hạnh phúc, bên cạnh còn để một khung ảnh, là ảnh cưới của mình cùng cô, biết trước khi cô đi vào trong giấc mộng, nhất định dùng tiếng nói ngọt ngào nhẹ vỗ về bụng nói, bảo bảo, đây là cha của con. Cha con thật là đẹp trai đúng hay không? Cha con thật sự là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này anh dường như đã có tất cả, lại đem tất cả đều cho người anh yêu nhất, bao gồm người nhà, đồng nghiệp, bạn bè. đương nhiên còn có bảo bối a. À. Đêm nay mẹ mặc dù rất muốn cha bên cạnh, thế nhưng mẹ không tịch mịch, không cô đơn, bởi vì mẹ mang theo tình yêu của cha, cũng có thể hạnh phúc đi vô số ngày, một năm, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, mặc kệ một mình đến bao lâu, cũng có thể ở chân trời nhìn thấy dáng vẻ anh. Anh trời xanh, mây trắng, sao trên trời. Cô gái này dường như nhẹ nhàng cười, hai chồng mắt lóe ra lệ quang, vỗ về bụng mềm giọng nói, "Mẹ là một người mẹ ngốc, Vĩnh Viễn cũng không có cách nào theo kịp bước chân của cha con, bởi vì anh thực sự quá suất. Rất có mị lực, bảo bối, các ngươi đều sẽ tha thứ cho mẹ đúng hay không? Mẹ trong tương lai nhất định sẽ rất nỗ lực rất nỗ lực làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Để cha con không còn gì lo nghĩ chuyên tâm thực hiện lý tưởng của mình. Để bảo bối khỏe mạnh vui vẻ lớn lên." Các ngươi không nên tin cha con nói xin nghỉ 5 năm. Anh ấy có lẽ đêm nay bò lên trên sân phơi nhìn mẹ xong, phải trở về thư phòng bận rộn đi. Hai tròng mắt trang Hạo Nhiên ngấn lệ, nhìn về phía cô gái qua cửa sổ sát đất, như vậy đơn thuần động lòng người chìm vào giấc ngủ, tay cầm quyển sách trẻ em, do một luồng gió nhẹ mà lật sang trang khác, anh bộc lộ nụ cười cảm kích mà thâm tình, dường như cũng có thể nhìn thấy nội dung bên trong, là ghi chép về quá trình trưởng thành của đứa nhỏ vì sao không gõ cửa đánh thức thiếu phu nhân điệp y không hiểu hỏi trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía cô như vậy cảm xúc rất lâu mới khẽ cười nói cô biết không điệp y nếu như đêm nay cô ấy ngủ không được khả năng cũng không phải là bà xã của trang hạo nhiên tôi cô ấy đã làm tốt tất cả chuẩn bị vì tôi chiếu cố tốt chính cô để cô ấy ngủ đi để từ đó mỗi ngày cũng có thể mơ thấy mộng đẹp điệp y nghe lời này liền thật sâu nặng nề nhìn về phía bên trong phòng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, Tổng Giám Đốc, nếu như bảo bảo sinh ra, có thể cho tôi ôm không? Trang hạo nhiên nhìn bà xã đã lâu, nghe những lời này của Điệp Y, anh chậm rãi xoay người nhìn về phía cô gái trước mặt cười. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1360